Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 411. Diệp Thần nhưng là khoát tay một cái, trầm giọng nói, Kỳ Lân vực ta là nhất định phải đi, nhưng ta phải càng nhanh càng tốt. Hắn hít sâu một hơi, nếu Phượng Viêm Cửu dám cầm hắn mang đến Cửu Hỏa Thần Điện, sự việc tuyệt đối còn có quay về chỗ trống. Phượng Tiền Bối có lời nói thẳng. Ngay tại mới vừa, võ đạo luân hồi đồ bên trong truyền tới huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm, người võ đạo luân hồi trong bản vẽ một ít tài nguyên, bị ta cầm tới làm chất dinh dưỡng, thần hỏa căn nguyên che ở đứa nhỏ tim, tối đa 7 ngày. Tông chủ ở bế quan, đánh vào vô lượng cảnh ở giữa một lớn cảnh, không người dám quấy rầy. Phượng Viêm Cửu mặt lộ vẻ khó xử, yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói, tông chủ bế quan trước giao phó cho, đi Thiên Linh Tông một nhóm, chuyện không thể là liền buông tha, trừ phi. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Phượng Viêm Cửu đổi câu chuyện. Gặp phải ngươi sau đó, ta bỗng nhiên cảnh tỉnh, trước từng nói để cho ngươi gia nhập Cửu Hỏa Thần Điện tuyệt không phải nói xạo, thậm chí trở thành thánh tử, tương lai nắm trong tay Cửu Hỏa Thần Điện cũng không thể. Cửu Hỏa Thần Điện, thật ra thì cũng không có ngoài mặt như vậy náo nhiệt, nếu không phải như vậy, tông chủ cũng sẽ không cân nhắc cùng Thiên Linh Tông liên thủ. Phượng Viêm Cửu lời vừa nói ra, Diệp Thần cũng là sững sờ. Thái thượng thế giới rất nhiều vực, nếu có một tôn tiên đế xuất thế, không nghi ngờ chút nào có thể xưng tôn, mà Cửu Hỏa Thần Điện ngày xưa thì có này cảnh cường giả trấn giữ. Cho đến năm đó vậy trận Thái thượng công đức chiến. Phượng Viêm Cửu trí nhớ có chút mơ hồ, rồi sau đó mở miệng nói, từ tộc ta tiên đế sau khi biến mất, huyết hoàng nhất tộc chính là sụp đổ, mặc dù vậy ra khỏi chính xác tiên đế cường giả, cũng đều là thần bí biến mất. Diệp Thần chân mày cao lại, nhưng cũng im lặng không lên tiếng, ngước mắt nhìn về Phượng Viêm Cửu, tỏ ý hắn nói tiếp. Lại là khẽ than một tiếng, Phượng Viêm Cửu tiếp tục nói. Địa vị không ngừng suy thoái chúng ta, dựa vào tiên đế năm xưa chấp trưởng Cửu Thiên Thần Viêm, tuy trục xuất nơi đây, nhưng cũng vẫn là ngạo thị huyền yêu vực nhất tộc. Con em đời sau bên trong cũng có kinh tài tuyệt diễm người, cũng bởi vì trong lòng tổ địa, lại bước vào đã từng là huy hoàng mà cố gắng. Đáng tiếc à! Chúng ta những thứ này lão già kia, không có năng lực, tộc ta tiên đế lưu lại Cửu Thiên Thần Viêm, cũng ở đây dần dần cháy hết. Một khi thần viêm tắt, sợ rằng tộc ta liền lại không lại thuộc về đỉnh cấp có thể. Vì thế, tông chủ bế quan, hy vọng có thể bằng mình lực lượng đặt chân chính xác tiên đế hoặc là tiên đế cảnh, số mệnh chung quy là muốn kết. Diệp Thần đầu óc bên trong nhưng là vang lên một tiếng hử lạnh, hôm nay Cửu Thiên Thần Viêm. Bất quá là một món mà thôi. Triều đại người của thần điện đều không cách nào hàng phục. Cũng dám nói bừa đại biểu huyết hoàng nhất tộc. Vị này nữ đế lên tiếng, Diệp Thần nhưng mà một chút nóng nảy không có, cũng khó trách, trở về rốt cuộc coi như là người ta chuyện nhà. Trong cơ thể của ngươi uẩn có một chút thánh thiên thần hỏa lực, căn nguyên cùng cây, nếu là có thể, cũng chỉ có ngươi có thể thu phục Cửu Thiên Thần Viêm. Đến lúc đó ngươi chính là ta Cửu Hỏa Thần Điện thánh tử, tương lai nắm trong tay Cửu Hỏa Thần Điện tồn tại. Lấy Cửu Thiên Thần Viêm lực giúp tông chủ phá cửa ra, chớ nói Kỳ Lân vực, dù là cả tòa huyền yêu vực dâng lên, vậy không hẳn là không thể. Phượng Viêm Cửu trầm giọng nói. Công tử, không có chịu không, liền vô lượng cảnh trung hậu kỳ cường giả đều không cách nào chống đỡ ngọn lửa, sao sẽ tùy tiện thần phục. Huống chi cái này cùng hứa hẹn, nhất định có yêu. Chu Huyên lúc này truyền âm ngăn lại nói. Diệp Thần cũng là biết được trong đó lợi hại. Đối phương lấy Kỳ Lân vực tọa độ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, có lẽ cũng không phải là xuất từ Phượng Viêm Cửu chủ ý, nhưng người ở sau lưng hắn không thể không đề phòng. Đáp ứng hắn, một chút tử lửa mà thôi, bản đế tử sẽ giúp ngươi. Quyến rũ âm thanh thiên nhiên hài hước vậy truyền ra, để cho vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cự tuyệt Phượng Viêm Cửu khác tìm đường ra Diệp Thần sửng sốt một chút. Yên lặng hồi lâu, thấy Diệp Thần chau mày, liền Phượng Viêm Cửu đều có chút không nén được tức giận. Chỉ có thể nói. Thằng nhóc, người có phải hay không có băn khoăn, những lão gia hỏa kia vậy cam kết qua ta, bọn họ nói thế nào, ta liền làm sao chuyển đạt, ta có thể cho ngươi bảo đảm một chút phải, có người lật lọng, trước bước qua ta thi thể. Diệp Thần nhìn một mắt trước mặt người to con, nhẹ giọng cười nói. Ta có thể thử một chút. Liền liền Thái Thần đều bị Diệp Thần trả lời khiếp sợ, hắn mới vừa muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Thần khóe miệng nâng lên nụ cười. Chợt không nhiều lời nữa. Thái Thần không để ý nữa, đi tới trước cửa sổ nhìn ra xa hư không, để lại cho mấy người chỉ có một cái to lớn hình bóng,
một cổ như có như không khí thức kinh khủng giật tản ra. Hắn đây là đang là Diệp Thần lập uy. So ta tưởng tượng mạnh hơn. Phượng Viêm Cửu sống lưng một hồi lạnh cả người, người trước mắt thực lực, không thể lường được. Cùng lúc đó, Huyền Yêu vực cùng Đan vực biên giới chỗ. Đế gia Tam gia bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt trầm xuống. Tam ca, thế nào? Đế gia Tứ gia cũng là hỏi, ở hắn hai người sau lưng, chính là năm vị vô lượng cùng theo thua lập. Cái này cùng đội hình, ở rất nhiều địa phương cũng có thể hoành hành không trở ngại, có thể gặp đế gia ở đan vực uy thế. Đáng chết! Đế gia Tam gia tròng mắt đông lại một cái, nói, đế hải hài tử sợ rằng tu vi không có ở đây chúng ta dưới. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được liền Huyền Yêu vực bên trong vậy một chút quen thuộc uy áp, cùng hắn không tướng như nhau. Đây là huyết mạch liên quan. Chỉ có thể là mình muốn tìm vị kia. Dưới mắt mở ra đế gia cổ tích thần môn cần thái thần huyết mạch lực, nhưng lấy hắn thực lực, một khi trở về gia tộc. Cưỡi hổ khó xuống. Ở phương vị nào, đi. Đế gia Tam gia cường thế đáp lại, chợt bảy đạo lưu quang như trời hàng thần phạt, thẳng biến dạng vực giới, hướng Huyền Yêu vực chỗ sâu lao đi. Hình ảnh quay về, cửu hỏa thần điện. Đúng rồi Diệp Thần, người thân trong lòng hỗn độn kỳ lân là một, tuyệt không thể trước bất kỳ ai tiết lộ phân nửa, tọa độ là một, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mấy người nhịp bước hướng cửu hỏa thần điện cấm địa đi về phía, trên đường đi, Phượng Viêm Cửu đều là ở dặn dò Diệp Thần. Người mới tới Huyền Yêu vực, có thể không rõ ràng một cái còn sống hỗn độn kỳ lân ý vị như thế nào. Nếu như tông chủ có thể thuận lợi đột phá, vậy thì không sợ. Cho dù sốc cái này một vực cũng không sao, nhưng ở này trước, chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Diệp Thần dừng chân một cái, cười nói, Phượng tiền bối, nếu như mới vừa rồi ta cự tuyệt ngươi đâu. Tóc đỏ người đàn ông sửng sốt một chút, cũng là đáp lại, ha ha, ta nguyên bản vậy không muốn ngươi có thể đáp ứng. Hắn đầu tiên là cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, chém ra cảnh có thể để vô lượng nhất kích, tên kia công kích ta nhìn, tuyệt đối không có mở nước ý. Ngươi rất tốt, sao chúng ta trong tộc vậy mấy cái thằng nhóc còn mạnh hơn một ít, nếu như ngày hôm nay ngươi cự tuyệt ta, ta sẽ thời gian đầu tiên đưa ngươi rời đi cửu hỏa thần điện. Kỳ lân vực tọa độ, ta sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay, đơn giản chính là lột trưởng lão vị, đối diện tường suy nghĩ mấy trăm năm thôi. Đám kia lão gia cũng sẽ không làm gì ta, dẫu sao bọn họ vậy không nhất định đánh qua ta. Phượng Viêm Cửu vừa đi vừa nói. Trong bất chi bất giác đã tới cửu hỏa thần điện trước cấm địa, nhưng là bị mấy đạo nhân ảnh, ngăn lại. Lão cửu, đừng đi về trước nữa, cấm địa trung thần viêm chỉ sẽ bùng nổ, trở về đi thôi. Cầm đầu Mỹ phụ mâu gian lưu chuyển nhàn nhạt thanh diễm, chán tới giữa vẻ mặt hơi có vẻ lãnh đạm, chỉ là liếc mắt một cái Diệp Thần. Chém ra cảnh 6 tầng thiên, còn không bước vào chém ra cảnh hậu kỳ, đi vậy là chịu chết. Ở Mỹ phụ sau lưng. Một tên cùng Phượng Viêm Cửu tướng mạo thân hình tương tự nam tử nói tiếp. Ngũ ca, ngươi. Vậy bị Phượng Viêm Cửu gọi là ngũ ca nam tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, tỏ ý Phượng Viêm Cửu ngoan ngoãn nghe lời lui ra. Cửu thiên thần viêm nếu như lại không tìm được ký chủ, vậy một chút tử lửa liền sẽ hoàn toàn tắt. Phượng Viêm Cửu còn muốn nói gì, nhưng là bị vô tình cắt đứt. Cho dù là một chút tử lửa, cũng là đế viêm. Không phải một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể thu phục tồn tại, trở về đi thôi. Ta từ sẽ cùng ngươi. Nam tử kia còn muốn nói gì, cầm đầu Mỹ phụ dưới chân dẫm một cái, từ nàng cách đó không xa cùng Diệp Thần các người nhìn nhau mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo vực sâu không thấy đáy. Suy, một đạo màu xanh màn lửa cả ngày lên, ngăn cách con đường phía trước, trong nháy mắt lạnh lùng lạnh lẽo thấu xương tấn công tới. U Minh lãnh hỏa. Diệp Thần ở chỗ này. Cảm nhận được liền U Minh nhất tộc đặc biệt hơi thở, đã từng hắn giao thủ qua một đầu là diệt minh thú, vì che chở mình mà chết, cái này cổ hơi thở hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bách gia cảnh tiểu tử, đừng nói ngươi không có tư cách đụng chạm cửu thiên thần viêm, ngươi liền ta cái này U Minh màn lửa, cũng thì không cách nào dung chuyển. Nếu là có thể vượt qua cái này đạo bình phong che chở, ta dù các ngươi đi. Người Mỹ phụ trong mắt hàn xương, lời nói tới giữa lạnh như băng hết sức. Một bên Phượng Viêm Cửu thấy vậy, nói, liền để cho ta tới lãnh giáo một phen. Không cùng đám người khuyên can, trong nháy mắt nóng rực ánh lửa chính là từ Phượng Viêm Cửu dưới chân bay lên vần quanh lên, từng vòng ánh lửa vặn vẹo không gian, hóa thành một đầu chín thủ lửa hoàng xé trời mà sắp.
Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh vậy ngưng mắt nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Thấy thế nào? Vân Đoan Chi Đỉnh, một giọng nói truyền ra, chọc được xem trò vui cụ già nhướng mày một cái. Lão Tứ và Lão Ngũ, chẳng muốn Phượng Viêm Cửu làm kẻ ác, dù là hắn chẳng hay biết gì, Phượng Viêm Cửu tính cách nếu thật là biết được chúng ta lợi dụng hắn, sợ rằng phản bội Cửu Hỏa Thần Điện chuyện vậy làm được. À, nếu như một chút thần hỏa lực có thể bảo Cửu Thiên Thần Viêm không tắt, dù là tranh thủ mấy chục năm cũng đều tốt, tông chủ đang sắp đột phá, làm sao cần phải mượn nữa. Ý trời à! Ngồi đàng hoàng ở vân đỉnh cụ già tay áo vung tay lên, tác thành Lão Tứ đi, cùng Phượng Viêm Cửu mang cái thằng nhóc đó rời đi, Cửu Hỏa Thần Điện bên ngoài chặn đánh, dù là một chút thần hỏa lực, cũng phải cấp ta trá ra tới lễ truy điệu Cửu Thiên Thần Viêm. Không đúng! Phượng Viêm Cửu con ngươi ngưng trọng, hắn biến ảo ra lửa hoàng, có thể nuốt phệ thiên, nhưng ở Mỹ phụ lạnh lửa màn trời bên trong, ăn biết. Rắc rắc, đủ để diệt thế lửa cháy mạnh, ở nhiều lần vùng vẫy sau đó, lại là bị lạnh lửa đúc thành liền bông tuyết, màu xanh cương phong cắt kim loại hư không, ở cắn nát vậy ngạo thế chín thủ lửa hoàng. Hắn thua, phụ nhân kia thực lực tăng thêm một bậc, thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Thái thần tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. Nhẹ giọng nói. Chưa chắc. Chỉ gặp Diệp Thần hét lớn một tiếng, nói, Phượng tiền bối, lại tới. Diệp Thần đầu ngón tay một món xinh đẹp đến mức tận cùng đỏ tươi vẻ xuất hiện, ngay tức thì liền làm thiên địa thất sắc. Đây là... Người Mỹ phụ trợn to hai tròng mắt, trong truyền thuyết cùng Cửu Thiên Thần Viêm cùng nổi danh Thánh Thiên Thần Hỏa. Không đúng. Còn dung hợp đạo linh lửa cùng với chư bao kinh khủng ngọn lửa. Cái gì? Ngọn lửa này, Vân Đoan Chi Đỉnh cụ già lúc này thân hình nghiêng về trước, hận không được lập tức bắt lại Diệp Thần hỏi kết quả, run rẩy không chỉ còng lưng thân thể mơ hồ để lộ ra một chút hơi thở. Trời không quên ta Cửu Hỏa Thần Điện. Cụ già ánh mắt bên trong tràn đầy kích động nóng bỏng, mong xuống phía dưới Diệp Thần ánh mắt bên trong càng là có vô tận vẻ tham lam. Khó trách, lúc đầu ở nơi đó, phía dưới Thái Thần nhẹ nhàng líu díu một tiếng, chợt nhắm lại hai tròng mắt. Thánh Thiên Thần Hỏa hiển lộ hơi thở ngay tức thì, Phượng Viêm Cửu cũng là sững sờ, chợt chỉ cảm thấy một cổ sao động đạo ý xông lên đầu, liền hắn đều có chút không cách nào áp chế. Thu! Chẳng biết lúc nào, mình biến ảo ra chín thủ lửa hoàng lại cũng là bị thần hỏa vậy màu đỏ tươi hoa mỹ ánh sáng hấp dẫn, đôi mắt đỏ thắm lại nhiều tiếng rên rỉ trùng tiêu. Chín thủ lửa hoàng đuôi cánh phần gốc, từng cây một đỏ tươi chói mắt linh vũ phá thể ra, nó hoàn toàn mất đi thần trí. Oanh! Trong nháy mắt chín thủ lửa hoàng phát điên vậy hướng Mỹ phụ liều chết xung phong đi, U Minh lãnh hỏa đúc dậy hàn mạc ngay tức thì bị biến dạng, giống như một tấm giấy mỏng. Dừng tay! Trong hư không truyền ra một đạo quát chói tai, chấn trong cuộc đám người thần hồn đều là run lên, chợt lộ ra một cái bàn tay từ đám mây hung hăng vỗ xuống, tỉnh hồn lại Phượng Viêm Cửu thấy vậy, nhất thời tan mất quanh thân lực lượng, người Mỹ phụ cũng ở đây thời gian đầu tiên thu tay lại. Vừa đã thông qua khảo nghiệm, Phượng Viêm Cửu, mang theo Diệp Thần tiểu hữu nhập cấm địa đi. Trong hư không cuối cùng truyền ra khẽ than một tiếng, toàn cho dù là biến mất không gặp. Tứ tỷ, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Mỹ phụ người sau lưng thấy nàng không ngăn cản nữa Phượng Viêm Cửu, đợi đến mấy người hình bóng sau khi biến mất, cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Các ngươi cũng khinh thường người tuổi trẻ kia, trên người hắn cũng không phải là cái gì tử lửa, mà là Thánh Thiên Thần Hỏa căn nguyên và đạo linh lửa. Người Mỹ phụ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, cùng Phượng Viêm Cửu giao thủ là ta, mới vừa vậy cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, tuyệt không phải vậy ngọn lửa mới có thể có, mấy vị kia vậy đã nhìn ra. Cái gì, Lão Ngũ cả kinh? Người Mỹ phụ đắng chát cười một tiếng, nói, lớn mạnh như vậy ngọn lửa, ở một cái bách gia cảnh tiểu tử trên tay, khả năng này chính là duyên phận đi. Chợt nàng cũng là tim đưa ngang một cái, đã như vậy. Vậy thì lẽ ra phải do ta Cửu Hỏa Thần Điện nắm trong tay, có cái này cùng nghịch thiên vật, dù là đã từng là tiên đế không có ở đây, tộc ta như cũ có thể trở về mảnh thế giới kia. Ha ha ha, tứ muội, quả thật là thức thân thể to lớn người. Vân Đoan Chi Đỉnh, một đạo thiên môn mở toang ra, còng lưng thân thể cụ già đạp mây xuống, mỗi bước một bước, chính là thiên địa ông minh. Ngươi chuẩn bị làm gì? Người Mỹ phụ nhẹ giọng mở miệng, cái này một lời. Coi như là thừa nhận cụ già. Thần hỏa căn nguyên không thể cưỡng ép chóc,
Cửu Thiên Thần Viêm còn sót lại lực lượng cũng không phải một tên tiểu tử có thể tùy tiện cầm bóp, lưỡng bại câu thương để gặp. Không ngại đối hắn tiến hành đoạt xác. Tiểu tử này thân xác có thể không bình thường, thành tựu đồ đựng mà nói, lại không quá thích hợp. Mắt gặp Cửu Hỏa Thần Điện đám người không ngăn cản nữa, Diệp Thần các người một đường thông suốt không trở ngại, đi tới cấm địa thần trước cửa. Vậy một nơi không gian bên trong hung hiểm dị thường, cho dù là vòng ngoài, cũng không thể khinh thường. Cửu Thiên Thần Viêm lực lượng 10 phần quỷ dị, lửa độc lực sẽ thông qua không gian khí nhập thể, nhất định phải chú ý. Phượng Viêm Cửu luôn mãi dặn dò, Thái Thần tu vi mạnh hơn so với hắn, tự nhiên không cần lo âu, có thể Diệp Thần cùng Chu Uyên, rất dễ dàng trước liền nói. Không sao, ta đã thấy qua. Diệp Thần hồi tưởng lại ban đầu Thánh Thiên Thần Hỏa ở đó một thần bí mang ra khỏi đời, vô số võ giả hai tròng mắt đỏ đổ sát đao vung hướng người mình cảnh tượng. Ngay tại Chu Uyên ngẩn ra để gặp, trước mặt ánh sao đã toát ra đậm đà không gian hơi thở, mấy người thân hình dần dần mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy chân hạ từng tầng sóng nhiệt vọt tới, đánh thẳng ngực, vào mắt dõi mắt nhìn lại, cụm núi tới giữa, trơ trụi khắp nơi tràn đầy cát vàng, vừa nhìn bao la màu vàng. Không gặp chân trời thế giới bên trong, chu vi ngàn dặm tới giữa, không cảm giác được bất kỳ sinh linh hơi thở, thần bí này cấm địa cửa, đem mấy người hoàn toàn phân tán ra. Dũng động nhóm cát giống như là phú có sinh mệnh lực vậy, hướng Diệp Thần quấn quanh đi, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vậy là không dám khinh thường chống cự. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp Thần lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, thiết ngai vàng hơi thở, hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở, ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời, thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu dọi xuống tới, nhất thời để cho được chung quanh hết thảy, đều bắt đầu thiết hóa. Có thể thiết ngai vàng lực lượng chỉ có thể kiên trì một lát, vô tận sấm sét và ngọn lửa ở trong hư không phun trào. Quả nhiên, Phượng Viêm Cửu tiền bối nói không ngoa. Tiếng chuông rơi xuống đất ổn định tâm thần Diệp Thần chưa tới kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy luân hồi huyết mạch một hồi dị động, màu đỏ tươi ánh sáng quỷ dị lóe lên, sáng vô cùng, đem hắn thân xác ánh chiếu ra dũng động sông máu. Rắc rắc, vậy cổ đau tê tâm liệt phế cảm lần nữa hiện lên, chợt một cái nối liền võ đạo luân hồi đổ thế giới giới vách đá bị mở ra. Ở một phiến tàn tạ suy bại thế giới bên trong, không gặp nữ đế bóng người, mất đi cho tàn chỗ sâu, một đạo tử mang như ẩn như hiện, đó là Tiểu Kỳ Lân yếu ớt chập chờn. Oanh! Màu vàng kim sấm sét đột nhiên từ Diệp Thần bên người ngưng hình, chỉ là một cái chớp mắt liền ầm ầm rơi xuống, võ đạo luân hồi đồ diễn sanh thế giới nhỏ bản sẽ tùy Diệp Thần ý niệm trưởng thành, hôm nay hắn gặp nạn, trong đó thiên địa cũng đang sụp đổ. Không! Màu tím Kỳ Lân máu dòng nước chảy ở vô tận bụi bặm bên trong. Mất đi thiên địa cộng trắng xám một màu, vậy duy nhất tia máu làm được Diệp Thần trong lòng giấy lên cơn giận đốt trời. Nhưng vào lúc này, huyết hoàng tộc nữ đế bóng người trôi ra tới, một bộ xinh đẹp quần đỏ kéo Diệp Thần toàn bộ sự chú ý, tuyệt đẹp gương mặt bên trên khơi màu lau một cái yêu mị độ cong, thủy bộc vậy 3000 tóc xanh tán loạn sau ót, xốc xếch lại diêm dúa, điên đảo chúng xanh đẹp. Nữ đế đưa ra hai cây ngón tay thon dài, nhàn nhạt nói, phế vật. Ở chỗ này không nên dùng những công pháp khác, ngươi không nên đem mình làm luân hồi chi chủ, ngươi phải đem ngươi làm một cái lửa tu, thuần túy lửa tu, tận lực dùng ngươi đạo linh lửa, hoặc là dung hợp trong đó thánh thiên thần hỏa. Đông! Một tiếng rên, Diệp Thần bị chỉ một cái đánh được suýt nữa thần hồn vỡ vụn, lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhưng là thấy vô số màu vàng kim gông xiềng từ trong cơ thể hắn phá vỡ ra thì tách ra ra, liền máu bên trong đều là ẩn có một chút nhàn nhạt màu vàng. Nào còn có tình cảnh lúc trước, hết thảy các thứ này đều là lửa độc đang làm ma. Thật là khủng khiếp lửa độc. Có võ tổ đạo tâm và luân hồi thánh hồn thiên Diệp Thần đều là suýt nữa trước liền nói. Thánh thiên thần hỏa căn nguyên lực không ngừng di động tại Diệp Thần quanh thân mỗi một chỗ huyệt vị, thối cốt đau làm hắn hàm răng đều là suýt nữa cắn nát, thẳng đến sinh trưởng ở máu thịt bên trong màu vàng gông xiềng dần dần rút đi. Hóa thành từng luồng yếu ớt lửa mang rồi sau đó hoàn toàn bị luyện hóa hầu như không còn. Vô chủ ngọn lửa, đều có như vậy lực lượng bá đạo. Diệp Thần một hồi kinh hãi, đây cũng không phải là ảo cảnh, mà là do tim xanh manh nha hạt giống bị Cửu Thiên Thần Viêm đốt, lửa độc công tâm. Cũng may kịp thời thanh tỉnh lại, nếu như chậm một chút nữa,
cửu thiên thần viêm lửa độc hạt giống khắc vào xương tủy, thần tiên khó cứu. Dù vậy, bây giờ Diệp Thần đều cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều là đang run rẩy, kinh mạch giống như bể thành bụi phấn vậy di động ở mạch lạc lúc đó, chịu nhiều đau khổ. Được nhanh lên hội hợp mới được. Diệp Thần đứng dậy phất đi quanh thân phân bố cát vàng, cuối cùng một chút thần viêm lực bị thánh thiên thần hỏa căn nguyên nơi chặt đứt, hắn mâu gian giấy lên màu đỏ tươi lửa cháy mạnh, ngay tức thì xem thấu đầy trời bay tán loạn cát vàng, phân bố cửu thiên thần viêm lực thế giới bên trong, một tiếng thống khổ tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Chu Uyên. Hắn ở một góc bên trong, thấy được Chu Uyên quật cường hình bóng, trên thân thể đã ngưng tụ thành một tầng màu vàng kim cát giáp. Khe hở gian chấm đỏ thấm tràn ra, đó là lửa độc công tâm dấu hiệu. Chu Uyên cũng không xem Diệp Thần như vậy có thánh thiên thần hỏa và luân hồi thần thân thể hộ thể, lửa độc một khi hoàn toàn bùng nổ, lấy hắn tu vi, trong phút chốc sẽ bị lửa độc xé thành mảnh vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần xuất hiện ở Chu Uyên sau lưng, một chưởng vỗ vào Chu Uyên sau lưng. Một chút đạo linh lửa lực tràn vào Chu Uyên kinh mạch, kỳ đau làm được hắn tỉnh hồn lại. Công tử, ta đây là ở đâu? Chu Uyên mới vừa muốn nói gì, trong nháy mắt đau nhức xông lên đầu cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức, hắn lúc này liền là kêu lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất, Diệp Thần nhìn một hồi co quắp nhưng lại không nói tiếng nào thiếu niên, lúc này mới yên lòng. Yên tâm đi, ngươi không có chuyện gì. Một hồi lâu sau... Gặp tê liệt ngã xuống đất như chó chết vậy Chu Uyên co rút một tí, Diệp Thần cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Công tử, địa phương quỷ quái này thật muốn mệnh. Chu Uyên nói xong chính là đứng dậy, còn không đứng vững, lảo đảo một cái lần nữa ngã quỵ, nhìn Diệp Thần đưa tới tay phải, hắn vui vẻ cười to đứng lên. Xa xa sa mạc bên trong, tục tăng người đàn ông phun một cái nước miếng, áo quần lam lũ cũng ở đây tuyên cáo người này lúc trước trải qua cái gì. Hắn bỏ rơi vung vậy bị cát vàng dưới che giấu một đầu màu lửa đỏ mái tóc dài, lẩm bẩm ta thành tựu cửu hỏa thần điện người, mỗi một lần tới cũng được trải qua một phen, thật là không biết làm sao. Oanh! Một đạo trùng tiêu tử mang lấn át cửu thiên thần viêm cháy hơi thở trực bức chân trời, tuy là bên ngoài cấm địa vây, thế nhưng khí thế kinh người, ước chừng lan tràn vạn dặm không ngừng. Ở bên kia sao? Phượng viêm cửu mong hướng tây bắc, đó là thái thần cho mấy người phát ra tín hiệu. Ở nơi này bao la giữa trời đất, cũng chỉ có hắn có này chờ thực lực. Công tử, là sư tôn. Sa mạc ngoài ra một góc bên trong, Chu Uyên cùng Diệp Thần đều là bị cái này vô cùng khí thế chỉ dẫn, nhìn về hướng tây bắc sa mạc chỗ sâu. Trước cùng thái thần bọn họ hội hợp. Sau một nén nhang, mấy người rất nhanh hội hợp, sau đó chính là không ngừng đến gần khu vực nòng cốt, cả tòa cái gọi là cấm địa bên trong, đã bị cửu thiên thần viêm lực lượng đốt cháy vô số năm. Cho dù là trong đó tinh thần đại nhật, đều đã hóa thành phấn vụn. Vô biên sa mạc đều là bị bốc hơi hầu như không còn. Cái này vùng thế giới nhỏ bên trong, bị cắt rời thành vô số khối sụp đổ không gian mảnh vỡ, chân đạp mặt đất nhìn xa đi, dương mắt gian trước mắt đều là không gian vết rách chỗ lóe lên nhỏ mang, kinh khủng kia lực cắn nuốt còn đang không lúc nào không ngừng nghỉ ở biến dạng cái thế giới này. Bước ra một bước, trước mặt vốn là bể tan tành không gian lại là vặn vẹo. Cho người một loại thiên địa đảo huyền cảm giác, nóng rực nhiệt độ liền phượng viêm cửu đều là đầu đầy mồ hôi đầm đìa, mỗi tiến về phía trước mấy bước, chính là miệng to thở hổn hển. Đáng ghét! Chu Uyên lại là hàm răng cắn lạc lạc vang dội, gầy gò nhưng lại thẳng bóng người lảo đảo đi theo, thái thần không có đi giúp hắn, nơi đây uy áp kinh khủng, vừa vặn có thể giúp hắn đột phá cổ trai. Dần dần đến gần khu vực nòng cốt, Diệp Thần bực mày râu nhỏ trọn, cái này cửu thiên thần viêm dáng điệu. Cho dù là ngày xưa thánh thiên thần hỏa căn nguyên cũng không bằng vạn phần, mặc dù là một chút ngọn lửa, nhưng là tiên đế viêm không thể nghi ngờ. Nơi này không gian, chính là tông chủ siêu tập cả tòa huyền yêu vực nhất là kiên cố vật liệu làm bằng tạo, có thể chỉ là vạn năm thì trở thành như vậy. Phượng viêm cửu trầm giọng nói. Nơi này sắp sụp đổ, lại có một ít ngày giờ cái thế giới này vậy sẽ hoàn toàn vỡ nát, đến lúc đó dù là thần viêm không tắt, có ý thức nó vậy sẽ tự đi rời đi. Tìm một chút để mặc lửa tu ký chủ. Diệp Thần nói tiếp, đối với cái này cùng hung hãn đế viêm, muốn làm hắn thần phục, cơ bản có thể nói là tuyệt không khả năng. Vẫn là khinh thường cửu thiên thần viêm sao? Diệp Thần giờ phút này trong lòng cũng không có 10 phần chắc chắn, hắn đưa tay dò hướng vùng đan điền, cảm thụ đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi tồn tại. Nhan Tuyền Nhi hấp thu thánh thiên thần hỏa,
nàng đối với ngọn lửa không thể nghi ngờ nhất vì rõ ràng. Nhưng đối với loại cấp bậc này ngọn lửa, Diệp Thần không nhận là Nhan Tuyền Nhi có thể nắm trong tay. Hắn suy nghĩ một chút hay là hỏi nói, Nhan Tuyền Nhi, người có lòng tin sao? Nhan Tuyền Nhi do dự hồi lâu, cũng không khẳng định trả lời, mà chỉ nói, công tử, chú ý, ngọn lửa này rất mạnh. Không quá ta nếu thật có thể hấp thu, đối ngươi thực lực cùng với luân hồi huyết mạch cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó Thái Thượng Công Đức Chiến, chúng ta tất nhiên bắt lại thứ nhất. Được, Cửu Thiên Thần Viêm, Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nóng rực con ngươi bên trong thoáng qua vẻ kiên định, nhất định phải bắt lại nó. Theo không ngừng đi sâu vào, áp lực cũng là bộc phát khủng bố, Diệp Thần cảm giác được trong bóng tối một đôi tròng mắt đã nhìn chăm chú mình rất lâu. Nó ở ẩn núp, không có thăm dò kẻ địch lai lịch trước, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Phốc thông, Chu Uyên lại vậy không kiên trì nổi, một cái chồng thân ngã xuống đất. Thời khắc này Chu Uyên đã sớm bị mồ hôi cùng dưới da rỉ ra đỏ tươi ướt, liền ngước mắt đều là giống như giơ lên một ngọn núi lớn vậy nặng nề. Chu Uyên, người đối võ đạo theo đuổi, ngọn lửa thật ra thì cũng là võ đạo một loại, người ở chỗ này thật tốt cảm ngộ, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Nhìn Diệp Thần nụ cười, hắn giờ khắc này mới lại yên lòng, chầm chầm ngủ đi. Thái Thần tiến lên đưa tay phủ hướng đệ tử mình chán. Chợt Chu Uyên hóa thành lau một cái lưu quang biến mất không gặp. Thằng nhóc này, cùng ngủ vừa cảm giác dậy, sợ rằng lại sẽ đột phá chứ. Diệp Thần cười nói, sáng rực võ hồn đặc thù chính là ở chỗ này, võ đạo chi tâm không phá, đường tu hành không trở ngại. Cái gọi là cổ trai, ở Chu Uyên nơi này, căn bản không phục tồn tại. Vèo, mọi người ở đây hơi vừa buông lỏng để gặp. Phân bố không gian vết rách khe hở bên trong thoáng qua một chút màu vàng kim lửa mang. Ở bên kia, Phượng Viêm Cửu liền hiểu rõ qua Cửu Thiên Thần Viêm lực lượng, bằng Diệp Thần trước mắt tu vi, tuyệt không khả năng thả ngạnh hám. Ba người hướng cấm địa chỗ sâu lao đi, ba đạo lưu quang phá vỡ hư không, ngay chớp mắt chính là ngàn dặm xa. Rắc rắc, một tiếng vang thật lớn, trước mặt chùm núi trùng điệp ngay tức thì sụp đổ ngã xuống, bể tan tành núi đá chưa đập xuống mặt đất. Chính là bị đỉnh đầu một vòng màu vàng kim đại nhật nơi bốc hơi lên hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tán ở vô hình. Hơi ấm còn dư lại như vậy khủng bố, vạn vật liền bụi bặm đều không từng bỏ ra, chính là bốc hơi hầu như không còn. Liền liền Diệp Thần trong cơ thể, đều có bộ phận luân hồi máu tươi ở một chớp mắt kia nhìn thấy màu vàng lửa mang thời điểm, sao động trình độ cao nhất. Nếu không phải Nhan Tuyền Nhi bảo vệ, tầm thường bách gia cảnh cường giả, đã sớm theo cụm núi tiêu vẫn. Suy rồi. Lại là một tiếng giòn giã, dưới chân mặt đất giống như là con chăn lột xác lân vậy thành phiến chóc ra, rơi vào bao la dưới đất vực sâu bên trong. Lực lượng thật là đáng sợ, thế giới này chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thần nhíu mày, còn không thấy được Cửu Thiên Thần Viêm, liền đã có kinh khủng như vậy uy thế, Cửu Hỏa Thần Điện một vị kia Phượng Viêm Cửu trong miệng tông chủ có thể mang theo lửa này hạ xuống Huyền Yêu vực cũng phong ấn ở này, nhưng lại gặp thần thông. Nó ẩn thân ở đó vô tận vết nứt không gian bên trong, mượn hỗn độn hơi thở che giấu tự thân khí cơ, ta bắt không tới tung tích của nó. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong hư không một vòng kim ngày cũng là Cửu Thiên Thần Viêm nơi biến ảo ra, thế nhưng chỉ là một món hơi ấm còn dư lại vẩy chiếu mà thôi. Thái Thần cùng Phượng Viêm Cửu nhướng mày một cái, ở nơi này phong ấn thế giới bên trong cùng Cửu Thiên Thần Viêm giao chiến thắng bại khó liệu, càng xính bàn về bắt sống Cửu Thiên Thần Viêm. Mới vừa một tiếng vang thật lớn, kèm theo mà đến mơ hồ có tám đạo hơi thở hóa thành một món hắc vụ dung nhập vào ảm đạm tinh không lặn xuống nhập. Cầm đầu cụ già thân thể còng lưng, hơi có vẻ thấp bé cái đầu đặt ở thái thượng thế giới bất kỳ một người nào địa phương, đều sẽ không dụ cho người chú ý, là một cái như vậy tướng mạo xấu xí lão đầu, sau lưng nhưng là ước chừng thua lập bảy vị vô lượng cảnh trung kỳ cường giả. Lão đầu này chính là Cửu Hỏa Thần Điện phó điện chủ. Trừ đi vậy đang bế quan đánh vào cảnh giới Cửu Hỏa Thần Điện điện chủ, cũng chính là Phượng Viêm Cửu trong miệng tông chủ ra, hắn chính là Cửu Hỏa Thần Điện dưới mắt người nói chuyện. Cửu Hỏa Thần Điện ở Huyền Yêu vực danh tiếng một mực không nhỏ, vô luận bất kỳ nhất tộc, đều không nguyện trêu chọc, nếu nói là đan vực chính là đan sư thánh địa, như vậy Huyền Yêu vực, coi như là yêu tộc rất nhiều vương giả một trong. Cửu Hỏa Thần Điện mới có thể có hôm nay địa vị, vị này sát phạt quả quyết cụ già tuyệt đối cư thủ công. Hắn tên chữ ở thái thượng thế giới bên trong, bản thân chính là một cái uy hiếp, Phượng Vô Cụ Già. Vô tận năm tháng trước,
Cửu Thiên Viêm Đế thần bí sau khi biến mất, bị trục xuất cái này nhất tộc vừa mới đến Huyền Yêu vực, gặp phải địa phương thế lực vây công bài xích, cả người tu vi thông thiên triệt địa cụ già ở một ở giữa đêm huyết tẩy Huyền Yêu vực rất nhiều thế lực, bỏ mạng ở trong tay vô lượng cảnh hậu kỳ, liền vượt qua hơn 10 vị. Từ đó nhất dịch, Huyền Yêu vực bên trong không người còn dám cùng Cửu Hỏa Thần Điện chống đỡ, dù là hôm nay cao tuổi, danh tiếng kia như cũ đè được một cái thời đại không cách nào ngẩng đầu. Diệp thần sao? Thời khắc này Phượng Vô Cụ Già ánh mắt bình tĩnh, một bộ áo bào đen ở nơi này mất đi thế giới bên trong chút nào không dễ thấy, hắn thiếu nhìn phương xa lãnh đạm bóng người, nhẹ giọng mở miệng. Phía sau lão nhân Mỹ phụ tròng mắt trong nháy mắt, người này dị bẩm thiên phú, trên mình pháp bảo cũng không nhỏ, có cần hay không điều tra một phen? Không cần điều tra, hắn chính là đời này luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, liền Vô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế đều khó chu diệt. Hắn là đại khí vận người, ai có thể nghĩ tới, như vậy tu vi lại mưu toan khuấy động thái thượng thế giới mưa gió. Phượng Vô Cụ Già lời nói bình tĩnh, nhìn chăm chú phương xa Diệp Thần hình bóng, không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Phượng Vô phía sau lão nhân một tên Cửu Hỏa Thần Điện trưởng lão giờ phút này nhưng là mở miệng nói, cho dù hắn lớn lên, không thẹn luân hồi chi chủ thanh danh, có thể trước một đời luân hồi chi chủ, kết quả có thể không tốt lắm. Phượng Vô Cụ Già lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một cái, tựa hồ ở quấn quýt tại loại nào đó lựa chọn, chợt nhẹ giọng nói cũng được. Cho dù là thân trong lòng rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, nhưng tu vi quả thật quá nhỏ yếu chút. Phượng Vô Cụ Già líu díu một tiếng, bằng hắn lực lượng, không cách nào hàng phục Cửu Thiên Thần Viêm, còn như lão cửu. Cụ già áo bào đen trong lòng rất là rõ ràng Phượng Viêm cửu thực lực tính cách, mặc dù có hắn tương trợ, Diệp Thần như nhau không có chút nào phần thắng. Người Mỹ phụ giờ phút này mở miệng nói, bên người hắn người nọ, không có lai lịch thân phận, thái thượng thế giới bên trong, cha không người này, sẽ hay không có vấn đề. Nếu thật là đến từ thái thượng thế giới một ít thế lực lớn, sợ rằng sẽ xảy ra đổi. Không sao, hắn rất mạnh, nhưng ta như muốn giết hắn, liền tính ta thương thế còn không khôi phục, cũng có thể tùy tiện làm được. Khí chàng cường đại đè được Phượng Vô phía sau lão nhân mấy người đều là thấp nghi. Thánh thiên thần hỏa căn nguyên không cách nào chóc, cái thằng nhóc đó như thì không cách nào hàng phục thần viêm, ta liền tự mình ra tay đem hắn đoạt xác. Người Mỹ phụ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng hỏi nói, lúc nào động thủ? Không gấp, thần viêm vậy cảm nhận được liền chúng ta đến, đây đối với nó mà nói, đồng dạng là một cơ duyên, nếu có thể chiếm đoạt chưa lớn lên thần hỏa, nó liền có thể thoát khỏi chúng ta nắm trong tay. Cùng Cửu Thiên thần viêm không kềm chế được, tự nhiên sẽ xuất thủ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Phượng Vô Cụ Già nhàn nhạt nói, một nhóm tám người nhìn chăm chú phương xa Diệp Thần, lần nữa rung vào mất đi hắc ám bên trong, biến mất không gặp. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Âm thầm có thể có người ở nhìn chăm chú, liền Cửu Thiên Thần Viêm cũng đang kiêng kỵ. Diệp Thần mặc dù không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng trực giác nói cho hắn, nơi này không đơn giản. Luân hồi chi chủ. Lúc nào như thế kinh sợ. Thức hải bên trong, một đạo mị tiếng vang lên, diễu diễu nói. Chính là nữ đế. Diệp Thần cười khổ một tiếng, đại tỷ, hết thảy các thứ này không là dựa theo ngươi yêu cầu tới sao, ngươi không xuất hiện, dựa hết vào thái thần tiền bối một người, khó khăn chống đỡ đại cuộc. Oanh! Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng một hồi đụng, quặn đau làm được hắn sắc mặt một hồi thanh hoàng. Không có lễ phép tiểu tử. Người hẳn tôn xưng ta là, nữ đế tỷ tỷ. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi kêu trời nữ tỷ tỷ, ta còn không bằng thiên nữ sao? Không rõ cho nên Phượng Viêm Cửu thấy Diệp Thần khác thường, vội vàng mở miệng hỏi, Diệp Thần ước chừng là hướng về phía hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, gạt bỏ một cái nụ cười khó coi tỏ ý không việc gì. Một bên thái thần nhiều ít đoán được một ít đầu mối, ở thí thần địa ngục cùng tà long chu hồn kiếm đánh một trận bên trong, hắn là gặp qua huyết hoàng tộc nữ đế. Mặc dù không rõ ràng cái này nữ đế và Diệp Thần đạt thành hiệp nghị gì, nhưng dưới mắt xem ra, là bạn không phải địch. Thậm chí thái thần mình cũng hoài nghi, ở phía trước đợi Mỹ phụ kia người giao chiến bên trong cố ý bại lộ thần hỏa bổn nguyên cử động, vốn là Diệp Thần tận lực mà là. Yên tâm đi, ta nếu để cho ngươi thả ra tín hiệu, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm truyền ra, nói tiếp, có vậy một chút thần viêm, thần hồn của ta cũng có thể khôi phục một ít. Đối ngươi cũng có ích. Ai trước không kềm chế được, ai liền rơi vào hạ phong,
ta đợi hồi tử sẽ xuất thủ, ở chỗ này trước, ngươi trước hết sức còn sống đi. Huyết hoàng tộc nữ đế hời hợt giọng để cho Diệp Thần thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, trước. Trước còn sống. Là ở một đám vô lượng cáo giả vây trận tính toán dưới. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Diệp Thần hít sâu một hơi, hướng về phía Phượng Viêm Cửu nói, hắn có thể bình tĩnh phải, ở Cửu Thiên Thần Viêm không có ra tay trước, âm thầm người, vậy tuyệt sẽ không ra tay. Không biết qua bao lâu, ở thần bí này không gian bên trong, thời gian trôi qua luôn là lặng lẽ không hơi thở. Rắc rắc, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang vang vọng ở cái này vốn là yên tĩnh giữa trời đất, giống như treo trâu rơi xuống đất, làm được Diệp Thần các người thần kinh căng thẳng. Vốn là vỡ vụn thành vô số khối ở giữa thiên địa, vậy u ám khó lường không giữa khe hở bên trong, lại là trải lộ ra vô tận sán màu vàng chất lỏng, đang không ngừng bắt đầu lan tràn về phía chân trời bên ngoài, xanh liệt vốn là không vững chắc thế giới. Bất quá đã lâu, ở Diệp Thần mấy đỉnh đầu của người chỗ, lau một cái hình tròn màu vàng vầng sáng chậm rãi ngưng hình. Thái Thần cũng là thời gian đầu tiên nhắc nhở chú ý. Dồn dập hai chữ bật thốt lên, giống như là hô ứng liền thiên địa vậy, cả tòa bên trong không gian bỗng nhiên cuốn lên vô tận gió bão, hướng Diệp Thần các người tàn phá tới. Thấy một màn này, Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Cửu Thiên Thần Viêm. Nhan Tuyền Nhi, giúp ta giúp một tay. Hôm nay ta không phải luân hồi chi chủ, ta là một tên đơn thuần lửa tu. Hắn hai tròng mắt bên trong tràn đầy xinh đẹp đỏ tươi, hơi thở bạo tăng, chiến lực cũng là sau đó tăng vọt, một tôn màu máu phượng hoàng vỗ cánh lên, hướng gió bão trung tâm phóng tới. Ngọn lửa thật là bá đạo. Bị Nhan Tuyền Nhi bao gồm Diệp Thần, đã có thể tùy ý hóa thành huyết hoàng chân thân toàn lực chinh chiến, hơn nữa sẽ không giống lúc trước tu vi chưa đủ, mà đưa đến linh hồn lực bị thánh thiên thần hỏa nơi dẫn dắt mà mất đi ý thức. Luân hồi thánh hồn thiên bá đạo ở chỗ này thể hiện. Trong nháy mắt Cửu Thiên Thần Viêm nóng bỏng uy áp không ngừng đánh tới, liền hắn tầm mắt đều có chút mơ hồ mở, không chỉ là tự thân ý chí dao động hay hoặc là không gian vặn vẹo. Suy rồi, màu vàng kim gió bão càng ngày càng nghiêm trọng, trung tâm chỗ huyết hoàng bị một đạo đạo kim sắc cương phong cắt kim loại, đầy trời đỏ tươi rơi xuống, đốt dưới chân yên tĩnh vực sâu không thấy đáy. Oanh, Cửu Thiên Thần Viêm màu vàng gió bão đem nơi này không gian lửa đốt mặc, liền không khí đều là tràn ngập một chút rực rỡ kim mang, ở giữa thiên địa, Thái Thần cùng Phượng Viêm Cửu trong mắt ngưng trọng, hai người hóa thành lau một cái lưu quang cũng là trào hướng trong hư không gió bão chỗ. Thời khắc này thế giới hóa thành hai cái cực đoan. Trên bầu trời lửa cháy mạnh vô biên lóe lên kim mang chói mắt hết sức, đem thương khung thọt xuyên trùng điệp vô biên cửu tiêu. Vực sâu gian phân bố tiên ánh sáng màu đỏ phảng phất là mênh mông phun trào, đem vực sâu đốt lóe lên vô tận tia máu. To lớn huyết hoàng vỗ cánh chống đỡ gió bão, căn căn màu đỏ tươi linh vũ rơi xuống, giấy lên lau một cái màu máu ngọn lửa ở vô tận trong hư không tàn phá, ở nó bên người, hai đạo lưu quang vần quanh, một tím một xích, chính là Thái Thần cùng Phượng Viêm Cửu. Giờ phút này huyết hoàng ấn đường chỗ Diệp Thần, cứ việc có đạo linh lửa hộ thể, ra bên trên như cũ truyền tới từng cơn đau nhói cảm giác, từng đạo sắc bén lỗ hổng ở phá vỡ ra thịt sông da đỏ thẫm vẻ. Thiết ngai vàng. Trong nháy mắt, gió bão chỗ huyết hoàng lại là lộ vẻ được dị thường quỷ mị, bộc phát ra lực lượng cường đại chỉ là kéo dài chốc lát, liền lại là lâm vào này tiêu người dáng dấp mệt mỏi bên trong. Đáng ghét! Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, may là lấy thiết ngai vàng lực lượng, vậy rất khó ở chỗ này phát huy kỳ hiệu. Dẫu sao ngọn lửa và thiết ngai vàng thuộc tính vẫn là có chút mâu thuẫn. Khó trách nữ đế không để cho mình muốn vận dụng thủ đoạn khác. Giờ phút này, thậm chí mình ra thịt bên trên nhỏ xuống một chút màu vàng cương phong bên trong, ẩn chứa có một chút hủy diệt ý chí khủng bố vô tận vặn cổ lực, ở triệt tiêu trước thiết ngai vàng lực lượng. Phượng Viêm Cửu mặt trời lửa phun ra, hóa thành chín thủ phượng hoàng rên rỉ tiếng vang khắp thiên địa, nhưng vẫn như cũ là không cách nào chống đỡ Cửu Thiên Thần Viêm khủng bố cháy. Màu vàng kim cương phong thẳng xé Phượng Viêm Cửu trong đó ba thủ, ngay tức thì chính là làm được thần hồn không yên, suýt nữa trọng thương. Mặc dù Phượng Viêm Cửu theo trong tộc trưởng lão đặt chân qua cấm địa không chỉ một lần, nhưng chính diện cùng Cửu Thiên Thần Viêm giao thủ, vẫn là lần đầu, lực lượng kinh khủng này, liền hắn vô lượng cảnh trung kỳ thực lực cũng thì không cách nào chống lại. Oanh! Thời khắc mấu chốt, lau một cái màu tím rực rỡ tươi đẹp ngân hà từ chín tầng trời rủ xuống, giống như lụa mỏng vậy doanh mềm,
đem Phượng Viêm Cửu bọc trong đó, lóe lên ánh sao trung ương, Thái Thần bóng người trôi dạt đứng. Phượng Viêm Cửu ở Cửu Thiên Thần Viêm cuốn sạch thiên địa khủng bố gió bão dưới áp chế bước lui ra trong chiến trường tim, Thái Thần chắp tay hành lễ, trải xây 9 tầng trời ngân hà cho thấy vô cùng lực cắn nuốt, một đạo đạo kim sắc lửa mang bị bám vào vậy nước xoáy trung tâm. Lực lượng thật là bá đạo. Diệp Thần cũng là không khỏi được khen, Thí Thần Địa Ngục cùng Tà Long Chu Hồn Kiếm đánh một trận lúc đó, Thái Thần từng lấy sức một mình vượt cấp mà chiến, kéo lại Tà Kiếm Cửu Sát Phạt Thế Công, là Diệp Thần tranh thủ quý báu thời gian. Cái này Đế Viêm tuy mạnh, nhưng làm sao chỉ là một món tử lửa lại vô chủ điều khiển, so với Tà Kiếm Cửu, kém một nước. Oanh! Vốn là bể tan tành thành vô số khối không gian bị Thái Thần một kích này hoàn toàn đè lên điểm giới hạn. Một tiếng vang thật lớn, chư thiên nổ tung. Sán màu vàng kim gió bão hơi thở dần dần thối lui, ở đó nơi trung tâm, một bóng người hiện ra, tay cầm màu vàng kim trường mâu. Đó là... Cửu Thiên Thần Viêm sao? Diệp Thần nhìn cách đó không xa đứng yên bóng người, mới vừa muốn mở miệng, lại nghe được Phượng Viêm Cửu hét lớn một tiếng. Mau lui lại, ta nghe tông chủ nói qua, đó là Viêm Nô. Lên tiếng đáp lại lên bóng người không chỉ một nói, bị Thái Thần Ngân Hà chấn vỡ màu vàng gió bão chỗ, từng tia ánh lửa lượn lờ, vô số cái bóng người biến ảo ra, không một ngoại lệ, mỗi người đều là tay cầm trường mâu, trong hư không một cái quân đoàn vô căn cứ hiện ra. Có chừng vạn người nhiều, đó là vạn năm tới vô số tới muốn đồ thu phục Cửu Thiên Thần Viêm Cửu Hỏa Thần Điện võ giả, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, đều là bị xóa đi thần trí, luyện hóa thành con rối. Đáng ghét. Cái này thần viêm không phải sắp dập tắt sao, vì sao tu vi so với trước kia nghe còn kinh khủng hơn. Phượng Viêm Cửu lúc này ý thức được sự việc có chút siêu thoát dự liệu. Vèo. Trong đó một cái lửa nô thẳng hướng Diệp Thần tấn công tới, một cây trường mâu hoành trọn tại trước ngực, chính là hướng to lớn huyết hoàng mặc gai tới. Dù là khi còn sống lại như thế nào kinh thế, nhưng cũng được bị người định đoạt con rối. Diệp Thần mới vừa muốn động thủ. Nhưng là phát hiện gần ngay trước mắt Viêm Nô thẳng hóa thành một đoàn màu vàng kim xương máu bạo tán ra. Oanh! May là lấy Diệp Thần định lực, đều bị ngón này thình lình tự bạo hành vi khiếp sợ. Huyết hoàng linh vũ thành phiến rơi xuống hư không, một cái Viêm Nô lúc này vẫn diệt. Ca, ca! Đủ có mấy chục ngàn người quân đoàn đều nhịp, đều là trường mâu chọn không hoành tại trước ngực một lập. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời cảm thấy việc lớn không ổn. Mau lui lại! Những thứ này Viêm Nô, không có một cái thấp hơn vô lượng cảnh tu vi, thậm chí trong đó mơ hồ có vô lượng cảnh trung kỳ tồn tại. Bị luyện chế thành con rối, vẫn có vô lượng tu vi, nhưng lại gặp hắn khi còn sống có kinh khủng dường nào, như vậy một chi tụ họp vạn năm thời gian chế tạo quân đoàn tự bảo. Diệp Thần lúc này hét lớn lên tiếng, liền liền chỗ tối chờ ngư ông thủ lợi tám người cũng là cả kinh, Phượng Vô Cụ già hừ lạnh một tiếng. Súc sinh này cũng biết chúng ta tồn tại. Muốn tự bạo thoát đi giới này. Người Mỹ phụ mặc dù ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bối rối, nhưng cũng là rất nhanh chấn định lại, đúng như dự đoán, chỉ nghe được Phượng Vô Cụ già nhẹ giọng nói. Mở cấm địa hộ tông đại trận, chúng ta ra trì, tin súc sinh này cũng không cách nào thoát khốn, ở Cửu Hỏa Thần Điện địa giới giải quyết. Một tên người đàn ông trung niên nhưng là lo lắng nói, giới này tan biến, nếu như Huyền Yêu vực bên trong Cửu Thiên Thần Viêm hiện thế. Sợ rằng sẽ đưa tới cái khác thế lực theo dõi. Vũ Hoàng Cổ Đế nếu là biết, tất nhiên sẽ nhúng tay, còn có Ma Tổ Vô Thiên, bọn họ một người trong đó tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy chúng ta nhiều năm như vậy ẩn núp đều thất bại. Phượng Vô Cụ già nhưng là tụ thủ một chiếu giỏi, nói, vậy thì ở bọn họ kịp phản ứng trước giải quyết hết Cửu Thiên Thần Viêm và Luân Hồi Chi Chủ, lão tứ ngươi lưu ý, trừ Vạn Khư và Kiếm Môn, một khi vòng ngoài có bất kỳ tới thám thính tin tức người tới. Cụ già áo bào đen trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình, giết không tha. Mấy đạo nhân ảnh lên tiếng đáp lại biến mất không gặp, giờ phút này nhất giới vô số Viêm Nô đã vỡ ra, tập trung một chút liên tục phá sập, hư không sụp đổ, vào lúc đó quang chỗ cuối, chính là Huyền Yêu vực. Tên này ý đồ không có ở đây chúng ta. Thái Thần thi triển đại thần thông, ba đạo phân thân đem Diệp Thần cùng Phượng Viêm Cửu bảo vệ ở sau lưng. Cho dù là dư âm, đều không phải là tầm thường cường giả có thể chống cự. Bỗng nhiên Diệp Thần tâm niệm vừa động, hướng về phía Thái Thần nói, tiền bối, xin giúp vậy Cửu Thiên Thần Viêm giúp một tay. Thái Thần mặc dù nghi ngờ, nhưng từ đối Diệp Thần tín nhiệm,
cũng là nhẹ khẽ gật đầu, tụ thủ phất một cái, treo ngược cùng trên hư không chín tầng trời treo sông toát ra nóng rực ánh sáng màu tím, nước xoáy trung tâm ra cắn nuốt gió bão lực lại bắt đầu sao động lên. Diệp thần, ngươi! Phượng Viêm Cửu khó tin nhìn một màn trước mắt, mới vừa muốn mở miệng, nhưng là thấy Diệp thần hướng về phía mình đáp lại áy náy cười một tiếng. Xin lỗi, Phượng Viêm Cửu tiền bối, sự việc có thể có chút thoát khỏi nắm trong tay, nhưng Cửu Hỏa Thần Điện người muốn lấy tính mạng của ta, sợ cũng không như vậy dễ dàng. Cho không được Phượng Viêm Cửu ngẫm nghĩ, Thái Thần nắm quyền một nắm chặt, thông thiên triệt địa ánh sáng màu tím ở Cửu Thiên Thần Viêm bên trong múa lên, cả thế giới giống như là một tấm giấy mỏng vậy bị tùy tiện mềm bể biến dạng. Cửu Hỏa Thần Điện bên ngoài cấm địa, tất cả đệ tử tất cả đều bị giải tán xong, Phượng Vô Cụ già đóng chặt hai tròng mắt cảm thụ cấm địa thần môn chỗ, không gian một chỗ khác hơi thở. Tới, cụ già áo bào đen đột nhiên mở ra hai tròng mắt, lanh lợi khí thế trực bức chân trời, ở bên người mấy người đều là bạo tán ra khí thế mãnh liệt. Oanh! Cửu Thiên Thần Viêm bạo ngược hơi thở trong phút chốc xông lên bể thần môn, ở huyền yêu vực Cửu Hỏa Thần Điện bầu trời bên trong phun ra. Cửu Hỏa Thiên Trận, khải. Cửu sắc ngọn lửa ở Phượng Vô Cụ già cầm đầu mấy người dưới thao túng dung nhập vào dưới chân pháp trận bên trong, trong chốc lát cả tòa huyền yêu vực cũng đang rung rung. Vô số tên núi sông lớn rung động, vạn thú đều là quỳ cúi trên đất run lẩy bẩy, chưa dáng thế Cửu Thiên Thần Viêm lũ lũ hơi thở xuyên thấu qua Cửu Hỏa Thiên Trận truyền ra. Huyền yêu vực bên trong muôn vàn biển sông đều ở đây bay lên bốc hơi. Cường giả như vậy hơi thở. Không đúng, là ở Cửu Hỏa Thần Điện phương hướng. Huyết Nguyệt yêu cửa môn chủ thời gian đầu tiên sai trước người đi thăm dò dò. Huyền yêu vực xanh biến, sức sống đang nhanh chóng biến mất, là Cửu Hỏa Thần Điện. Cửu Giao nhất tộc tộc trưởng nhìn xa chân trời, một chút cuồng nhiệt lóe lên. Rắc rắc, liền Cửu Hỏa Thiên Trận đều là nứt ra một chút lỗ hồng. Làm sao có thể? Phượng Vô Cụ già trong mắt bên trong lần đầu tiên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, Cửu Thiên Thần Viêm quả quyết không có này các thủ đoạn mới được. Lão Tứ, đóng cửa tông môn. Phượng Vô Cụ già thời gian đầu tiên phân phó đám người các ti kỳ chức, kết giới màn sáng lên tiếng đáp lại vỡ vụn, sán màu vàng kim hỏa long thẳng sông về Vân Tiêu. Ha ha ha! Liều lĩnh đến mức tận cùng tiếng cười cùng trong chốc lát vang lên, huyền yêu vực bên trong. Vạn lửa sôi trào, trùng điệp vô tận vạn dặm sơn xuyên đều là thời gian đầu tiên giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, khói dày đặc che trời, cực kỳ kinh khủng. Là cái hướng kia, đem người tập kích bất ngờ đế gia Tam gia dừng bước lại, nhìn dưới chân dần dần giấy lên lửa cháy mạnh, liền hắn vạt áo, đều là nhảy động khởi một chút ngọn lửa. Đồng hành đan vực mọi người đều là mừng như điên, xem ra chuyến này còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể luyện chế đan dược cao cấp ngọn lửa. Đế gia Tam gia khô đét môi khép mở, đầu lưỡi vạch qua khóe miệng, lộ ra vẻ tham lam. Mỗi một cái đan sư đều không cách nào chống cự thần diễm mị lực, vậy đối với bọn hắn mà nói, là cám dỗ chí mạng. Tam gia, có thể chúng ta có gia chủ an bài nhiệm vụ. Không sao, chúng ta phải đi, cũng là chỗ đó. Thành tựu đế gia cao cấp luyện đan sư, hắn mặc dù xa không bằng đan tôn cường đại như vậy, nhưng đế gia sở dĩ trở thành đan vực cự phách. Nguyên nhân không phải hắn, đế gia Tam gia trên mình, vậy nắm trong tay một món đặc thù ngọn lửa, tên là Thanh Linh Thần Hỏa. Cái này còn là năm đó Vạn Khư Vũ Hoàng cổ đế tự mình đưa cho hắn. Đây là một loại ôn hòa ngọn lửa có thể làm đan sư miễn đi tẩu hỏa nhập ma thê thảm kết quả, tại đan sư mà nói chính là chí bảo, có thể cái này thanh tim linh thảo làm sạch ôn hòa lực, nhưng cũng quyết định nó không cách nào kèm theo kỳ chủ chém giết chinh chiến. Hôm nay đang tìm đế gia làm phản tàn dư trên đường, lại có thể gặp phải này cùng thần diễm. Có ý tứ. Tám người thân hình hóa thành lau một cái lưu quang phi độn đi, cả tòa huyền yêu vực rơi vào một phiến trong biển lửa. Năm đó tiên đế Viêm giáng thế, ở Cửu Hỏa Thần Điện. Khó trách vậy nhất tộc hưng thịnh đến nay, lại là có cái này cùng chí bảo tích chữ đời. Sán màu vàng lại có như vậy làm vạn lửa thần phục khí thế. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Thần Viêm? Lại là Cửu Thiên Thần Viêm. Tạm thời tới giữa, huyền yêu vực đại biến trời, các thế lực lớn rối rít điều động đứng đầu võ giả chạy tới Cửu Hỏa Thần Điện, không một không phải vô lượng cảnh. Năm đó Cửu Thiên Thần Viêm mạnh, vẫn là bây giờ Cửu Thiên Thần Viêm mạnh. Cái vấn đề này rất tốt trả lời, là hiện tại. Như vậy Cửu Hỏa Thần Điện lừa gạt mình. Phượng Viêm Cửu khó tin nhìn một màn trước mắt,
Cửu Thiên Thần Viêm một món tử lửa xuất thế, chính là làm được huyền yêu vực sinh linh đổ thán. Đó là một món có tiên đế thần viêm. Bản đế ở chỗ này, các ngươi còn không quỳ xuống. Đổ nát phế tích bên trong, tóc trắng như thác nam tử mày kiếm hơi nhíu, một bộ đồ xanh không dính nhuộm phân nửa bụi bặm, ở màu vàng kim gió bão bên trong tắm sống lại, hắn mắt cười trúng chim ý, mi mắt tới giữa mấy phần tại ý rồi rào, đạt tới eo mái tóc dài bạc tia theo gió cuốn lên, tí ti rơi xuống đất chính là giấy lên vô cùng kim viêm. Cửu Thiên Viêm Đế, tộc ta tổ đế, cửu hỏa thần điện đám người rối rít ngạc nhiên, Cửu Thiên Viêm Đế không hiện thế gian đã có vạn năm hơn. Liền bọn họ đều là chỉ ở tổ địa vậy ố vàng họa làm nên bên trong nhìn gặp này tuyệt thế thần thái, hôm nay bổn tôn lại xuất hiện. Phượng vô cụ già lúc này một tiếng hừ lạnh, nhiệt xúc, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng đế. Một tiếng quát chói tai tỉnh lại tại chỗ tất cả người, tên này không phải chân chánh Cửu Thiên Viêm Đế, mà là Niêm Phong ở bên trong cấm địa. Cửu Thiên Thần Viêm, cái này làm người hướng tới hơi thở, không tệ. Tà mị nam tử tham lam hô hấp huyền yêu vực hơi thở. Cả tòa vực bên trong vạn lửa phục thiên, sinh linh đồ thán cảnh tượng cũng là thời gian đầu tiên chiếu vào đầu óc bên trong, hắn nghiêng đầu cười nói. Xem tới nơi này không phải thái thượng thế giới cao nhất địa phương. Các ngươi, yếu đi một ít. Hài hước châm chọc tiếng vang lên, hắn quay đầu nhìn về phế tích bên trong, nói, thằng nhóc, đi ra đi, người muốn xem cuộc vui xem tới khi nào. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, từ trong phế tích đi ra. Thằng nhóc, người ta cũng coi là cùng tông, người ngọn lửa cũng không yếu, khí vận lại là vô địch, không bằng người ta liên thủ, giết bọn họ. Tà mị nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, Cửu Thiên Thần Viêm hướng Diệp Thần ném ra cành ô liu, nếu không phải thái thần nhất kích, hắn thoát khốn cũng không dễ dàng như vậy. Phượng vô cụ già nhưng là mặt lộ rét lạnh ý, một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, một món tổ đế tàn viêm, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệp Thần nhưng là không biết làm sao nhún vai, lão già kia, người muốn lấy tính mạng của ta, mơ ước thần hỏa, ta tự nhiên vậy được đưa người điểm thế là tốt hay không nữa. Trả lễ lại thôi. Phịch. Một tiếng rên, Phượng Viêm Cửu một quyền đập xuống đất, kinh khủng lực đạo làm được cả tòa dưới chân đỉnh núi đều là rạn nứt, nếu không có cửu hỏa thần điện trận pháp gia trì, liền sẽ chen thành phấn vụn. Tại sao? Hắn hai tròng mắt đỏ bừng, nhìn Phượng vô cụ già. Cái này hắn rất tin không nghi ngờ trưởng giả. Một bên Mỹ phụ than nhẹ một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này, nàng hướng về phía ba người vẫy vẫy tay, ta đi đối phó những cái kia người ngoại lai, sự việc có biến, sợ rằng các tộc cũng sẽ đến người, ta hết sức chu toàn. Phượng vô cụ già nhẹ khẽ gật đầu, mặc cho Mỹ phụ mang mấy người rời đi, hắn nhìn về phía Phượng Viêm Cửu, thanh âm khàn khàn trả lời, không có lý do gì. Lợi dụng ngươi, cũng là vì cửu hỏa thần điện vạn cổ không giảm. Rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều là hắn một người mưu đồ, là được chính là ngày hôm nay. Ngươi phản bội tông chủ. Phượng Viêm Cửu trợn to trong mắt, làm sao vậy không tin trước mặt cụ già sẽ không để ý tất cả khăng khăng làm theo ý mình. Phản bội. Lão Phu là trong tộc sát phạt sông trận lúc đó, ngươi còn là một đứa bé. Phượng vô cụ già quanh thân bạo ngược hơi thở ngay tức thì tăng mở. Chu vi vạn dặm cụm núi đồng loạt vỡ nhỏ, nhật nguyệt cùng ánh hư không, phải biết, đây chính là thái thượng thế giới huyền yêu vực. Dẫn động như vậy thiên địa dị tượng, cho dù là thái thần vậy tuyệt đối không cách nào làm được. Lão Phu cắn nuốt Cửu Thiên Thần Viêm, liền có thể tu bổ thương thế, càng thậm chí có cơ hội đạt được vũ hoàng cổ đế cảnh giới, đến lúc đó, từ sẽ giúp Phượng Vũ phá cảnh, cửu hỏa thần điện một môn đôi tiên đế, thay thế vạn khư lại ngại gì. Áo bào đen vù vù vang dội, thời khắc này Phượng vô cụ già tỷ nghệ bá tánh, nếu hôm nay thánh thiên thần hỏa và đạo linh lửa cũng ở đây này, lão phu duy nhất băn khoăn vậy không còn gì vô tồn, hết thảy các thứ này cũng quy công cho ngươi Phượng Viêm Cửu. Ngươi mới là cứu vãn cửu hỏa thần điện công thần. Phượng vô cụ già chữ chữ vang vang, Phượng Viêm Cửu nhưng là nơi ngực sấm sét vạn quân lao nhanh, mình ban đầu chính là con cờ. Phượng Viêm Cửu trong lòng quá mức phức tạp. Hắn biết. Mình hại Diệp Thần. Đáng chết lão già kia. Cửu Thiên Thần Viêm hóa thành tà mị nam tử trong mắt để thoáng qua vẻ giảo hoạt, trước mặt cụ già mặc dù không tựa như Cửu Thiên Viêm Đế như vậy kinh người, thế nhưng một món ý chí võ đạo, nhưng là làm huyền yêu vực ngày nay biến đổi. Phượng Viêm Cửu nhưng là đứng dậy chậm rãi hành tới Diệp Thần phụ cận, nói, Diệp Tiểu huynh đệ, ta Phượng Viêm Cửu lừa ngươi,
nhưng nói được là làm được. Hắn rõ vẻ mặt hoảng sợ, một món sát ý ngưng hiện, vẫn là câu nói kia, có người lật lọng, trước bước qua ta thi thể. Trong hư không Phượng Vô Cụ già tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, cửu hỏa thần điện vòng ngoài Mỹ Phụ dừng chân một cái, quay đầu lại hướng về phía sau lưng trợn mắt hốc mồm mấy người khoát tay một cái, đi thôi, bên ngoài còn có một chồng người gây chuyện, nơi này hết thảy, giao cho Phượng Vô tốt lắm. Đầy trời hỏa vũ không ngừng tàn phá, liên thiên biển lửa ánh thấu thương khung, vân tiêu đỉnh đều là dâng lên một chút tả tơi kim mang. Oanh! Cả tòa huyền yêu vực bát phương cảnh, từng đạo ngất trời hơi thở rơi xuống, đủ các loại trùng tia sáng xé ra lửa sương mù, cấp tốc cướp tới. Cũng may Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên các người không thể nào nhanh như vậy cảm giác được. Đáng chết! Người Mỹ Phụ sắc mặt tái xanh, trong mắt để thoáng qua một chút mịt mờ sát ý, nhưng chợt lại là rất khôn khéo che giấu liền đi. Ở sau lưng nàng bốn tên cửu hỏa thần điện trưởng lão mặt lộ nặng nề vẻ, làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị. Cửu thiên thần viêm giao cho Phượng Vô Cụ già, mặc dù xuất hiện một ít bất ngờ đưa đến hộ tông đại trận vỡ vụn, không có ngăn cách toàn bộ khí cơ, nhưng không nghĩ tới huyền yêu vực lại là điều động nhiều cường giả như vậy, tu vi thấp nhất đều là vô lượng cảnh tầng thứ ba. Đầu người đen nghẹt nhốn nháo, lại còn đang không ngừng gia tăng. Tứ tỷ, chúng ta muốn động thủ sao? Đẹp sau lưng phụ nhân người to con nghiêng đầu một chút, tung bay mái tóc dài nhỏ sao gian giấy lên ngọn lửa bất diệt, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn xông trận đánh giết. Chung quanh đám người yên lặng không nói, thế nhưng như chó sói vậy thị huyết con ngươi nhưng là ở tuyên cáo lập trường của bọn họ. Tứ trưởng lão nhiều ngày không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe. Chẳng biết lúc nào, một vị hơi thở mênh mông như biển người trung niên dẫn đầu phá không tới, chán tới giữa anh khí mười phần. Màu vàng kim trường bào đổ ánh phương xa giấy lên cửu thiên thần viêm mang. Bạc quân, người Mỹ Phụ mắt thấy người tới, đáy mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, toàn cho dù là cất cao giọng nói, không biết là cái gì gió, cầm huyết nguyệt yêu cửa môn chủ cũng thổi tới. Huyết nguyệt yêu môn môn chủ. Ở huyền yêu vực cùng cửu hỏa thần điện cùng nổi danh đứng đầu thế lực chủ, năm xưa chinh chiến từng ở Thái Thượng Công Đức Chiến giết được bốn phương vô lượng đẫm máu thương khung, đánh một trận thành danh. Có lẽ kém hơn lão gia, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn trở. Quay đầu lại nhìn về sau lưng, vô luận như thế nào cũng là không thể để cho người bất kỳ đặt chân bên ngoài cấm địa vây, cửu thiên thần viêm, phải ở lại cửu hỏa thần điện. Chuẩn bị! Người Mỹ Phụ vừa muốn mở miệng động thủ, cách đó không xa lại là một hồi không gian phun trào, một người khác biến dạng không gian bước cảnh tới. Cửu giao nhất tộc! Nhìn người nọ thân giao thủ ra hỏa. Người Mỹ Phụ lại cũng không để được nửa điểm mà chiến đấu dục vọng, chín viên giữ tợn giao thủ nhưng là lẫn nhau trêu ghẹo nói. Cửu hỏa thần điện xem ra là gặp phải phiền toái, thành tựu cùng là huyền yêu vực thế lực, chúng ta tới xem có cần gì giúp. Tứ trưởng lão cứ mở miệng chính là. Trong đó ba thủ quay đầu nhìn về kim bào trung niên, cũng là diễu diễu nói, liền bạc quân đại nhân đều là chạy đến. Kêu bạc quân nam tử khẽ cười một tiếng, tự nhiên vậy là tới giúp đỡ. Phần hoa cốc Lý Thanh gặp qua các vị. Thiên huyết sư nhất tộc sông máu. Trong chốc lát, huyền yêu vực các thế lực lớn đều là từ một tên vô lượng hậu kỳ đem người, mang theo dưới quyền vô lượng cường giả nghe tin tới. Nhìn đông nghịt đám người, Mỹ Phụ Phong Vận vẫn còn cười xinh đẹp một tiếng, khoát tay một cái tỏ ý sau lưng mấy người xóa bỏ, Mỹ Thanh nói. Đã như vậy, đó chính là hiểu lầm, các vị lớn như vậy chiến trận. Ta còn lấy là ta cửu hỏa thần điện làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn tình liền đây. Bạc quân cao giọng cười một tiếng, ha ha ha, Phượng Nguyệt trưởng lão nói đùa, chúng ta chỉ là kinh văn Phượng Vô tiền bối hơi thở, cái này cùng tu vi, để cho chúng ta xấu hổ. Dối trá, cửu hỏa thần điện có dấu đế viêm, thế gian tiên đế ít chi lại càng ít, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thái Thượng Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm, cùng với những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối không hỏi tới thế sự gia hỏa. Tiên đế uẩn dục ngọn lửa, có thể là đồ tốt. Cửu thủ giao trong đó một bài nhàn nhạt mở miệng, còn lại tám bài đều là vui vẻ cười to, dẫn được bạc quân sắc mặt run lên. Đế viêm chính là ta cửu hỏa thần điện chuyện nhà, các vị hương sư động chúng tới, sợ là không ổn đâu. Phượng Nguyệt mi mắt xoanh thiếu, nhưng là giọng dần dần hàn lạnh xuống. Huyền yêu vực đều sắp bị cửu hỏa thần điện đốt sạch, chúng ta tới xem tình huống gì, không quá phận chứ. Một đầu màu máu sư tử miệng phun tiếng người,
quanh thân tràn ngập nhàn nhạt huyết khí làm người ta nôn mửa, ở hắn bên người, không ít người cau mày. Đúng vậy, Phượng Vô Tiền bối một món võ ý kinh tiêu, chúng ta cũng là hảo tâm tới, nói sau Đế Viêm xuất thế, chúng ta cũng muốn xem một chút, lãnh hội cửu hỏa thần điện cao nhất phong thái. Bạc Quân nói tiếp, các vị là muốn cùng ta cửu hỏa thần điện đối nghịch. Người Mỹ phụ chưa mở miệng, sau lưng người to con hai quả đấm đụng nhau, cọ sát ra một món lửa mang, con người gian sát ý bắn tán loạn. Cửu hỏa thần điện mấy người đối mặt rất nhiều vô lượng cảnh cường giả làm áp lực, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hình ảnh quay về, cấm địa chiến trường bên trong, bầu không khí giống vậy cực kỳ ngưng trọng. Đừng nói cửu thiên viêm đế không có ở đây, cho dù hắn bổn tôn ở chỗ này, hôm nay cũng không cách nào cản ta rời đi. Cửu thiên thần viêm hóa thành tà mị nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn dư quang lần nữa nhìn về Diệp Thần, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, tựa hồ có rất nhiều người đều muốn người ta chết đây. Diệp Thần nhún vai một cái, nơi này hẳn không cần hắn ra tay. Dẫu sao ở sau lưng hắn, giờ phút này, Thái Thần cùng Phượng Viêm Cửu lãnh đạm con ngươi nhìn chằm chằm trong hư không Phượng Vô Cụ già. Hiển nhiên, tên kia mới là uy hiếp lớn nhất. Lão gia, người muốn mạng ta nhiều đi, cũng không gặp có người có thể lấy đi. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nhìn như trấn định nhưng trong lòng lại là có chút ngưng trọng. Diệp Thần thử nghiệm không ngừng kêu gọi võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới nữ đế, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Cửu thiên thần viêm đối với Diệp Thần trả lời rất hài lòng, rồi sau đó khinh thường nhìn về trong hư không Phượng Vô Cụ già, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta thần phục. Thần viêm phá thiên, thiên viêm kết giới. Oanh! Theo cửu thiên thần viêm một tiếng quát to, huyền yêu vực bát phương thiêu đốt kim mang phóng lên cao, hóa thành tám đạo kim sắc trùm tia sáng ngay tức thì quay về gộp lại cửu hỏa thần điện địa giới, đem thương khung thọt xuyên, từ trên xuống dưới ngăn cách ngoại giới. Cái này nhiệt xúc vậy phát giác. Phượng Vô Cụ già trong mắt đông lại một cái, cục thế bên ngoài hắn cũng có cảm ứng, Phượng Nguyệt trì hoãn không được quá nhiều thời gian, cửu thiên thần viêm thi triển kết giới, là được chính là ở trong đó đem mấy người bọn họ đánh chết. Tới không ít người đâu, vô lượng dưới đều là con kiến hôi, bất quá, kiến càng nhiều, cũng có thể hám cây. Cửu thiên thần viêm lạnh như băng con ngươi bên trong sát ý đại trán, khí tức quỷ dị làm được đám người một hồi kinh hãi. Phịch, phịch, hai tiếng rên, Phượng Vô phía sau lão nhân cửu hỏa thần điện hai người hộ vệ trong cơ thể lúc này chui ra mấy đạo kim sắc gông xiềng, đem đan điền ngay tức thì biến dạng, dũng động sát ý ngay tức thì bạo tán ra. Âm dương hư độ. Cửu thiên thần viêm thanh âm lạnh như băng vang vọng ở giữa thiên địa, Phượng Vô Cụ già nghe tiếng ngay tức thì thất sắc, vừa định làm những gì, nhưng đã chậm. Sắc sắc, tựa như cả tòa huyền yêu vực ngày nay còn mở nứt ra, từng đạo bạo tán khí thế khuếch tán ra, chu vi vạn dặm bên trong, thiên huyền cảnh dưới võ giả, rối rít bạo thể mà chết, màu vàng kim lửa mang cuộn sạch vô tận huyết khí phóng lên cao. Oanh, thiên địa vào mắt đều là đỏ tươi. Bành 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 phịch. Liên tục nổ vang ở Bạc Quân đám người bên người vang lên, thấy mình môn nhân như vậy rối rít chết thảm, cầm đầu mấy tên vô lượng mặt lộ hàn sắc, Phượng Nguyệt trưởng lão các người cũng là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Oanh! Kinh khủng dư âm đem cửu hỏa thần điện chỗ ở liên nguyên cụm núi ngay tức thì san thành bình địa, liên thiên tiếng nổ bên trong máu thịt phân bay. Đi! Bạc Quân các người thừa dịp loạn lắc mình hướng cấm địa đi về phía, trong chốc lát. Diệp Thần cùng cửu thiên thần viêm khuấy cả tòa huyền yêu vực đại thế. Tràn ngập bay tán loạn xương máu tràn ngập ở cửu hỏa thần điện bầu trời, dư âm uy thế không giảm lại có sâu hơn cảm giác. Cửu thiên thần viêm lửa độc có thể thông qua hư không truyền bá, xuất thế trong nháy mắt, chính là làm được huyền yêu vực sinh linh đổ thán, giấy lên liên thiên màn lửa đồng thời, vậy làm được chu vi vạn dặm bên trong võ giả trước liền nói. Tụ. Vô số xương máu không ngừng ngưng tụ. Hướng cửu hỏa thần điện cấm địa phương hướng quay về gộp lại đi, đó là vạn người tự bạo lực lượng. Hừ, cửu thiên thần viêm thân hình chớp mắt, lúc này hướng phía dưới liều chết xung phong đi, vậy phương vị, bất ngờ là Diệp Thần. Hắn thủ đoạn không chỉ có che giấu tự thân khí cơ, đồng thời bạo tán xương máu vậy che giấu vô số vô lượng cường giả cảm giác. Đáng chết, Phượng Vô Cụ già đóng chặt hai tròng mắt, nhưng lại bị quỷ dị này xương máu xít sao quấn quanh. Hắn không cảm ứng được cửu thiên thần viêm hơi thở. Oanh! Tự thân một món võ đạo ý xông ra, quanh thân xương máu rối rít tiêu tán, theo ý chí kéo dài,
hắn có thể dần dần phá cuộc, nhưng cần thời gian. Thằng nhóc, cho ta. Cửu Thiên Thần Viêm mục đích cũng không phải là rút đi, cũng không phải Phượng Vô Cụ già, mà là Diệp Thần. Chỉ cần cướp lấy Diệp Thần thần hỏa căn nguyên cùng với đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi, hắn là có thể cùng Phượng Vô Cụ già chống lại, thậm chí đánh chết. Chú ý! Canh giữ ở Diệp Thần bên người Thái Thần cũng là hơi bị ảnh hưởng, khi nhìn đến Cửu Thiên Thần Viêm thân hình đánh tới ngay tức thì, đã là mất đi tiên cơ. Hừ, Thiên Viêm thương! Coi thường Thái Thần kêu lên, Cửu Thiên Thần Viêm đã trôi giạt tới Diệp Thần phụ cận, một quyền cách không đánh ra, ở đó nửa cầm quyền tim bên trong, một đạo ngưng thực lửa mang hóa thành một chuôi màu vàng thấu lượng súng trường hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Trần Bia, bảo vệ! Diệp Thần phản ứng cực nhanh. Một tiếng long ngâm rung động hoàn vũ, lấy hắn làm trung tâm dưới chân bên trong, một đạo trần bia lực vờn quanh bay lên, phơi bảy vòng trung dung mạo, chống đỡ đối phương nhất kích. Có thể đây cũng không phải là võ đạo, mà là ngọn lửa ngưng tụ mà thành lực lượng. Trần bia không cách nào bảo vệ. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được một đoàn ngọn lửa xuyên qua mình thân thể, nếu không phải hắn là luân hồi thần thân thể, sợ rằng đã sớm chết. Ha ha, thần hỏa căn nguyên tới tay. Tiếp theo chính là cái đó đáng chết lão già kia. Cửu Thiên Thần Viêm tà mị trên mặt mũi thoáng qua một chút lạnh như băng nụ cười, đột nhiên, hắn diễn cảm chợt biến đổi, ừ. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh dị phát hiện, mình lại không cách nào hấp thu đạo linh lửa lực lượng. Tính toán đánh không tệ, đáng tiếc, ta nói, muốn ta mạng nhỏ người rất nhiều, người còn chưa đủ cách. Nhưng vào lúc này, bị màu vàng súng trường xuyên qua ngực thật cao khơi màu Diệp Thần nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm trên mặt mũi con ngươi lóe lên tiên ánh sáng màu đỏ. Ở hắn chỗ vết thương, vô số đỏ tươi linh vũ hóa thành hai bàn tay ở thời khắc mấu chốt tiếp nhận sắc bén kia một gai. Ở Trần Bia không cách nào chống cự ngay tức thì, Diệp Thần liền lập tức chọn lựa dùng ngọn lửa lực lượng đối kháng. Oanh! Giờ phút này, Thái Thần công kích vậy từ sau lưng tấn công tới, Cửu Thiên Thần Viêm tròng mắt chớp mắt. Chợt lấy lưng chống đỡ, hắn không có né tránh. Âm đích một tiếng, Thái Thần một trưởng kết kết thật thật in ở tà mị chàng trai giữa lưng, Cửu Thiên Thần Viêm khóe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm, tiếp lực hướng Diệp Thần tới, hắn trong nháy mắt bắt Diệp Thần vạt áo, quát khẽ. Thiên Viêm kết giới. Nguyên bản tụ lại tại Cửu Hỏa Thần Điện bầu trời khóa thiên đại trận ngay tức thì lại quay về gộp lại, niêm phong một phiến thiên địa lồng giam ngay tức thì thu nhỏ lại, đem hai người bọc trong đó. Hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đáng chết! Thái Thần sắc mặt tái xanh, dù là hắn thi triển thông thiên thủ đoạn, như vậy do vô số cường giả tự bạo xương máu bên trong ít khi bàng bạc lực lượng cũng thì không cách nào nhìn thấu tới, bắt không tới bất kỳ tung tích. Ở phương vị nào? Phượng Vô Cụ già trong nháy mắt bắt được một món giao chiến hơi thở, chợt mũi chân nhẹ một chút, hướng Thái Thần phương vị chạy đi. Vào thời khắc này, xương máu tràn ngập vòng ngoài. Bà quân các người dừng chân, nhìn cái này một đoàn quỷ dị khó lường lại vô giới hạn sương mù dày đặc, vậy là không dám tùy tiện đến gần. Xem ra Cửu Thiên Thần Viêm đang ở bên trong. Cửu thủ giao nhẹ giọng nói. Lúc trước vậy kết giới tiêu tán, tràn vào sương máu bên trong. Bà quân các người lộ ra thần niệm, nhưng là không cảm giác được bất kỳ hơi thở, vội vàng chạy tới Phượng Nguyệt các người cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Vô biên sương máu tràn ngập. Xem là một khối đỏ tươi màn sân khấu ngăn cách cả tòa thế giới, cực kỳ quỷ dị. Mà giờ khắc này, kết giới bên trong. Chỉ có Diệp Thần và Cửu Thiên Thần Viêm. Ta luôn muốn không rõ ràng, một cái chỉ có bách gia cảnh tiểu tử, là như thế nào lấy được đắc đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa bổn nguyên. Cửu Thiên Thần Viêm nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói. Bất quá không trọng yếu, giết ngươi, ta liền muốn bọn họ tất cả mọi người đều đi cùng ngươi. Lãnh đạm con người bên trong có một chút hài hước, ở hắn trong mắt, Diệp Thần bất quá là một cái có thể tiện tay nghiền chết con kiến hôi. Đạo linh lửa và thần hỏa căn nguyên, dễ như trở bàn tay. Tà mị nam tử trong tay màu vàng súng trường dần dần hòa tan làm thể lỏng, mỗi một giọt màu vàng lửa mang rớt xuống, bên trong kết giới nhiệt độ chính là nâng cao mấy cái cấp bậc. Ngay chớp mắt, Diệp Thần tựa như đã trở thành một cái người lửa, liền da thịt đều là một tấc tấc bị hòa tan. Thần hỏa căn nguyên không cách nào chóc, như vậy không sao, đem người đoán cốt luyện thành cặn bã, căn nguyên cùng tông thần hỏa người khác không cách nào hấp thu, nhưng ta có thể. Giờ khắc này, nắm chắc phần thắng Cửu Thiên Thần Viêm đứng ngạo nghễ hư không, quan sát dưới chân con kiến hôi tấp tấp thành cho.
ngươi có thể biết ta là ai? Ta là Luân Hồi. Đùa lửa diễm, ta không sợ ngươi. Nhan Tuyền Nhi, Viêm Bia, cho ta lực lượng. Luân Hồi máu tươi cháy. Võ đạo Luân Hồi đồ, mở. Nháy mắt tức thì. Một tiếng phượng hót, Diệp Thần quanh thân hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi lửa mang, chợt căn căn linh vũ tử cốt gian giống như măng mọc sau cơn mưa vậy manh nha khỏe lên. Đan điền tách ra sáng lên bao phủ quanh thân, hắn vậy bị cháy hết kinh mạch lại là chậm rãi lại lần nữa gây dựng lại. Chết đến nơi rồi, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cửu Thiên Thần Viêm mặc dù kinh dị tại Diệp Thần thủ đoạn, nhưng làm sao giữa hai người chênh lệch quá mức khác xa, ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là dính trên nền ức hiếp. Viêm diệt trưởng. Lại nữa làm dừng lại, Cửu Thiên Thần Viêm tay phải nhẹ nhàng nâng dậy, một món màu vàng kim lửa mang lượn lờ lòng bàn tay, theo hắn nhẹ nhàng huy động, ở Diệp Thần bầu trời, kết giới bên trên một cái màu vàng kim giấu tay xen lẫn khí tức hủy diệt vỗ xuống. Bên ngoài có cái phượng vô cụ già mắt lom lom, mặc dù dưới mắt đem kéo, nhưng nếu không nhanh chóng chiếm đoạt thần hỏa đột phá, sợ rằng chậm thì xanh biến. Không có gì bất ngờ xảy ra, một trưởng dưới Diệp Thần đem sẽ thần hồn câu diệt, luyện hóa thân thể sau đó, thần hỏa căn nguyên liền sẽ hiện ra. Đinh! Một tiếng giòn giã, Diệp Thần nơi mi tâm đột nhiên tách ra ra ánh sáng, một luồng khói xanh hiển hóa chư thiên, đó là một phiến cổ quái chiến trường, không người ở nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị ý, cổ tịch đổ nát tới giữa không có chút nào sức sống. Đây là võ đạo Luân Hồi đổ ý cảnh. Cũng là hắn một đạo lá bài tẩy. À! Cửu Thiên Thần Viêm đầu óc bên trong tràn vào gãy lìa trí nhớ, đau nhói hắn thức hải. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đi qua vậy một phiến chiến trường. Trước mắt Cửu Thiên Thần Viêm chỉ là bổn nguyên một món tử lửa mà thôi, vạn cổ trước trí nhớ không lành lặn không hoàn toàn, nhưng là loáng thoáng cảm thấy quen thuộc. Oanh! Hiển hóa chư thiên trong chiến trường tim, đế máu lần nhuộm, tàn cờ đập xuống hư không. Không thể nào, người rốt cuộc là ai? À! Trong nháy mắt xé đau cùng thất thần, Diệp Thần vùng đan điền, Nhan Tuyền Nhi hóa thành một cái huyết hoàng hướng Cửu Thiên Thần Viêm chiếm đoạt đi. Không! Ở đó phiến cổ chiến trường đổ ánh hạ, cho dù là Cửu Thiên Thần Viêm, giờ phút này cũng là bị nửa cuốn tàn cờ uy áp vội vã, động đạn không được chút nào. Không thể nào, Luân Hồi chi chủ. Lấy hắn kiến thức, sống vạn cổ tồn tại, làm sao có thể nhìn không ra trong đó đầu mối, huống chi, hắn căn nguyên từng theo Cửu Thiên Viêm Đế đánh một trận. Cho dù ngươi là Luân Hồi chi chủ, vậy quả quyết không thể nào. Đáng chết, là lưu lại hơi thở áp chế. Cửu Thiên Viêm Đế ngày xưa từng ở đó phiến cổ chiến trường hiện thân, Cửu Thiên Thần Viêm tự nhiên kèm theo kỳ chủ chinh chiến, hiệu lệnh hết thảy hồng hoang cờ lớn có bản năng đối với nó ràng buộc. Cửu Thiên Thần Viêm không chọn vẹn trí nhớ chỗ sâu xông ra một chút sợ hãi, thần hỏa lực lượng đã dần dần ở đem hắn đồng hóa. Rắc rắc, Thiên Viêm kết giới khoảnh khắc vỡ vụn, màu vàng kim lồng giam ngay tức thì làm tan rã. Cửu Thiên Thần Viêm lực lượng đang không ngừng suy yếu. Ánh sáng màu vàng bị đỏ tươi bao vây. Máu xương mù tan. Bạc Quân cùng cửu thủ giao liếc nhau một cái, dẫn đầu hướng trong đó phóng tới, sau lưng còn lại mấy tên vô lượng cảnh cường giả cùng Phượng Nguyệt trưởng lão cùng cửu hỏa thần điện đám người cũng là theo sát. Ở bên kia, Phượng vô cụ già trong mắt nhìn về hư không một góc, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đầu ngón tay xe nhẹ, thiên địa ngay tức thì thất sắc, một phiến phiến hư không ở hắn uy áp hạ vỡ nát ra. Rắc rắc, hư không một góc, bể tan tành không gian một bên kia, Diệp Thần cùng Cửu Thiên Thần Viêm bóng người đập xuống, Thái Thần con người gắt gao nhìn chằm chằm Phượng vô cụ già, Phượng Viêm cửu chính là hóa thành một đầu Phượng Hoàng vỗ cánh, đem Diệp Thần bọc trong đó. Mất đi áp chế Cửu Thiên Thần Viêm đột nhiên mở ra lạnh như băng con ngươi, hắn cảm nhận được liền Phượng vô lão nhân đã đánh tới. Trong tay màu vàng kim súng trường cách không nắm chặt, lửa mang thiêu đốt sán màu vàng kim lửa cháy mạnh. Ở Cửu Thiên Thần Viêm trong tay hóa thành một con du long vậy phun trào, lại là có sinh mạng vậy, thay hắn đỡ được công kích. Thằng nhóc này, nếu không phải Phượng vô cụ già thời khắc mấu chốt phá vỡ kết giới, sợ rằng mới vừa liền bị Nhan Tuyền Nhi cắn nuốt. Luân Hồi chi chủ. Được rồi, dưới mắt cũng không phải là phân tâm thời điểm. Cửu Thiên Thần Viêm lắc đầu một cái, uy nghiêm mặt mũi vặn vẹo, nhìn về Phượng vô cụ già ánh mắt bên trong, tràn đầy sát ý. Đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng vậy bị thương, cũng không từng không thể đánh một trận. Hắn chính là đi theo Viêm Đế Đế Diễm,
Vạn cổ kỷ nguyên trước liền ngạo thị bá tánh cao nhất tồn tại, không sợ. Nếu như căn nguyên ở chỗ này, sợ rằng sự việc liền càng đơn giản hơn, chỉ cần không phải vũ hoàng cổ đế, ai đều khó ngăn ta lại. Tà mỹ nam tử nhìn chằm chằm trong hư không phượng vô cụ già, vừa muốn có động tác, tựa hồ là cảm nhận được liền cái gì, ngẩng tay phải lại là chậm rãi buông xuống. Vèo, vèo, vèo. Tiếp liền mấy đạo tiếng xé gió vang lên, lại là tám bóng người trôi giạt tới, cầm đầu bất ngờ chính là huyết nguyệt yêu cửa bạc quân cùng với cửu thủ giao. Ở hắn hai người sau lưng, chính là huyền yêu vực các thế lực lớn tới trước vô lượng cường giả. Đáng tiếc, khôi phục ý thức Diệp Thần không khỏi cảm thấy thương tiếc, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cắn nuốt cửu thiên thần viêm. Hôm nay các phe tụ tập, tất cả mang ý xấu. Duy nhất tin tức tốt phải, huyền yêu vực và vũ hoàng cổ đế cùng với vô thiên vậy một vực có chút khoảng cách, những tên kia không thể nào nhanh như vậy kịp phản ứng. Các vị hôm nay vì sao cũng đi tới nơi này? Phượng vô cụ già đứng ngạo nghễ hư không, bằng hắn hôm nay thực lực, như cũ có thể có 102 toàn trường. Bạc quân ngược lại là dửng dưng một tiếng, chắp tay nói, tiền bối nói đùa, nghe đế viêm xuất thế, chúng ta tới xem một chút. Như có nhu cầu, cứ mở miệng. Cửu thủ giao cũng là mở miệng đáp lại. Phượng vô cụ già nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cửu hỏa thần điện tuyệt không thể nào ở chỗ này đồng thời thụ địch huyền yêu vực các thế lực lớn. Lại không nói những người này thực lực đều không thấp, bọn họ sau lưng đại biểu đồ vậy tuyệt không bình thường. Người này Diệp Thần, từ sông cửu hỏa thần điện cấm địa, cấu kết cửu thiên thần viêm mưu toan tiêu diệt cửu hỏa thần điện, không thể lưu. Phượng vô cụ già trong mắt chớp mắt, cất cao giọng nói, hắn chợt hướng về phía cửu hỏa thần điện các vị trưởng lão truyền âm nói, thánh thiên thần hỏa chuyện quyết không thể để cho hắn thế lực biết được, ở chỗ này trước, đánh chết Diệp Thần. Người Mỹ phụ Phượng Nguyệt con ngươi một hồi co rúc lại, sau lưng nàng mấy người cũng là như vậy. Đã như vậy, vậy thì làm phiền các vị ra tay, chân áp cửu thiên thần viêm, ta cửu hỏa thần điện, nhất định có hậu tạ. Phượng vô cụ già mở miệng lần nữa, nhìn vòng quanh đám người. Người Mỹ phụ Phượng Nguyệt nhưng là thời gian đầu tiên đem người hướng Diệp Thần tập sát đi, Phượng vô cụ già ánh mắt nhìn về cửu thiên thần viêm, không biết các vị, có thể nguyện giúp lão hủ giúp một tay. Bạc quân thầm mắng một tiếng cáo già, giúp người thu phục cửu thiên thần viêm. Nằm mơ. Đó là tự nhiên. Cửu thủ giao mặt mỉm cười, dẫn đầu hướng cửu thiên thần viêm phóng tới, dẫu sao dáng vẻ phải làm đủ, nhưng muốn xuất lực, vậy tuyệt không thể nào. Mọi người ở đây cũng không phải người ngu, ước gì cửu thiên thần viêm chạy trốn, đế viêm nếu là bị thu phục, như vậy nếu thời gian dài, huyền yêu vực đem ra đời một tôn tiên đế cường giả, đó là các phe cũng không muốn nhìn thấy. Vũ hoàng cổ đế cái loại này cấp bậc sợ rằng cũng không hy vọng thấy, dẫu sao quang nhâm phi phàm và thái thượng thiên nữ đã quá để cho hắn phiền não. Còn như Diệp Thần, một cái bách gia cảnh tiểu tử mà thôi, cho dù là thiên phú được, ở mảnh chiến trường này bên trên, vậy không vào được đám người pháp nhãn, bị bỏ quên đi. Cửu thiên thần viêm trong tay súng trường cua múa, lấy nguyên thủy nhất tư thái đối địch, một súng phá không, cửu thủ giao vội vàng tránh thoát trong nháy mắt. Nhưng là phát hiện chuôi này quỷ dị binh khí lại là hóa thành một đầu dao xà, quay đầu hướng mình dương ra miệng to cắn xé tới. Oanh! Một cái chín thủ dao long ngay tức thì xé rách vạt áo hiện ra hư không, quanh quẩn thân rồng gật đầu gian có thể nuốt trời, phun hơi thở rồng tránh thoát cửu thiên thần viêm nhất thức, nhưng cũng chưa từng lại thừa thắng truy kích. Hừ! Cửu thiên thần viêm đối với những người này trong lòng tính toán há có thể không nhìn ra. Lúc này liền là đổi lại thân hình hướng bạc quân phương hướng phá vòng vây đi. Bên kia trên chiến trường, Phượng Viêm Cửu vẻ mặt lãnh đạm, ngăn ở Diệp Thần trước người, lạnh lùng nói, hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng hòng động hắn phân nửa. Hồ đồ! Hết thảy các thứ này cũng là vì cửu hỏa thần điện. Người Mỹ phụ Phượng Nguyệt lớn tiếng dày, ở sau lưng sáu tên vô lượng cũng là mặt lộ không đành lòng vẻ. Như vậy cửu hỏa thần điện, không muốn cũng được. Phượng Viêm Cửu cười lớn một tiếng, Phượng Nguyệt sau lưng mấy người nhưng là trầm giọng nói, lão cửu, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ta khinh thường cùng các ngươi những thứ này bị ổi hạng người nhập bọn. Tục tăng tóc đỏ người đàn ông không nhiều lời nữa, hóa thành một đầu Phượng Hoàng dựng thân hư không, sát ý bùng nổ, tới đi, ta tới thăm các ngươi những năm này tiến bộ liền nhiều ít. Phượng Viêm Cửu mặc dù là cửu hỏa thần điện đứng hàng chót hết cửu trưởng lão, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là yếu nhất, ngược lại. Lý lịch nhất cạn,
trẻ tuổi nhất hắn đã bước chân vào vô lượng cảnh trung kỳ, chính là cửu hỏa thần điện thiên tài. Hoàng Dực chém. Ở bên người hắn, hai phiến to lớn cánh tới giữa, hai bánh thiêu đốt vòng sáng chậm rãi hiện lên lại không ngừng ngưng tụ, từng tia màu đen khí tức hủy diệt lan tràn, Phượng Viêm Cửu đang liều mạng. Mấy người các ngươi, bắt hắn lại. Phượng Nguyệt vẻ mặt run lên, lúc này phân phó sau lưng ba người bắt Phượng Viêm Cửu, tự thân chính là ánh mắt chăm chú nhìn Thái Thần. Ngươi rất mạnh. Người Mỹ phụ trầm giọng nói. Diệp Thần, người điều dưỡng thương thế, nơi này giao cho ta. Thái Thần khẽ mỉm cười, ung dung tới giữa chưa từng cầm người bất kỳ coi ra gì, Tử Sam tuyệt thế. Hắn nhìn thấu Diệp Thần rất khó đối phó hôm nay trạng thái, mặc dù không biết kết giới bên trong cùng Cửu Thiên Thần Viêm chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần còn sống đi ra, tiếp theo là được không lo. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng nhập định, bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao trong im lặng vận chuyển, là hắn khôi phục thương thế. Trong đầu không ngừng hiện lên qua vậy một phiến cổ chiến trường. U Minh nhất tộc, Thái Thần hơi ngẩn ra. Lúc trước nhập trước cấm địa hắn chính là và Diệp Thần thấy qua Phượng Nguyệt thi triển U Minh lãnh hỏa, đối với cái này nhất tộc Thái Thần cũng là hơi có nghe đồn, không nghĩ tới lại là bị trước mắt người Mỹ phụ đoạt. Vậy nhất tộc bên trong, U Minh lãnh hỏa là bọn chúng tín ngưỡng, hôm nay ở nơi này trong tay Mỹ phụ, có thể tưởng tượng được. Nữ nhân này thân phận không đơn giản. Phượng Nguyệt trầm giọng nói, các hạ, ta mặc dù không biết ngươi thân phận, nhưng cùng Huyền Yêu vực là địch, có thể không sáng suốt, ngươi hiện tại thối lui, ta không truy cứu. Ở sau lưng nàng, ba tên vô lượng áp trận, rất nhiều một lời không hợp liền khai chiến ý đồ. Ha ha, Huyền Yêu vực, Tử Sam Thái Thần áo dài vù vù vang dội, hai tay thua lập tròng mắt bên trong lóe lên ánh sao, nhẹ giọng líu díu. Thật là đáng buồn nhất tộc. Phượng Nguyệt mặt lộ sát ý, đã như vậy, vậy thì vĩnh viễn ở lại cửu hỏa thần điện đi. U Minh lãnh hỏa, suối vàng linh diễm, viêm dương linh hỏa, huyền vũ thanh diễm. Bốn màu hỏa trụ đồng thời bay lên giao hội, ở cửu hỏa thần điện bầu trời quanh quẩn lượn lờ, xếp thành một đầu thải phượng kêu nhẹ. Ở người bên, vặn vẹo không gian hoàn toàn vỡ vụn ra, không gian phong bạo lực tràn vào, thoáng qua tới giữa đều bị nhiệt độ kinh khủng nơi bốc hơi. Từng tia hỗn độn lực lan tràn ra, cho dù là vô lượng cảnh tầng thứ 4 dính trên vật này, vậy cực kỳ phiền toái. Ừ, Phượng vô cụ già chú ý tới như vậy chiến trường thế cục, một món sát ý bung ra, uy áp kinh khủng đem hỗn độn hơi thở chặt đứt. Nhưng mà liền trong một cái chớp mắt này phân thần, Cửu Thiên Thần Viêm Kim mang chính là lột hắn hắc bào một góc vạt áo, chấn nộ cụ già lại nữa nương tay, tiếp liền đếm trưởng đánh ra, chấn động được hoàn vũ bể tan tành, thời gian gần như chảy ngược. Cửu Thiên Thần Viêm ở Phượng vô cụ già dưới áp chế lần lượt tháo chạy, bà quân cùng cửu thủ giao nhìn nhau liếc nhau một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hư không, trăm trượng thải phượng cánh kéo dài triển khai, mỗi một lần vỗ, chính là vô số hỏa linh múa lên, kể cả không gian cùng nhau chiếm đoạt. Vèo! Một đạo sinh đẹp tử mang giống như sao rơi vạch qua, thẳng lột thải phượng đầu cao ngạo. Cái gì? Phượng Nguyệt cùng bốn người ngay tức thì đờ đẫn. Liên thủ thi triển dung hợp kỹ, như vậy bị tùy tiện phá vỡ. Liên liên ở quyết chiến ba người Phượng Viêm Cửu đều là không khỏi một hồi kinh hãi, lần đầu tiên gặp mặt lúc chính là mơ hồ nhận ra được Thái Thần bất phàm, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến loại này. Các ngươi hẳn vui mừng, Diệp Thần vị kia hộ đạo giả không có ở đây. Chiếm đoạt, Tử Sam Thái Thần cách không chỉ một cái, chợt sắc bén tử mang nổ bể ra, giống như ngân hà vậy rực rỡ, xếp thành một phiến mênh mông. Kinh khủng lực cắn nuốt ngay tức thì bùng nổ, thải phượng vậy trăm trượng thân thể kể cả tan vỡ đầu lâu cùng với trong hư không nơi rơi xuống máu tươi cùng bị cuốn vào trong đó. Ở hắn tay phải tới giữa, một cái màu tím nước xoáy ở nhảy động, Thái Thần sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên cái này bốn người hợp kích, cũng cho hắn không nhỏ áp lực. Tán! Tay áo vung tay lên, nhẹ như lụa mỏng lộng lẫy ngân hà chậm rãi tản đi, Thái Thần cánh tay phải run rẩy kịch liệt. Mỗi một nhánh kinh mạch đều ở đây sao động, máu bắn tán loạn ra. Phịch! Một tiếng rên, hắn một cái cánh tay phải vào lúc ầm ầm bạo tán, vết máu bắn tung tóe ở đó không hề bận tâm gương mặt bên trên, nhuốm máu tím khâm, phong tư tuyệt thế. Chỉ muốn một cái cánh tay phải làm giá. Phượng Nguyệt sắc mặt âm trầm, đặt chân vô lượng tầng thứ này, một cái cảnh giới nhỏ chính là rãnh trời khác biệt. Dĩ nhiên, nàng vậy nhìn ra được.
Thái thần máu tươi tản đi chút, xa không bằng lúc trước cường đại như vậy. Liên thủ. Phượng Nguyệt cùng bốn người chia làm thái thần bốn phương, đem bao vây, có góc thế tấn công, nói yên tâm, hắn hôm nay chỉ có một cánh tay, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Cửu hỏa phong ma trận. Người Mỹ phụ mái tóc dài giờ phút này bạo tán ra, tóc tai bù xù hình dáng thật là đáng sợ, ngoài ra ba người hô ứng lên, bốn phương trận kết ra một tấm màu đen lưới lớn, đậm đà hủy diệt ý chí hơi thở phân bố, dính hẳn phải chết, nhắm ngay phía dưới thái thần. Bốn đạo nhập trụ vậy mênh mông hơi thở tất cả đều tràn vào lưới lớn bên trong, phù văn thần bí đổ ánh thương khung, uy áp khủng bố như vậy. Nhất khí hóa tam thanh. Tử sam thái thần ngay tức thì bạo khởi, nếu thật để cho trận này rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba đạo phân thân chợt hướng thực lực so với Phong Nguyệt mà nói thấp kém ngoài ra ba người phóng tới, muốn phá trận. Hừ, phân thân mà thôi, làm sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vừa định châm chọc, nhưng là thấy lạnh cả người tập kích để bụng gian. Thái thần hai ngón tay cũng kiếm, một cái chỉ kiếm kẹp theo lanh lợi tử mang lột trong đó một tên vô lượng cảnh cường giả đầu, máu tươi nhập trụ vậy phun ra, thiên địa dị tượng xảy ra, vô số sấm sét rơi xuống. Có người, bỏ mình. Cùng trong lúc nhất thời hai người khác ngay tức thì rút lui đi lực lượng cần phải bỏ chạy, có thể vẫn là lúc đã chậm. Vèo, vèo. Lại là hai cái đầu rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Sắc sắc, thương khung rơi xuống vô số sấm sét, màu tím dị tượng ngưng tụ thành thái thần hình dáng, nhìn xuống bá tánh, cùng trong chốc lát, thái thần bổn tôn cũng là gặp thiên địa đại lộ cắn trả, một ngụm máu tươi ho ra. Chém liên tục ba vị huyền yêu vực cường giả, giới này thiên địa không cho. Ngươi dám can đảm giết người chúng ta. Phượng Nguyệt trợn to trong mắt, không dám tin tưởng đi theo nàng sóng vai tác chiến ba cái huynh đệ liền như vậy chết thảm, nổi điên phụ nhân giờ phút này ánh mắt giống như bò cạp, trận pháp hướng thái thần áp chế đi. Bốn phương trận sừng đã qua thứ ba, còn sót lực lượng cũng không cách nào lại lần nữa ngưng tụ, gặp huyền yêu vực thiên địa đại lộ cắn trả thái thần vui mừng không sợ. Quay về, hai cái phân thân đứng dậy thẳng đánh về phía trong hư không màu đen lưới lớn, kinh khủng hủy diệt lực dính vào người, mấy tức gian chính là đốt đi hai tôn vô lượng cảnh phân thân. Ho, căn nguyên bị tổn thương, thái thần ho ra một hơi màu tím máu tươi, trong mắt chậm rãi nâng lên, lạnh nhạt nói. Tiếp theo, đến ngươi. Thái thần chậm rãi đứng dậy, tận gốc đoạn đi cánh tay phải chỗ thịt vụn máu tươi không ngừng nhỏ xuống, đỏ tươi thấm ướt hơn nửa vạt áo. Thái thần mi mắt tới giữa như cũ ung dung, muốn chém Phượng Nguyệt. Cách đó không xa Phượng vô cụ già thấy vậy, vành mắt sắp nứt, buông tha vây công cửu thiên thần viêm, đổi lại tình thế chính là hướng thái thần đánh tới. Suy, đó là trưởng nhận xé ra máu thịt thanh âm, thời khắc mấu chốt, Phượng viêm cửu đứng ra, chắn thái thần trước người. Phượng vô trong mắt lão nhân thoáng qua một chút lộ vẻ xúc động, nhìn trước mắt liều chết ngăn trở Phượng viêm cửu. Khó tin nói, ngươi lại vì một cái người ngoài và ta đứng ở phía đối lập. Ho! Trước ngực lỗ máu sáng, kích thích tại chỗ mỗi người giác quan, thái thần trong mắt ứ máu, màu tím con mắt lần mắc phượng máu. Một cổ uy áp kinh khủng lan ra. Gay gâu, người này muốn cưỡng ép đột phá. Bạc quân cùng cửu thủ giao thấy vậy đều là thầm mắng một tiếng xui, cũng không để ý tới nữa cố cửu thiên thần viêm, chợt hướng thái thần phóng tới. Ngươi nếu như muốn sống, đi tìm Diệp Thần. Bên tai một đạo kinh thiên nổ vang, nguyên bản quay đầu rời đi cửu thiên thần viêm mọi thứ không muốn, trù trừ ba phần sau cấp tốc hướng Diệp Thần chạy đi. Ngọn lửa màu vàng ngay tức thì từ mấy người dưới chân bay lên, cách nổi lên một đạo màn lửa, bạc quân cùng cửu thủ giao phiêu lui người ra, liền liền Phượng vô cụ già, cũng là một trưởng đánh lui trọng thương Phượng viêm cửu, lúc này lui ra. Cửu thiên thần viêm mặc dù không có đã từng mạnh mẽ, nhưng dẫu sao vậy một món diễm mang nhưng mà thứ thiệt tiên đế viêm, ai cũng không muốn dính vào người, đưa tới cực lớn nhân quả cùng phiền toái. Mà giờ khắc này cửu thiên thần viêm đã tới Diệp Thần bên người, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn con ngươi chợt co rúm một cái. Hắn phát hiện Diệp Thần hơi thở đang biến hóa. Mà bao phủ ở Diệp Thần khí tức trên người, là ngày xưa cửu thiên viêm đế hơi thở. Điều này sao có thể? Dĩ nhiên, hắn cũng không biết. Hơi thở này là võ đạo luân hồi trong bản vẽ nữ đế ngụy tạo. Rất nhanh, cửu thiên thần viêm liền tiếp thu thực tế. À, người nói sớm à, viêm đế triệu hoán, tội gì lớn như vậy động can qua.
Cửu Thiên Thần Viêm hiển nhiên phát hiện Diệp Thần bí mật, nhún vai, lạnh như băng tuấn mỹ trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, lắc mình chắn Phượng Viêm Cửu cùng Thái Thần trước. Cửu Thiên Thần Viêm một lời làm được mọi người đều kinh, có ý gì, Viêm Đế triệu hoán. Từ đâu tới Viêm Đế? Nhưng vào lúc này, Tà Mị chàng trai trên bả vai một cái giả dặn bàn tay nhẹ nhàng chụp trên, vậy người sau lưng, chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là bất đắc dĩ nói, ta nói cũng không coi là à. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Thần Viêm bóng người hóa thành từng đạo kim mang bắn tán loạn hư không, vô tận điểm sáng màu vàng đập xuống ở Diệp Thần ngực bên trong. Không tốt, người này muốn luyện hóa Cửu Thiên Thần Viêm, ngăn lại hắn. Phượng Vô Lão người hét lớn một tiếng, mặc dù không biết vì sao bỗng nhiên tâm cao khí ngạo Cửu Thiên Thần Viêm cam nguyện thần phục, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy cục diện. Khoảng cách mấy người gần đây Phượng Nguyệt dành trước làm khó dễ, nhưng là ở chạm được Diệp Thần ra thịt trong nháy mắt bị rong đi bàn tay. Oanh! Uy áp kinh khủng đem vô số vô lượng võ giả lật trên đất, ở Diệp Thần sau lưng, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện ra. Cùng Cửu Thiên Thần Viêm độc nhất vô nhị dung mạo, tóc trắng như thác, một bộ đồ xanh xuống trần, màu giữa bể dâu ý làm người ta một mục nhìn lại liền là không dám bất kính, ít đi Cửu Thiên Thần Viêm như vậy tà mị. Cửu Thiên Viêm Đế, Bạc Quân cùng Cửu Thủ Giao, cùng với tại chỗ rất nhiều vô lượng cường giả đều là nuốt nuốt nước miếng một cái này đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp, tuyệt đối không sai được. Người này có thể ở lật giữa trường, đem nơi này tất cả vô lượng xóa bỏ toàn bộ, đây chính là tiên đế cường giả. Cửu Thiên Viêm Đế, tộc ta tổ đế. Phượng Vô Cụ già lúc này quỳ bái, vậy cùng hơi thở, tuyệt đối không người nào có thể bắt trước, là thần đế lâm trần. Bái kiến tổ đế, bái kiến Viêm Đế, mọi người đều là quỷ bái, chỉ có Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, lập ở trong sân. À, khẽ than một tiếng, tại chỗ tất cả vô lượng cảnh cường giả tim đều là dâng tới cổ họng, liền liền trong hư không nhằm vào Thái Thần rơi xuống đại lộ cắn trả lực, đều là ngay tức thì đóng lại. Viêm Đế oai, hở một tí có thể diệt một vực. Đây tuyệt không phải nói đùa. Chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Cửu Thiên Viêm Đế chậm rãi mở miệng, chữ bát thổ lộ, Phượng Vô Cụ già nhưng là bò lổm ngổm trên đất, không dám có phân nửa dị động, dù là trong lòng muôn vàn không muốn. Yên lặng như tờ yên tĩnh, không người dám can đảm cùng Viêm Đế một lời. Đợi ta trở về, tự có an bài. Hư ảnh chậm rãi tiêu tán, vậy phân bố trong thiên địa uy áp cũng là từ từ tản đi. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, Diệp Thần đối nữ đế hỏi. Cái này thì xong rồi. Đây chính là người biện pháp. Huyết hoàng tộc nữ đế chính là Mị Thanh nói, người muốn nói cái gì? Diệp Thần nghe vậy run lập cập, không nhiều lời nữa. Lúc đầu, ngoại giới Cửu Thiên Viêm Đế hạ xuống, là huyết hoàng tộc nữ đế mượn Cửu Thiên Thần Viêm lửa mô phỏng uy áp, thực ra là cái hổ giấy, chỉ cần có người dám động thủ, định sẽ bị đoán được. Đáng tiếc, ở Viêm Đế uy áp trước mặt, đám người liền lời cũng không dám tiếp, sao dám xính bàn về động thủ. Viêm Đế, ta, Cửu Thiên Thần Viêm tản ra một món thần thức, liền như vậy thần phục, hắn không hề cam tâm. Liền ngươi một chút tử lửa cũng có thể hiệu lệnh huyền yêu vực, ngươi coi là thật lấy là, đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa căn nguyên như vậy nhỏ yếu. Huyết hoàng tộc nữ đế một bộ quần đỏ kinh thế, sáng bóng cước nha dẫm ở phế tích đổ nát bên trong, dửng dưng mở miệng. Ngài, Cửu Thiên Thần Viêm kinh nghi, giọng bên trong thêm mấy phần vui mừng. Trước mắt nữ đế thực lực nhưng mà chút nào không kém. Ta còn ở thế gian, thần hỏa căn nguyên còn chưa tới phiên thằng nhóc này tới thừa kế, ngươi lực lượng tặng cho ta, ngày khác tìm được ngươi căn nguyên, ta trả lại ngươi tự do. Nữ đế nhẹ giọng mở miệng, lời nói bên trong có không cho phép nghi ngờ thô bạo. Thật không? Cửu Thiên Thần Viêm kích động nói. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi muốn hiện tại thần hồn câu diệt. Nữ đế quay đầu lại lúc đó. Phong tình vạn chủng mê người mắt, nhưng Cửu Thiên Thần Viêm nhưng là lúc này giật mình một cái. Tùy ý nữ đế sai khiến. Chợt cao ngạo Cửu Thiên Thần Viêm hóa thành một đoàn kim mang, nữ đế môi mỏng khẽ mở, đem chiếm đoạt xuống. Tại sao không ban đầu cứ làm như vậy? Thấy bụi bặm lắng xuống, Diệp Thần lúc này mới dám mở miệng hỏi. Thương thế quá nặng, mặc dù có căn nguyên uy áp, ban đầu hiện thân cái này thần viêm vậy không nhất định ngoan ngoãn thuận theo. Dù sao phải có người đổ dầu vô lửa, hắn đi tới tuyệt lộ, tự nhiên sẽ quy thuận cùng ta, hơn nữa,
ta thân phận vẫn không thể bại lộ. Cưỡng ép chiếm đoạt thần viêm sẽ bị phát hiện, chỉ có thể mượn cái này một món cửu thiên viêm đế ý chí che giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hoàng tộc nữ đế hơi thở bạo tăng, trực bức phượng vô cụ già. Vẫn là quá nhỏ bé. Nghe được nữ đế líu ríu tiếng, Diệp Thần thiếu chút nữa tức miệng mắng to, đều đã bước vào vô lượng cảnh, lại vẫn nói nhỏ yếu. Người cái này liền dỗ mang gà tới tu vi. Dĩ nhiên, tiếp theo hắn không dám nói tiếp, thần viêm lực tất cả đều bị nữ đế chiếm đoạt, đáng tiếc Diệp Thần không có mò được nửa điểm mà mỡ. Vốn là muốn để cho Nhan Tuyền Nhi dung hợp, hôm nay xem ra, là không thể nào. Người có thể rời đi, dự đoán lão già kia cũng sẽ không vì nan giữ ngươi, thừa dịp thái thượng công đức chiến còn chưa mở, mau sớm tìm Kỳ Lân vực đi đi. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, lại là vô tình đem Diệp Thần bắn ra võ đạo luân hồi đồ. Oanh! Ngoại giới bên trong, cửu thiên viêm đế thân hình chậm rãi tiêu tán, dần dần tỉnh hồn lại Diệp Thần nhìn quỳ bái trên đất rất nhiều vô lượng cường giả, con ngươi híp lại. Hừ! Tựa hồ nhận ra được viêm đế đã tiêu tán, phượng vô cụ già đứng dậy, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong thêm mấy phần vô hình ý. Nếu cửu hỏa thần điện không việc gì, chúng ta chính là rời đi trước. Bạc Quân khẽ mỉm cười, thần viêm hóa thành viêm đế ảnh lại xuất hiện thế gian, còn ai dám dị động. Nếu như rất lưu luyến quá độ, đưa tới viêm đế chân thân đuổi giết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Cửu hỏa thần điện sau trận chiến này trăm phế đợi hưng, chúng ta liền không lại quấy rầy. Cửu thủ giao cũng là sau đó rời đi, rất nhiều vô lượng thấy vậy, đều là rối rít lui trận, liền viêm đế cũng ra mặt, cửu hỏa thần điện còn ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Hôn mê phượng viêm cửu bị người mang đi, đợi đến đám người toàn bộ rời đi, Diệp Thần đỡ lên bị thương thái thần chuẩn bị lên đường, phượng vô cụ già nhưng là lạnh lùng nói. Ta có nói qua, để cho các ngươi rời đi sao? Bao gồm Phượng Nguyệt ở bên trong rất nhiều cửu hỏa thần điện trưởng lão đều là cả kinh, nhìn về cái này đã phong ma cụ già. Mới vừa rồi bất quá là một đạo tổ đế ý chí. Giết người ta liền có nắm chắc ở trong vòng trăm năm bước vào tiên đế, cho dù tộc ta tổ đế trở về, cũng sẽ không trách cứ tại ta. Phượng vô cụ già giọng rét lạnh, trong mắt tới giữa sát ý bữa lộ vẻ. Thái thần lúc này đem Diệp Thần bảo vệ ở sau lưng, bỏ mặc mình đã nỏ hết đà thân thể. Nhâm Phi Phàm không có ở đây, hắn thì nhất định phải đảm nhiệm Diệp Thần hộ đạo giả, bảo vệ Diệp Thần. Thằng nhóc, xem ra sự việc không đơn giản như vậy, ngươi không phải mới vừa đạt được Tà Long Chu Hồn kiếm sao, kiếm này mượn ta, một kiếm tiêu diệt liền cái này cửu hỏa thần điện như thế nào? Huyết hoàng tộc nữ đế hài hước vậy thanh âm truyền tới. Phượng vô phía sau lão nhân cửu hỏa thần điện đám người im lặng không lên tiếng, thực vậy, đem Diệp Thần chém chết ở chỗ này. Nếu có thể được thần hỏa lực, cửu hỏa thần điện tất nhiên mạnh mẽ, thậm chí tổ đế trở về. Thay thế vạn khư cũng nói không chừng. Vậy cùng thịnh thế cảnh, chính là bọn họ hướng tới. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nếu thật là vận dụng như vậy lá bài tẩy đem cửu hỏa thần điện trực tiếp bị tiêu diệt nói, vũ hoàng cổ đế và vô thiên tất nhiên hạ xuống. Đến lúc đó tất nhiên nguy hiểm, thậm chí liền Kỳ Lân vực cũng đi không được. Không phải là một Kỳ Lân vực sao? Trên vậy cửu thủ giao địa bàn hỏi đi. Nữ đế ngang ngược thanh âm truyền tới. Thời gian không đợi người, tên kia đại lộ cắn trả lực có thể không tán. Diệp Thần nghe vậy ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, phân bố màu tím sấm sét chậm rãi ngưng hình, cổ lực lượng này. Tựa hồ là thái thần đích gia tộc. Hắn xoay người nhìn về thái thần, hôm nay thái thần vì bảo vệ hắn, đã là trọng thương khu, tái chiến, sẽ chết. Rắc rắc. Lại là một tiếng sấm sét nổ vang, chiếu ngược phượng vô cụ già lạnh như băng con ngươi. Xem ra, vẫn là tới trễ một bước. Một giọng nói vang lên, chẳng biết lúc nào, tám người đã là đứng yên hư không, quan sát đám người. Cầm đầu nho nhã trung niên ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng định cách ở thái thần trên mình, nhẹ giọng nói, đế hợi sán. Ở sau lưng, đế gia tứ gia một bộ quần áo đen, mặt mũi lạnh lùng, không nói tiếng nào. Tám tên vô lượng. Cảnh giới không thấp. Phượng vô cụ già thầm mắng một tiếng, từ người đến kêu lên thái thần danh tự này, hắn liền là có một chút ý rút lui, ở nơi này thái thượng thế giới rất nhiều vực bên trong, dám lấy đế họ quan chỉ có nhất tộc, đan vực thứ nhất nhà giàu có, đế thị. Đây chính là và tử hoàng tiên cung cùng với vạn khư đều có lui tới tồn tại. Rắc rắc, vô số đạo sấm sét ngang nhiên đánh xuống,
Trên hư không đứng mũi chịu sào tám người cũng không có chút nào muốn tránh né ý, nổ ầm tới giữa loáng thoáng có thể gặp đế gia tam gia ổn định vẻ ung dung. Đây chính là cửu hỏa thần điện lực lượng. Đế gia tam gia tự lẩm bẩm, tay phải chậm rãi nâng lên, một đạo màu xanh thẳm dịu dàng ngọn lửa thoáng qua một chút lưu quang, chợt hướng chín tầng trời bọc đi. Không có kinh khủng sát phạt lực, nhàn nhạt huỳnh quang bắn tung tóe ra màu xanh ra trời tinh điểm giống như biển khơi vậy nạp bách xuyên. Thanh linh thần hỏa, nhìn trong hư không lao nhanh gầm thét biển màu xanh ra trời mênh mông, lực lượng nhu hòa đem toàn bộ sấm sét bọc hòa hợp, một màn kia dịu dàng sáng bóng, lại là đem kiếp lôi ở miễn cưỡng luyện hóa. Phượng vô cụ già sắc mặt không tốt lắm xem, đối với vậy đạo thái thượng thế giới thanh danh bên ngoài ngọn lửa, hắn dĩ nhiên là không xa lạ gì. Như vậy thân phận của người này tự nhiên cũng chỉ miêu tả sinh động, và đế gia gia chủ như nhau, cùng là đế gia người nắm quyền đế gia tam gia, đế lạc. Diệp thần cùng thái thần nhìn xa hư không, vốn muốn động thủ diệp thần cũng là bị tám người cắt đứt, xem ra không cần mình tung lá bài tẩy ra tay. Diệp thần xoay người nhìn về thái thần, người sau sắc mặt cũng không tốt xem, không biết là bởi vì bị thương duyên cớ, vẫn là đan vực một ít dính dấp khá nhiều sâu xa. Bất luận như thế nào, mạng nhỏ cuối cùng là giữ được. Thái thần giờ phút này thu hồi phức tạp thần sắc, mâu gian tinh thần lần nữa giấy lên ánh sáng, nhìn về diệp thần ánh mắt bên trong thêm mấy phần nhu hòa. Những người này, là tiền bối ngươi dẫn tới. Diệp thần hỏi, có thể từ rất xa ngoài vạn dặm chạy tới, nhất định là có nguyên nhân. Thái thần nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ đoán được cái gì, nói, coi là vậy đi. Oanh! Trên hư không, tầng tầng sóng lớn phun trào. Màu xanh sóng lớn đầy trời, mấy phen tàn phá sau đó, lại là đem đại lộ quy tắc cắn trả sấm sét, toàn bộ cắn nuốt đi. Các hạ, nhiễu ta cửu hỏa thần điện xử lý chuyện nhà, là vì sao? Phượng vô cụ già tự nhiên cũng là đoán được thái thần thân phận, nhưng không đậy nắp định luận trước, hết thảy còn có quay về chỗ trống, đế gia cũng không tốt chọc. Đế là con người chính là nhìn về thái thần bên người diệp thần trên mình không bình thường. Dĩ nhiên là cảm ứng được một hai. Nhưng Diệp thần cũng không ra tay, vì vậy hắn cũng không cách nào xác nhận, trong vô hình đối Diệp thần tăng thêm mấy phần chú ý. Ha ha, đúng dịp, đây cũng là ta đế gia chuyện nhà. Đế lạc âm nhu cười một tiếng, ấm áp gương mặt tới giữa thoáng qua một chút lạnh như băng vẻ, chợt hướng về phía dưới thái thần nói, nháo đủ rồi, liền cùng ta trở về. Dầu gì cho tam thúc ngươi một cái mặt mũi. Đế lạc nhìn về thái thần gương mặt chỉ có một tầng da đang cười, dẫu sao việc xấu trong nhà không cần bên ngoài dương, đế gia danh dự, đế lạc xem rất trọng. Không cùng diệp thần cùng thái thần phản ứng, chiến trường một bên phượng vô cụ già nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói các hạ không khỏi có chút tự đại, người này chém ta cửu hỏa thần điện ba tên trưởng lão, lại là mang theo đệ tử đem tộc ta chí bảo cửu thiên thần viêm cướp đi. Phượng vô cụ già đuổi điều lệ ra diệp thần cùng thái thần tội trạng. Thâm độc mặt mũi dần dần dữ tợn, nói thẳng, hôm nay không lấy ra một giao phó, đừng hòng rời đi. Rắc rắc, một món sát ý lộ ra, vô cùng tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, quanh thân không gian mơ hồ vặn vẹo vỡ vụn, thiên địa đại thế ở chảy xiết phun trào. À, đế lạc nhưng là tròng mắt sáng lên, có chút bất ngờ, cửu thiên thần viêm. Đây chính là tiên đế chấp trưởng ngọn lửa. Hắn ánh mắt rơi thẳng vào liền diệp thần trên mình. Đáy mắt vẻ tham lam khôn khéo che giấu đi. Hắn thành tựu đan sư, tự nhiên đối ngọn lửa cực kỳ khát vọng. Nếu như chấp trưởng ngày xưa viêm đế ngọn lửa, vậy hắn thế lực tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Hắn chưa từng trả lời phượng vô cụ già mà nói, mà là nhàn nhạt nhìn về thái thần. Sự việc ngươi hoặc hơn hoặc thiếu hẳn đoán được mấy phần, trong tộc cổ điện hiện tại cần huyết mạch ngươi lực mở, đáp ứng ta sau chuyện này hồi một chuyến đế gia, các ngươi có thể sống rời đi nơi đây. Lời nói tới giữa, liều lĩnh vẻ lộ ra, đáp ứng hoặc là bỏ mình. Đế gia đứng sau lưng nhưng mà thái thượng thế giới càng cường đại hơn thế lực. Diệp thần ánh mắt nhìn về thái thần cùng Chu Uyên đan vực chuyến đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cặn kẽ rõ ràng. Nhưng dưới mắt xem ra vị này thái thần tam thúc, cũng không phải là cái giống vậy nhân vật. Đối mặt mình đế lạc mở ra điều kiện, thái thần ngưng trọng suy nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu. Coi như là đáp ứng. Hắn trạng thái bây giờ rất khó mang Diệp thần đi ra cửu hỏa thần điện, chỉ có mượn thế. Cho dù hắn cũng không muốn cho mượn đế ra thế. Có thể hắn đã đáp ứng nhâm phi phàm,
phải chiếu cố kỹ lưỡng Diệp Thần, lại là ở Nhâm Phi Phàm không có ở đây thời điểm, đảm nhiệm luân hồi hộ đạo giả thân phận. Thấy Thái Thần gật đầu, Đế Lạc khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, hài lòng gật đầu một cái, có thể. Chợt hắn ánh mắt nhìn về Phượng Vô Cụ già, Huyền Yêu vực là muốn cùng ta Đan vực đế ra khai chiến không? Âm nhu nụ cười dưới rét lạnh hơi thở hiện ra hết, ở hắn quanh thân, từng đạo hải lam sắc ý chí lực bay lên vần quanh lên, xâm la vạn tượng. Sau lưng mấy người đều là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Đế Lạc lúc nào đạt tới thực lực bực này. Xa sút cửu hỏa thần điện mà thôi, liền chính xác tiên đế cũng không có, người còn thân mang thương thế, còn dám đối với ta đế ra di khí sai khiến. Oanh! Trong nháy mắt lạnh lẽo hơi thở ngút trời dâng lên, dẫm ở vô tận minh mông trong đợt sóng ương Đế Lạc thẩm phán bá tánh con người chất vấn nói. Người có nhiều ít nội tình, cùng ta đế ra liều mạng. Diệp Thần tự nhiên cũng là thấy được Đế Lạc sau lưng thần đế ý chí biến ảo ra hư ảnh, cho dù là hắn thân trong lòng đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa căn nguyên, đáy lòng đều là bản năng cảm thấy vẻ ngưng trọng. Diệp Thần, tên này bất quá là lấy đan dược đắp cảnh giới. Thái Thần chăm chú nhìn thẳng trên hư không bóng người, chậm rãi lắc đầu nói, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không cuộc đời này đặt chân chính xác tiên đế cảnh giới vô vọng. Đây cũng là ta không thích luyện đan một trong những nguyên nhân. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, đúng là, hai người cảnh giới chênh lệch không nhiều, so khí tức nội liếm Phượng Vô Cụ già, trước mắt vị này Đế Lạc quả thật hơi kém nửa xoay sở. Ngươi, đối mặt Đế Lạc uy hiếp như vậy, Phượng Vô Cụ già trong chốc lát cơn giận đốt trời, chính là một cái đế gia người lại dám can đảm ở Huyền Yêu vực như vậy hoành hành. Người này chém ta cửu hỏa thần điện ba tên vô lượng cảnh trưởng lão, hôm nay nếu không có một cái hợp lý giao phó, như vậy. Cũng đừng nghĩ đi ra nơi đây. Phượng Vô Cụ già linh lực lặng lẽ vận chuyển, làm xong chuẩn bị chiến đấu, ở sau lưng hắn còn sót lại mấy tên cửu hỏa thần điện trưởng lão bao gồm Phượng Nguyệt ở bên trong, cũng là ánh mắt đông lại một cái. Ha ha ha, ta đế ra chém người, nhưng có không ổn. Đừng nói ba người, hôm nay đổ sát người cả nhà, ta đế ra cũng có thể làm được. Huyền Yêu vực nếu dám khai chiến, ta đế ra đại biểu Đan vực, tiếp theo chính là... Bất quá ngươi tốt nhất rõ ràng, ta đế gia đại biểu cái gì? Thái thượng công đức chiến một ít thứ đều cùng ta đế gia có liên quan. Đế Lạc mấy tiếng cười to, đối mặt Phượng Vô Cụ già uy hiếp, hắn thẳng lấy mạnh mẽ tư thế nghênh kích. Oanh! Đế Lạc sau lưng một người đột nhiên bạo tán ra uy áp, vị này đế gia tứ gia, bất ngờ cũng là không kém gì cửu hỏa thần điện một ít trưởng lão mạnh đại cao thủ. Hùng hồn hơi thở, so với Phượng Nguyệt mạnh hơn ra không thiếu. Tam gia, ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta vậy thì giết cái này cái gì chó má cửu hỏa thần điện. Ở sau lưng hắn mấy tên võ giả, cũng là cười hắc hắc, thế nhưng cổ che giấu không dưới sát ý, nhưng là làm được tất cả người cả kinh. Thực lực của những người này, cũng không kém gì cửu hỏa thần điện bất kỳ một vị trưởng lão. Cái này, liền liền Phượng Vô Cụ già cũng là sững sờ, dưới mắt cửu hỏa thần điện mọi người đã bị thương tổn thương chết chết. Mà đế ra nhưng mà không có chút nào bị tổn thương. Đế Lạc, hơn nữa như thế nhiều vô lượng cường giả, trận chiến này, đối cửu hỏa thần điện mà nói, cực kỳ bất lợi. Diệp Thần nhìn trên hư không phách bóng người, cười khổ nói, đây cũng là thái thượng thế giới đan sư lực hiệu triệu sao. Không cần mở miệng, bên người chính là súm lại vô số cường giả phò hộ. Đan vực gần đây nếp sống như vậy, trừ một vị kia đan tôn ra, ở một vực bên trong. Gần như một nửa trở lên đan sư đều là xuất từ đế gia, nội tình có thể tưởng tượng được. Diệp Thần có thể cảm giác rõ ràng đến, Thái Thần ở nói tới nơi này lúc tròng mắt bên trong thần sắc cô đơn. Thái Thần tuy là đế gia huyết mạch, nhưng chẳng biết tại sao, đối luyện đan không có hứng thú chút nào. Cho dù là đan tôn, cũng là gần đây cùng đế gia giao hảo, sở dĩ đan vực gặp mặt Vạn Khư thậm chí còn Tử Hoàng Tiên Cung có chút liên lạc, chính là bởi vì đế gia tồn tại. Có thể tùy tiện hiệu triệu toàn bộ đan vực là hắn chinh chiến. Chỉ cần không chết, chính là có thể đạt được vô số bảo đan quà tặng, một ít gia tộc nhỏ lại có thể mượn này một bước lên trời. Đây cũng là năm gần đây, vì sao đan vực một mực tuyên dương chủ chiến nguyên nhân. Diệp Thần nghe vậy âm thầm chắt lưỡi, Thái Thần lại là xuất từ này cùng hào môn vọng tộc, dưới mắt xem ra vị này tam thúc là bạn không phải địch, có thể từ mới vừa thái độ tới xem. Thái Thần tựa hồ không vui người này. Ngươi muốn như thế nào? Phượng Vô sắc mặt lão nhân khó chịu để gặp,
nhiều lần cân nhắc dưới vẫn là lựa chọn thấp nghi, hôm nay dù là liều mạng khai chiến, vậy tuyệt không còn sống cơ hội, đế gia nói tiêu diệt, có thể cũng không phải là đùa giỡn nói như vậy. Cửu hỏa thần điện nếu như tiêu diệt, huyền yêu vực không một thế lực sẽ là hắn ra mặt, thậm chí truyền thừa, đều là sẽ bị cướp lấy. Ta đế gia cũng không cường đạo hành vi, chỉ là gần đây không thích bị uy hiếp thôi. Đế Lạc không hổ là lòng dạ cực sâu người, chợt ngay tức thì rút lui đi uy áp kinh khủng, cười ôm quyền nói. Cái này mấy người là ta đế gia tộc nhân, hôm nay do ta mang đi, cho quý tông mang tới tổn thương, chúng ta tự sẽ bồi thường. Đế gia tứ gia nghe vậy, chính là tiện tay ném ra một túi thuốc mùi thơm khắp nơi đan dược, thuốc kia túi đều là do trí bảo tinh thần tơ tầm luyện hóa, có thể ngăn cách hơi thở, dù vậy, đều là tản ra đậm đà thuốc thơm, có thể tưởng tượng được trong đó phân lượng. Còn như mấy người bọn họ, tộc ta bên trong tử sẽ có gia pháp xử trí, liền không nhọc lão nhân ra ngài nhớ nhung. Đế Lạc khẽ mỉm cười, hướng về phía Thái Thần và Diệp Thần các người nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta vậy sớm đi đường đi. Một nhóm mấy người bóng dáng càng lúc càng xa, sắc mặt xanh mét Phượng Vô Cụ già phất tay áo đi, để lại đám người một mặt đờ đẫn. Tứ tỷ, chúng ta. Phượng Nguyệt nhưng là thở dài một tiếng. Nói cửu hỏa thần điện, coi như là đi về phía đường cùng. Mấy giờ sau đó, đan vực, đế gia. Bọn họ trở về một hồi, lão tam bên kia có thể có động tĩnh. Bằng bạc mặt nạ che đi mặt mũi người đàn ông trung niên ôm trong ngực một cái sâu màu đen linh thú, năm ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn hắn nhu thuận lông. Gia chủ, đã thẩm tra qua, đế hợi sán đích xác là đế hải con trai không thể nghi ngờ, huyết mạch lực tinh thuần. Thậm chí so với tam gia mạnh hơn. Đế gia gia chủ bên người dưới quyền khom người, không dám ngước mắt nhìn về trước mặt nam tử, đề cập đến liền Đế Lạc, chính là không lại tiếp tục góp lời, cái tên này húy, ở đế gia là chân tránh cấm kỵ. À, người trung niên ước chừng lộ ra mi mắt tới giữa thoáng qua một chút nghiền ngẫm cùng vui vẻ yên tâm, nói tiếp, người là ở huyền yêu vực tìm trở về. Bẩm gia chủ, đúng vậy. Người làm tiếp tục nói, nghe đế hợi sán ở huyền yêu vực chém liên tục ba vị thần điện trưởng lão, thực lực sợ rằng so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Theo người nói, cái này nghe có thể thật không? Đế gia gia chủ tiếp tục truy hỏi. Người làm chỉ là dừng một chút, nhưng là nghe được chủ tử nhà mình mở miệng nói, cứ nói đừng ngại. Tam gia bên kia có thể nói hao phí vô số thiên linh bảo, liền chính hắn đều là tự mình ra tay luyện chế một quả thần dung đan. Có thể gặp đế hợi sán thương thế quả thật không nhẹ, như vậy chém liên tục ba vị thần điện trưởng lão lời đồn đãi. Không phải là giả. Đế gia gia chủ con người híp lại, nghe vậy khoát tay một cái, tỏ ý bên người người toàn bộ lui ra, chợt nhẹ giọng dù gì nói. Rốt cục thì trở về sao? Cùng lúc đó, đế gia một chỗ khác. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đế gia cuối cùng không có đối với bọn họ ra tay. Thậm chí không tiếc luyện chế mạnh mẽ đan dược cho Thái Thần chữa thương. Chẳng lẽ đế gia thật hoàn toàn đón nhận Thái Thần? Chu Uyên, mấy ngày nay, ngươi và Thái Thần kết quả chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Chu Uyên thở dài một hơi, liền đem sự tình đầu đuôi nói ra. Công tử, ngươi nói cái này đế gia muốn làm cái gì? Ở tỉ mỉ nghe xong thầy trò hai người ở chỗ này gặp gỡ sau đó, Diệp Thần cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra lần này hành động thật là mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Đế gia dược điển tạm thời tuyên bố rời ngày, như vậy Thái Thần tiền bối khẳng định cùng chuyện này có thoát không ra liên quan, sâu hơn nguyên nhân, sợ rằng và gia tộc bí mật có liên quan. Diệp Thần cũng không tốt suy đoán, dẫu sao mới tới cái này đế gia chủ thành không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không được rõ. Bất quá hắn mơ hồ phát hiện, nơi này có vạn khư nhân quả. Chắc hẳn đế gia và vũ hoàng cổ đế có chút giao dịch lui tới. Bất quá lui tới cũng sẽ không quá sâu, nếu không mình là luân hồi chi chủ thân phận, tất nhiên bị những người này phát hiện. Hắn ở vạn khư nhưng mà gây ra không thiếu động tĩnh, như vậy mà nơi này vẫn là rất thiếu nghe được luân hồi chi chủ sự việc, tất nhiên vạn khư đã rất lâu không có hạ xuống đan vực. Như thế nào, chất nhi, có thể suy nghĩ kỹ. Thái Thần thương thế khôi phục. Thời gian đầu tiên chính là bị Đế Lạc mời được mình phủ đệ bên trong, Đế Lạc vẫn là bộ kia giả vờ hiền lành hình dáng. Dược điển sắp tới, tổ điện cửa mở ra cần huyết mạch ngươi lực, sau khi chuyện thành công ta có thể đáp ứng ngươi, trở về đế gia. Mặc dù ngươi cũng không quá nhiều thiên phú luyện đan, nhưng lấy ngươi thực lực,
thành vì gia tộc trưởng lão, vẫn là có thể. Đế Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Thái Thần nói. Thái Thần nhún vai một cái, nói tổ điện là nhất định phải đi, ta cần nghiệm chứng một ít chuyện cũ. Lời vừa nói ra, Đế Lạc đáy mắt thoáng qua một chút khó hiểu vẻ. Còn như ngươi nói trở về gia tộc, ta không có hứng thú gì, ta chỉ có một cái yêu cầu. Thái Thần nói như vậy nói. Đế Lạc mí mắt nhẹ nhàng nháy mắt, hít một hơi, nói. Diệp Thần và Chu Uyên, hai tên đệ tử kia, ta muốn cùng mang đi cổ điện. Đế Lạc ngẩn ra, nhắc nhở tổ điện bên trong nhưng mà ngầm vô số ý định giết người, vô lượng cũng có thể chết, người nếu là nguyện ý, ta không ý kiến. Hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, cho dù là vào tổ điện vừa có thể tung lên sóng gió gì, sợ rằng thần môn hơi thở chính là có thể đem thần hồn cũng khuấy bể. Nhìn Thái Thần rời đi hình bóng, Đế Lạc liếm môi một cái lẩm bẩm nói, đưa tới cửa thần hỏa. Ngược lại cũng không tệ. Thái Thượng Thế Giới, Huyền Yêu Vực, Cửu Hỏa Thần Điện. Mất đi bên trong sơn môn, liền không trung hơi thở đều là tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, trận chiến này, có thể nói cực kỳ thảm thiết. Oanh! Đã sớm san thành bình địa cấm địa vực sâu vạn dặm để, một đạo khí thức mạnh mẽ chiếu chư thiên lên, tại cả tòa Huyền Yêu Vực bầu trời hiện ra hư ảnh. Đây là... Tông chủ đột phá. Phượng Vô Cụ già xanh mét gương mặt tới giữa xuất hiện vẻ vui mừng, nếu như Cửu Hỏa Thần Điện lúc này ra đời một vị cường giả. Như vậy đây hết thảy tổn thất cũng không coi vào đâu. Bao gồm Phong Nguyệt ở bên trong cùng tất cả trưởng lão, đều là khó tin nhìn trong hư không tuyệt đẹp bóng người. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, Cửu Hỏa Thần Điện Tông Chủ lại là một vị nữ tử. Tông Chủ! Tông Chủ! Trong hư không bóng đẹp than nhẹ một tiếng, theo làm sợi bông cùng tung bay tay trắng nhẹ nhàng dao động, chợt thiên đạo ý chí ngay tức thì sụp đổ, ở đó dòng nước ngầm tuôn ra không gian chỗ sâu. Cô gái chậm rãi bước ra. Đáng tiếc, sai một ly đi một dặm. À, linh hoạt kỳ ảo giọng chỉ là nghe tiếng chính là làm người ta như mộc gió xuân vậy thoải mái, đó là kiểu khác nhu hòa đẹp. May là lấy Phượng Vô Cụ già như vậy sống vạn năm lão cổ đồng, đều là bị cô gái nháy mắt phương hoa dung nhan sở kinh xinh đẹp. Cho đến vậy một tiếng thở dài, mới đưa hắn kéo hồi thực tế bên trong, lúc này liền là phải lạy bái, tông chủ, lão phu. Vậy còng lưng thân thể chiến chiến nguy nguy, một phần chia chính là huyết khí khô khốc lại trải qua Cửu Hỏa Thần Điện một kiếp đã sớm tâm lực quá mệt mỏi gây ra, nguyên nhân lớn hơn chính là sợ hãi. Phượng Vô Gia Gia, người cũng là vì thần điện, làm sai chỗ nào? Làm sợi bông che mặt cô gái, như ẩn như hiện dưới khuynh thành dung nhan nhưng là không người dám can đảm nhìn thẳng đối, mọi người ở đây rối rít quỳ xuống, tất cả đều thấp nghi. À! Nơi đây chuyện ta đã biết được, đáng tiếc, ta làm một cái quyết định sai lầm. Nàng đảo mắt nhìn cả tòa đổ nát sơn môn, như có chút tự trách, trong mắt bên trong sạch bóng lại là có một bộ đã sớm sáng tỏ tại ngực bể dâu. Quả nhiên, sẽ không dễ dàng như vậy à. Luân hồi chi chủ. Bằng nàng tu vi, dù chưa đặt chân chính xác tiên đế, nhưng cũng là so với trước mắt Phượng Vô Cụ già mạnh hơn không thiếu, nếu không cũng sẽ không làm được cái trước sợ hãi. Tông chủ. Cái đó Phượng Viêm Cửu còn phản bội Cửu Hỏa Thần Điện. Phượng Nguyệt giờ phút này có chút không biết làm sao, dẫu sao nhà mình tông chủ bế quan trước nhưng mà có chút giao phó để cho nàng ngăn được, đáng tiếc cuối cùng ở thấy Diệp Thần thần hỏa bổn nguyên một khắc kia, cũng là đứng ở Phượng Vô Cụ già một bên. Mấy vị vô lượng cảnh trưởng lão hao tổn, Phượng Viêm Cửu cũng là trọng thương. Cái này giá quá lớn. Phượng Viêm Cửu tên kia, ngược lại là Cửu Hỏa Thần Điện để lại một chút quay về chỗ trống. Nói tới Phượng Viêm Cửu, cô gái trên mặt có vẻ cưng chiều nụ cười, chợt nhẹ giọng phân phó nói, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, ở ta đột phá chính xác tiên đế trước, chớ có sống lại gây rắc rối. Yêu kiều nụ cười nhìn thẳng Phượng Vô Cụ già, bộ kia hành tương tự một thân thể không lành lặn lúc này liền là run lên, nằm sấp xuống đất cung kính nói. Cần tuân tông chủ ý. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền trước mắt tên này tuyệt thế cô gái tức giận. Vèo. Một quyển màu vàng phù lục ném ra, cô gái nhàn nhạt nói, đợi lão cửu sau khi tỉnh lại, đem vật này cho hắn, hắn tự nhiên biết rõ làm gì. Phượng Nguyệt đạt được chỉ thị, lúc này liền là cung kính đứng dậy, mang phù cuốn đi. Làm trò đùa, như vậy trường hợp, đợi tiếp nữa, biết rõ nhà mình tông chủ thủ đoạn tất cả mọi người là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Giải tán đi.
nhẹ bỗng ba chữ, đám người như sắp đại xá, rối rít lập trường, chỉ có cách đó không xa cụ già vẫn như cũ là quỳ xuống đất không dậy nổi. Phượng Vô Gia Gia, ngài đây là cần gì chứ? Cụ già cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, là ta làm việc bất lực, nếu là ở vậy cấm địa bên trong giải quyết chiến đấu, có lẽ đã sớm đoạt được thần viêm, như vậy tông chủ chỉ sợ cũng có cơ hội đột phá đến cái cảnh giới kia. Cô gái nhưng là khoát tay một cái, cắt đứt hắn, phàm là nào có như vậy nhiều nếu như, ta nếu là có thể theo dõi toàn bộ thiên cơ, vậy chưa đến nỗi ở chỗ này đánh cuộc một lần. Huống chi, luân hồi chi chủ, quả nhiên không đơn giản à. Phượng Vô cụ già nghe tiếng im lặng hồi lâu, sau một lúc lâu đứng dậy nhẹ giọng nói, lão phu vậy thì đi hình tòa lãnh phạt. Còng lưng hình bóng chậm rãi rời đi, đổ nát bên trong chỉ có cô gái tuyệt đẹp một người nhẹ giọng dù gì nói. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Kỳ Lân vực gặp lại đi. Bóng đẹp chậm rãi che giấu hư không, hóa thành một món gió mát tản đi. Hình ảnh quay về, Đan vực, đế gia chủ thành. Nghe nói sao, dược điển tạm thời rời ngày, là đế gia tổ điện xảy ra vấn đề. Còn có tình huống như vậy. Ta cũng là nghe nói một vị người thần bí nói, hắn từng ở ngày đó chư thiên hiện ra thần môn thời điểm, dòm ngó đến đế gia cường giả ra tay, nhưng là thiếu chút nữa bị cắn trả tình cảnh. Đế gia tam gia từ huyền yêu vực mang về người nọ, phải chăng cùng đế gia tổ điện có liên quan? Người nọ từng ở dược điển trước đã tới đế gia chủ thành, bị tứ gia dẫn người cường thế đuổi đi. Tạm thời tới giữa, cần phải mời đế gia tới trước tất cả đại gia tộc thế lực ở dược điển chậm lại sau đó, đều là lưu lại ở đế gia chủ thành lặng lẽ đợi đại điển lại khải. Trong thành này nói bóng nói gió, tự nhiên là trở thành đám người trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, Diệp Thần cũng là ngẫu nhiên có nghe đồn. Thái thần mặc dù đáp ứng đế gia lấy huyết mạch lực mở tổ điện, nhưng trong tộc đối với hắn yêu cầu, nhưng là có chút ý kiến. Tam gia, tổ điện từ trước đến giờ không có người ngoại lai đặt chân trước ví dụ, cái này biết hay không phá hư quy củ. Mặc dù đế lạc đáp ứng thái thần, có thể để cho Diệp Thần cùng Chu Uyên cùng theo đi tổ điện, nhưng là gặp tới trong tộc một ít cường giả tập thể phản đối, để cho hắn cũng là trong chốc lát có chút nhức đầu, dẫu sao những người này nhưng mà giết không được. Đế lạc ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, phát ra từng tiếng rên, đám người vẫn là đối với lần này tranh luận không nghỉ. Hai cái tu vi thấp kém tiểu tử mà thôi, đi cũng là vừa chết, đáp ứng đế hợi sán thì thế nào, dưới mắt các thế lực lớn đối với đế gia đều là ngắm nhìn, nháo được cả thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chúng ta không có lựa chọn. Đế lạc con người đông lại một cái, tầm mắt rơi hướng xó xỉnh bên trong yên lặng không nói mấy người. Cân nhắc một hồi lâu sau, một lời định càn khôn. Để cho bọn họ đi vào, thật ra thì ta còn có một tầng dụng ý. Cái thằng nhóc đó trên mình, có đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa căn nguyên. Nếu như vậy tiểu tử chết, thần hỏa vô chủ, không thì chẳng khác nào là ta đế gia cơ duyên. Tin tức này ném ra, không thể nghi ngờ là một viên trái bom nặng ký san bằng liền tất cả thanh âm, đạo linh lửa. Thánh thiên thần hỏa. Mấy chữ này. Chỉ là nghe chính là làm động lòng người. Nếu có thể đoạt, đế gia tất nhiên càng cường đại hơn. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Do dự đế gia đám người giờ phút này rối rít trong mắt ngưng tụ nụ cười, đưa tới cửa cơ duyên, thiên hữu đế gia. Xó xỉnh bên trong mấy người nghe vậy, vẫn như cũ là im lặng không lên tiếng đứng dậy, hướng phòng hội nghị đi ra ngoài. Tam ca, trọng yếu như vậy tin tức. Ngay trước mọi người tuyên bố sẽ hay không thỏa. Rất hiển nhiên, đế gia tứ gia đế Trần thấy mấy người rời đi, lo lắng nói. Không sao, đế Tân cho dù biết được, vậy đã chậm, người ngươi đúng chỗ. Thấy đế Trần nhẹ khẽ gật đầu đáp lại, đế Lạc cười một tiếng, như vậy thứ nhất, liền không việc gì lo lắng, cho dù là đế Tân lôi kéo hắn, theo đuổi tâm tư của mình liên minh vậy định trước làm tan rã. Thời gian đầu tiên, đế Lạc chủ trì cao tầng hội nghị tin tức chính là truyền đến đế gia lão đại, đế Tân trong tai. Thánh thiên thần hỏa. Có ý tứ. Bằng bạc dưới mặt nạ, khóe miệng kéo động một chút lạnh như băng nụ cười, chợt xoay người hướng về phía sau lưng nam tử mở miệng chậm rãi mở miệng nói, người đây cũng không trước đó cùng ta nói. Mà hắn bên cạnh tử sam người đàn ông nhưng là than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, hắn là luân hồi chi chủ, những thứ này nhân quả dính vào người. Đối ngươi vô ích. Đế Tân đối diện, bất ngờ là, thái thần. À, xem ra những năm này, ngươi trải qua không thiếu.
Đế Tân lời nói tới giữa có dũng khí không rõ tình cảm, nhưng rất nhanh lại là thu liễm đi. Thái thần nhưng là nhàn nhạt nói, hơn Tạ gia tộc năm đó đuổi cha con ta nhất mạch đi, nếu không lưu lại ở cái này, còn thật thành phế vật. Thời khắc này thái thần, mặt mũi tới giữa tinh thần sáng chói, lời nói bên trong đối với đế gia nhưng là tràn đầy khinh thường. Phế vật sao? Đan vực đế gia dược điển tập kết thiên hạ đan sư cộng đúc cửu chuyển hái linh đan, như lão tổ bước ra một bước kia, đế gia đem dẫn đan vực đặt chân thái thượng trung tâm thế giới, người có thể biết khi đó sẽ là hạng hành động vĩ đại. Đế gia đem sẽ bị vạn tộc kính ngưỡng. Đế Tân cười nói, một cái bị trục xuất đế gia vứt đi, vì sao dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Mặc dù mình dưới mắt thất thế, có thể vẫn là đế gia gia chủ, chân chính người nói chuyện. Đã như vậy, ngươi lại vì sao kiêng kỵ đế lạc tìm được chín thiên linh cỏ? Vậy cái gọi là lão tổ đột phá, sợ rằng thời gian đầu tiên sẽ chống đỡ đế lạc lên chức, mà ngươi đâu, ngươi địa vị sẽ như thế nào? Thái thần không có nói tiếp, cái này bị quan lấy đế họ nam tử nhưng là đối đế gia gia chủ một chút cũng không cảm mạo. Ngươi sai rồi, ta mục đích, không có ở đây vậy cái gọi là chín thiên linh CMN. Đế Tân khẽ gật đầu một cái. Khiếp người con người gắt gao nhìn chằm chằm thái thần, trong một cái chớp mắt này, liền thái thần tất cả giật mình. Nghe ngươi ở huyền yêu vực, chém cửu hỏa thần điện ba tên trưởng lão. Đổi câu chuyện, đế tân quanh thân một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên lan ra, thái thần kinh hô. Ngươi vẫn ẩn núp trước tu vi. Nhìn mênh mông hơi thở, so với cửu hỏa thần điện phượng vô cụ già, mạnh hơn ra một đoạn. Năm xưa trận chiến ấy. Thái thần đầu óc bên trong hiện ra một món phủ đầy bụi trí nhớ, vạn khư sứ giả hạ xuống đế gia, để cho đế gia lựa chọn, bởi vì vạn khư và vũ hoàng cổ đế tồn tại, đế gia năm đó nội loạn, đế gia con cháu đoạt quyền, tung lên máu tanh một đêm. Đế Hải, cũng chính là thái thần phụ thân chết. Đế Tân, trọng thương sau đó chính là lại không người gặp qua hắn ra tay, lại là có trên phố tin đồn hắn cả người mất hết tu vi. Ở đó bên trong... Đế Lạc mới là lớn nhất thu được ích lợi người, năm gần đây lại là đầu ngọn gió lấn át đế gia gia chủ Đế Tân, rất nhiều thay vào đó ý. Chàng này dược điển, chính là mở đầu. Ta đây muốn xem, người cái này người hợp tác, có hay không tư cách. Đế Tân quay về gộp lại thiên địa ý chí đem gian phòng nơi có khí tức ngăn cách, một chỉ điểm ra, khí tức vô hình theo thiên đạo uy áp hạ xuống. Thái thần mắt lộ ra sạch bóng, thần niệm hóa thành một đoàn ngân hà. Sáp nhập vào thiên địa bên trong, mặc cho uy áp bát phương phục mặt tới, cũng là cho Đế Tân một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực. Võ đạo và thần hồn lại là đạt tới cảnh giới như vậy. Hai người giao thủ bất quá là trong nháy mắt, nhìn như tùy ý giao phong bên trong, nhưng là nguy cơ trùng trùng, một khi không tiếp nổi, liền là đại đạo sụp đổ đỉnh phúc, thần hồn vỡ vụn mà chết. Xem ra lời đồn đãi không uổng. Đế Tân thu tay lại, nhẹ giọng thán nói. Xem ra lời đồn đãi không thật. Thái thần cũng là hừ lạnh một tiếng, cái này đế gia gia chủ, thật là sâu lòng dạ. Đế gia đế ấn, mới là ta mục tiêu. Đế Tân cười một tiếng, đáp lại. Thấy thái thần thần tình nghi hoặc, hắn phất liễu phất gò má trên bằng bạc mặt nạ, lặng lẽ lau đi liền giữa trán một giọt mồ hôi hột, giải thích. Đế gia đế ấn, mới thật sự là đế gia gia chủ tượng trưng, lão tam sở dĩ dám phản ta. Trở về rốt cuộc, ta không thuộc về chính thống. Nhưng làm sao đế ấn sớm bị tổ tiên năm xưa chinh chiến lúc dung hợp tự thân huyết mạch, tiêu tán ở thế gian. Ở đó tổ điện bên trong, nếu có thể thức tỉnh tổ tiên tàn linh, hết thảy liền có thể giải quyết. Đế Tân lại là liêu đúng đế lạc sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp lấy chín thiên linh cỏ, mình ngược lại có thời gian đi tìm đế ấn. Tại sao nói cho ta những thứ này? Thái thần hiển nhiên đối với đế tân phòng bị chi tâm như cũ. Hợp tác tự nhiên nên là thẳng thắn một ít, nếu như ta hoàn toàn nắm trong tay gia tộc, ta hy vọng, ngươi có thể trở về gia tộc. Đế Tân ném ra cành ô liu, dù sao lấy thái thần mới vừa nơi triển hiện tươi đẹp thực lực, thiên phú luyện đan, đã không trọng yếu. Cửu chuyển hái linh đan xuất thế, ta đế gia là được tái tạo một vị cao nhất cường giả, nếu như liên hiệp luân hồi chi chủ, cùng với sau lưng hắn nhâm phi phàm. Đánh lên vậy quá trên thế giới vạn khư làm sao sợ hãi. Ha ha ha. Đế Tân tiếng cười có chút điên cuồng, chỉ muốn nắm giữ đế ấn, hết thảy các thứ này vẫn là hắn. Xin lỗi, không có hứng thú gì. Thái thần nhìn trước mắt đế gia gia chủ, đứng dậy chính là đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
tổ điện bên trong, ta tử sẽ giúp ngươi chống lại đế lạc, trừ cái này ra, tất cả bằng thủ đoạn. Còn nữa, quá cuồng nhiệt sùng bái tạo thế, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại mà thôi, hành tương tự mộc lão già kia, cho dù đột phá thì như thế nào. Cho ta chút thời gian, như thường chém hắn. Thái thần lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm con ngươi quay đầu gian làm đế tân đều là mơ hồ cảm nhận được liền một món sát ý. Nhìn thái thần bóng người biến mất ở trong tầm mắt, đế tân nhưng là tự mình cười một tiếng, thật là người có dũng khí. Chẳng lẽ đây cũng là đứng ở luân hồi trận doanh sức lực? Sau đó thái thần liền tìm được Chu Uyên và Diệp thần, đem việc này nói cho hai người. Sự việc chính là như vậy. Thái thần nói đơn giản cho biết liền Diệp thần cùng Chu Uyên, dưới mắt muốn rời khỏi đế gia chủ thành, không quá thực tế, từ bọn họ rời đi cửu hỏa thần điện một khắc đó trở đi, liền đã quyết định. Ta chỉ nhớ có một phần chia thiếu sót, chỉ là lẻ tẻ nhớ, vậy tổ điện bên trong, có duyên. Thái thần hít sâu một hơi, nhìn về Diệp thần cùng Chu Uyên, mở miệng nói, đây cũng là vì sao ta nhất định phải kiên trì mang các ngươi hai cái tiểu bối tiến vào nguyên nhân. Tổ trong điện hỏa phúc khó liệu, vạn sự chú ý. Đối với Diệp thần và Chu Uyên, thái thần cũng là tin tưởng cái này hai cái yêu nghiệt thủ đoạn, chỉ có ở nơi này vậy dưới áp lực, mới có thể lớn lên nhanh hơn. Ta lo lắng thời gian đối với tiểu kỳ lân mà nói bất lợi. Diệp thần có chút do dự, cửu hỏa thần điện chuyến đi, đã là làm trễ nãi một ít ngày giờ, lại như vậy kéo hao tổn nữa, cho dù là có huyết hoàng tộc nữ đế tướng phù hộ, sợ rằng tiểu kỳ lân thương thế cũng khó mà chống đỡ. Ta và đế gia gia chủ đạt thành hiệp nghị, vừa tiến vào tổ điện, hắn liền sẽ đem kỳ lân vực tọa độ cho biết, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài. Thái thần tự nhiên biết rõ Diệp thần băn khoăn, đây cũng là hắn và đế gia gia chủ âm thầm đạt thành hiệp nghị. Đa tạ tiền bối. Diệp thần đứng dậy, hướng về phía thái thần cảm kích nói. Lúc đầu hắn là vì mình, mới cùng đế gia gia chủ hợp tác. Diệp thần nheo lại hai tròng mắt, như vậy tổ điện chuyến đi, vậy cần toàn lực ứng phó. Tốt lắm, chuẩn bị một tí, thần môn sắp mở. Thái thần con người đông lại một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang đợi cái gì. Hai tiếng sau đó, đế gia, thần môn. Ở đó loáng thoáng có thể thấy được cuối chân trời, hai phiến nguy nga thần cửa đóng kín, sơ sắc tiêu điều hơi thở giật tán, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Vì sao vội vàng như vậy? Nghe nói đế gia đối với cửu chuyển hái linh đan là một cực kỳ coi trọng. Xuyệt, nghe là trong năm xưa bị trục xuất vậy nhất mạch, cầm quyền. Trải qua chuyện lần trước kiện sau đó, giờ phút này đế gia chủ thành trung ương trên quảng trường, cũng không có Diệp thần các người tưởng tượng bên trong như biển người, chỉ có mấy chục người mà thôi, cũng đa số là đế gia người. Tại chỗ, lại có thể đều là vô lượng cảnh. Thái thần mang Diệp thần cùng Chu Uyên lững thững tới chậm, vô số người hoặc sắc bén hoặc ánh mắt nghi hoặc rơi vào ba người đầu vai, giống như núi biển vậy mênh mông. Ở chỗ này, trừ Diệp thần và Chu Uyên ra, đều là vô lượng cảnh cường giả. Đây cũng là mở thần môn người cuối cùng sao? Xa ở thiếu trên đài đan tôn tròng mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn lướt qua phía dưới tử sam nam tử, dư quang cũng không từng ở Diệp thần cùng Chu Uyên trên mình lưu lại, liền lại là cúi đầu, nhìn trước mắt tàn cuộc. Thành chủ đại nhân, đế gia tổ điện mở sắp tới, ngài tiếp đi làm cái gì dự định? Đan tôn một tay nhờ tai. Như có điều suy nghĩ cười một tiếng, trong suốt con ngươi nhìn về trước mặt râu quai nón trung niên, người sau chấp tử khoan hậu bàn tay hơi dừng lại một chút. Người cái này cờ, khó phá. Phủ thành chủ người điều khiển hình mạnh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, bất quá, hiện hạ muốn những thứ này, quấy nhiễu nhân tố quá nhiều. Đổi câu chuyện, hình mạnh nhìn về đan tôn, cũng là đáp lại cười một tiếng. À, cũng vậy, thói quen liền một bước xem trăm bước. Ngược lại là ta quá lo lắng. Bót. Một tiếng vang nhỏ, cờ đen rơi vào bàn cờ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí thức mạnh mẽ phá vỡ chân trời tới, một bộ quần áo đen như mực, nhìn như lôi thôi lếch thếch trung niên ánh mắt nhưng là lanh lợi vô cùng, chính là đế gia tứ gia, đế Trần. Để cho các vị đợi lâu, chúng ta vậy thì bắt đầu đi. Theo sát phía sau, chính là đế Tân cùng đế Lạc. Đại ca, xem ngươi khí sắc không tốt. Có thể đừng kéo động vết thương cũ, hư căn bản. Đế Lạc ánh mắt ân cần, rất nhiều một bộ thương hại vẻ. Đế Tân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, huyết mạch lực thôi, lại chưa từng vận dụng căn nguyên, ngược lại là tam đệ,
An Tiền Mã Hậu là con bà nó cầm dược điển, cực khổ. Một bên Diệp Thần con ngươi híp lại, ngược lại là cảm thấy đế gia có chút ý tứ. Đã như vậy, đại ca xin mời. Đế Lạc ánh mắt híp một cái, cười nói. Bỏ mặc như thế nào, đế tân vẫn là đế gia công nhận thay mặt gia chủ, cái này cùng trường hợp, đế gia danh dự cũng là rất nặng. Chánh chủ rốt cuộc đã tới. Đan Tôn tầm mắt chuyển tới đế tân cùng Đế Lạc trên mình, nhìn âm dương quái khí hai người, hắn nụ cười trên mặt vậy đậm đà mấy phần. Cành kẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình cường dã là phụ họa cười nói, trong tay bàn tay nhưng là rất không đứng đắn đem còn sót lại tàn cuộc xóa sạch. Lão gia, người đùa bỡn vô lại. Đan Tôn khí không ngừng nhảy chân, lại cho hắn ba bước cơ hội, ắt sẽ bắt lại này cục. Người phá rối gần đây không theo như lẽ thường ra bài. Hình mạnh cười hắc hắc, chỉ hướng trong hư không ba tia máu mang, bắt đầu rồi. Kẽo kẹt, quen thuộc một tiếng rên, yên lặng mấy cái kỷ nguyên bị đoạn đi nhất giới cửa lần nữa mở ra một đạo lỗ hổng, ở đó nguy nga thần môn bên trên, từng đạo tia máu giống như mạch lạc vậy hiện lên, tựa như có sinh cơ. Không hổ là đế gia, tổ điện đều là như vậy hung hiểm, xem cánh cửa kia, thậm chí đều là uống qua chính xác tiên đế máu tươi. Hình mạnh không tiếc thở dài nói. Một bên Đan Tôn nghe vậy, cũng là đáp lại. Nghe nơi đó, nhưng mà chí bảo vô cùng à, thậm chí sẽ có không không cơ duyên. Hình mạnh bất đắc dĩ vuốt tay, đúng vậy, liền gia tộc mình người đi vào cũng cửu tử nhất sanh, huống chi người ngoại họ. Nếu không, mấy cái kỷ nguyên đi qua, cũng sẽ không lưu lại như vậy truyền thuyết. Oanh! Trong nháy mắt thiên địa uy áp rơi xuống, đế ra cái này phiến tự thành không gian trong thế giới nhỏ, cũng là không chịu nổi gánh nặng. Giống như là quả cầu da xì hơi vậy, ở tan vỡ. Khó trách nơi này không người, cái này cùng uy áp, vô lượng dưới quả thật khó mà sinh tồn. Phốc thông một tiếng, Chu Uyên mới vừa là mão đủ khí lực nói nửa câu, đầu gối chính là thẳng thật sâu đập về phía mặt đất bên trong, mang động không được phân nửa, mấy tức gian chính là lâm vào là một cái triệt triệt để người máu. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng không vận dụng luân hồi huyền bi và thiết ngai vàng cái này cùng lá bài tẩy, nhưng dưới mắt cái này cùng làm được tầm thường vô lượng đều là hít thở khó khăn uy áp, cũng đem hắn cao ngất dáng người cũng cong mấy phần. Hắn nhưng mà có luân hồi thần thân thể tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần ở chỗ này đánh hơi được một chút không không hơi thở. Thậm chí, thần hy chi phong đều có yếu ớt phản ứng. Vậy hai đứa nhỏ, chính là đế gia vứt đi muốn mang vào tổ điện người chứ? Đan Tôn ánh mắt cũng là sau đó mong xuống phía dưới vậy hai đạo nhỏ bé nhưng lại người quật cường ảnh, khó khăn được mâu gian thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiên tư không tệ, đáng tiếc. Hình mạnh chính là khinh thường hừ lạnh, chỉ là uy áp cũng đã chịu đựng không đến, nếu như vào bên trong, sau đó quả không cần suy nghĩ cũng rõ ràng, vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, ta đã có đệ tử quan môn. Đan Tôn ha ha cười một tiếng, ánh mắt nhưng là bán đứng mình như có như không liếc về hướng Diệp Thần. Đế hợi sán. Đế Lạc một tiếng khẽ quát, mở một đường thần môn phong cách cổ xưa hơi thở sâu hơn, mơ hồ có kháng cự lực, làm được bọn họ ba người đều là nhất thời cảm thấy không ổn. Thái thần tử Sam vù vù vang dội, đón uy áp kinh khủng phù diêu lên, màu tím hồng mông hơi thở phá thể, mơ hồ diễn động quanh thân, đó là máu tươi của hắn. Chẳng lẽ, thấy cảnh tượng này, Đế Lạc trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút không biết tên ý. Đế Tân cùng Đế Trần cũng là bị một màn này sợ kinh. Hồng mông lực, thuần huyết đế thị, mấy chữ hiện lên ở mấy người trong lòng, lại có một chút tinh khiết tổ mạch. Phịch, màu máu phủ xuống thế giới bên trong, màu tím trưởng ấn phá không hoành đẩy chân trời, một tiếng rên, nguy nga hai phiến to lớn thần môn trên bao trùm màu máu kết giới, lại là bể ra. Sắc sắc, bao trùm trên đó màu máu kết giới ngay tức thì vỡ nhỏ, hóa thành tích tích nước mưa chảy xuống. Cùng theo tản đi chính là vô biên đỏ tươi, từ chân trời mà mới, bóng đêm lan tràn bay lên. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, hai phiến phong cách cổ xưa thần môn chậm rãi mở toang ra, che giấu tại bóng đêm đồng thời vậy đang chậm rãi khép lại. Đế thị tộc người, vào bên trong. Trước hừng đông sáng, phải tìm được cửu thiên linh thảo trở về, nếu không đem sẽ hoàn toàn bị lạc ở tổ địa bên trong, hóa thành không không. Đế Lạc hét lớn một tiếng. Lúc này liền là lắc người một cái biến mất ở thần môn sau đó. Theo sát phía sau chính là Đế Tân, Đế Trần, Thái Thần cùng với Diệp Thần Chu Uyên các người. Vèo 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 vèo. Ừ.
Đan Tôn ánh mắt híp một cái, khó hiểu cười một tiếng. Mọi người ở đây toàn bộ biến mất ở đen ngòm bóng đêm để gặp, ước chừng mấy chục đạo bóng người cũng là từ quảng trường bát phương phun trào lên, cùng theo đi. Có ý tứ. Hình Cường Giã là khóe miệng kéo động một chút không biết tên nụ cười, rất hiển nhiên, những người này đều là đế gia nhân vật trọng yếu. Trừ đế gia người, hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có bất kỳ cái khác thế lực cao thủ vào bên trong tự tìm đường chết. Tuy có chí bảo, cũng có mệnh lấy đi mới là. Hắn than nhẹ một tiếng, vậy phiến bị hỗn độn khí tức dính thế giới, cho dù không có nguy cơ, võ giả tầm thường cũng khó mà sống sót. Thằng nhóc ngươi ngược lại là rơi vào cái công việc béo bở, cửu thiên linh thảo một khi xuất thế, sợ rằng đan vực sẽ tung lên một tràng gió bão. Chín hái chuyển linh đan, nếu như luyện chế đủ, hơn nữa người sử dụng thiên phú, đan vực tương hội tại trong vòng trăm năm ra đời không chỉ một vị tiên đế, cái này thăng bằng cục diện. Cho dù là vạn khư cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Đến lúc đó, đế gia liền không cần làm vũ hoàng cổ đế một con chó. Bóng đêm bên trong, một bộ trôi giạt đồ xanh vẫn bắt mắt đan tôn nhưng là quay đầu, chưa từng tiếp thánh đan thành lời của thành chủ, chừng mà nói hắn nói. Nếu không hai ta nặng hơn mở một ván. Đế gia tổ điện, thế giới hỗn độn. Thái thần một nhóm ba người đi ở cái này phiến mênh mông không gian bên trong. Vào mắt đều là một phiến hắc vắng vẻ, cụm núi, đỉnh rừng, biển hồ. Chỉ có tinh không sáng chói bên trong, loáng thoáng có thể gặp mấy viên sáng người tinh, tỏa ra cái này phiến có ánh sáng nhưng hắc vắng vẻ thế gian. Ho! Một ngụm máu tươi ho ra, ngay tức thì lần nhuộm màu mực, chảy nhập mặt đất tới giữa, dưới chân hương cỏ thoáng qua lau một cái xanh nhạt, nhưng là ở trong phút chốc tan rã, quy về một màu. Cực kỳ quỷ dị thế giới. Diệp Thần cũng là sắc mặt hiện lên trắng, ở mảnh thế giới này bên trong, liền hắn đều là hiện ra vẻ bệnh hoạn. Thiên tiên cá chép sao, hóa giải. Hồng mông đại tinh không, mở. Ngay lập tức, Diệp Thần lúc này mới hóa giải hết thảy, dễ chịu hơn không thiếu. Thái thần dặn dò, các ngươi hai người, nhớ lấy không thể động thủ. Tựa như cùng ta lúc trước cảnh cáo vậy, linh lực vận chuyển đan điền, bảo vệ tim là được, trước hừng đông sáng phải đi ra ngoài. Diệp Thần cũng là nhẹ khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền không cần phải nghĩ biện pháp rời đi một mình đi tìm Kỳ Lân vực. Mảnh thế giới này mặc dù bị chặt đứt, chính là bởi vì hỗn độn hắc ám khí tức ăn mòn sở trí, các đời trước bất đắc dĩ mới lấy đại thần thông đem hoàn toàn phong ấn. Nếu nói là đế gia tổ điện, miêu tả cũng không hết sức chính xác, mấy cái kỷ nguyên trước, cái này mảnh xứ sở bên trong, chắc có không thiếu cường giả san sát, đế gia chỉ là một cái trong số đó thôi. Thái thần loáng thoáng mảnh vỡ hóa trong ký ức, có đối với tổ địa một chút miêu tả. Đế lạc muốn tìm cửu thiên linh thảo, không biết đúng hay không bị cái này hỗn độn khí hơi thở ảnh hưởng. Diệp thần mở miệng hỏi nói, tiền bối, vậy chúng ta? Đế tân muốn tìm đế gia đế ấn, ở nơi này thế giới bên trong đế thị cũ địa điểm, trước tiên tìm đến hắn đi, hỏi ra Kỳ Lân vực rơi xuống. Dưới mắt cùng đế lạc là địch, chúng ta vẫn là có chút thế đơn lực bạc. Thái thần nhẹ giọng nói. Cho dù là bảo hổ lột ra, cũng là bức bách không biết làm sao cử chỉ. Hắn sẽ tìm tới cửa. Diệp thần trong lòng tự nhiên rõ ràng, từ lúc trước thái thần có thể đánh nát thần môn kết giới tới xem, huyết mạch hắn lực mới là đế thị căn nguyên, này cùng đại họa tâm phúc, đế lạc tuyệt sẽ không bỏ qua. Chờ cơ hội mà động đi, nhớ lấy, các ngươi hai cái không thể cưỡng ép động thủ, nơi này hỗn độn khí tức sẽ dẫn dắt linh lực cắn trả. Tâm ma xảy ra, liền sẽ bạo thể mà chết. Thái thần luôn mãi dặn dò, một nhóm ba người lúc này mới hướng phía đông chạy tới. Xem ra chính là chỗ này. Đế gia gia chủ đế tân nhìn đã từng quen thuộc đế gia cũ địa điểm, còn người đông lại một cái, thoáng qua một chút tinh mang, ở hắn sau lưng, có chừng áo bào đen che mặt 10 người thua lập, đều là vô lượng cảnh. Yếu nhất đều là vô lượng cảnh sơ kỳ. Đáng chết đế hải. Năm đó tiến vào qua nơi này, đồ chính là trốn ở chỗ này liền sao? Hắn giơ tay lên khẽ vuốt giữa trán, dưới mặt nạ mơ hồ có thể gặp vậy phân nửa dữ tợn phân nửa thần tình thống khổ. Đoàn người trực tiếp quỳ xuống, cầm đầu áo bào đen nam tử mở miệng nói, gia chủ, đế gia tu la vệ tất cả người chuẩn bị xong. Đế tân khoát tay một cái, chính là thẳng hướng sâu trong rừng đi tới, còn lại các người đều là đi theo. Cuồng phong bạo vũ, lại sắp tới. Cái phương hướng này, đế gia tam gia đế là các người không ngừng đi sâu vào,
cũng là sắc mặt dần dần ngưng trọng, cái này U Minh Giản Nguyên phương hướng, chỉ là đi hai bước liền làm người ta run rẩy. Đi theo sau lưng hắn ước chừng mười mấy người, cũng là rối rít run sợ, lông tơ đảo thụ. Ở chỗ này tùy tiện một người, đều là có thể tay không một chưởng chém giết tiên quân, nhưng bọn họ giờ phút này đều là kinh hãi vô cùng. Năm đó Đế Hải chính là bỏ mạng ở U Minh Giản Nguyên, ta phụng mệnh đuổi giết, từng gặp qua trong ngực hắn cửu thiên linh thảo. Đế gia bên trong, cũng chỉ có ta một người biết được điều bí mật này, tùy ý đế tân muôn vàn bố trí, vậy tuyệt không nghĩ tới ta sẽ trước hắn một bước. Đế Lạc đáy mắt thoáng qua một chút sợ hãi, năm xưa hắn cũng là ở trong tộc trưởng bối che chở dưới mới vừa đặt chân cái này phiến thế giới hỗn độn, khi đó giữa trời đất, bóng tối hỗn độn khí tức mặc dù tràn ngập, nhưng xa không có như bây giờ vậy bá đạo. Chẳng biết tại sao ngàn năm trước, hỗn độn khí tức xen lẫn hắc vật chất tối tăm năng lượng đổi được đậm đà, liền liền vô lượng cảnh cường giả, đều là khó mà chống cự. Ho! Lại là một hơi máu tươi màu đen, Chu Huyên sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói, sư phụ, công tử, khu vực này, vậy quá tà môn. Thái thần nhưng là gõ nói, không nên nói chuyện nhiều, đây cũng tính là đối ngươi tu hành. Diệp thần nhìn bên người trạng thái gay gâu nhưng vẫn là lấy ý chí cùng theo cùng được Chu Huyên, không khỏi nội tâm một hồi thương hại. Thằng nhóc này mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thái thần tiền bối công không thể không, là thật ép ở tuyệt lộ trên mũi đao di động. Trong lòng ngầm sinh cảm khái Diệp thần giờ phút này đã điều chỉnh tới đây, chặt đứt tim gông xiềng hắn, tâm ma đã sớm tan biến, mặc dù nơi này hỗn độn hắc vật chất tối tăm ăn mòn. Nhưng ở luân hồi huyết mạch và đạo linh lửa vận chuyển quanh thân kinh mạch ra chỉ xuống, đã không có đáng ngại. Thái thần mặc dù ngoài miệng gõ, nhưng trong đáy lòng đối với mình tên đệ tử này, vẫn là vô cùng là hài lòng, bị trấn áp Chu Huyên, tu hành thời gian vốn là chỉ có le que mấy năm mà thôi, cũng đã đạt tới trình độ này. Thông minh võ hồn khủng bố chính là ở chỗ, càng cảnh giới tham ngộ được chỗ sâu, tu hành càng nhanh. Tiền bối, là nơi này sao? Diệp thần nhìn về vậy đổ nát không chịu nổi di tích, mơ hồ có thể gặp quân rách màu đen đá vụn trên có khắc có nửa vách đá đế chữ hình vẽ. Đổ nát cổ tích bên trong, đã sớm không gặp nửa phần huyết sắc, bóng tối sâu trong rừng, khí tức vô hình ở phun trào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kích động dậy bụi bầm tung lên trăm trượng đợt sóng, có vô lượng cảnh cường giả ở giao thủ. Đế tân đã trước thời hạn đến. Nhìn chớp mắt rồi biến mất thái thần. Chu Huyên vừa định nhấc chân, dáng vẻ run rẩy hai chân lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Diệp thần cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ta có cái đề nghị, có lẽ có thể để cho ở nơi này vượt cấp chém chết vô lượng cảnh cường giả, có không có hứng thú. Chu Huyên vừa nghe, nhất thời thần sắc ngẩn ra, kích động nói. Công tử lời ấy thật không? Đó là tự nhiên. Dọc theo đường đi, thái thần xem có thể đạt được chỗ, không thiếu ngã ở phế tích bên trong. Khuôn mặt hư hao hoàn toàn màu đen bóng người, đều là năm xưa cái này mảnh xứ sở bị xâm nhập, lưu ở chỗ này thực lực không đủ để chạy trốn võ giả. Đi qua hỗn độn hắc vật chất tối tăm ăn mòn, đã hoàn toàn trở thành con rối. Kỳ quái, đế gia cũng địa điểm, tại sao có thể có như thế nhiều thi nô con rối tồn tại? Theo bộc phát đi sâu vào, u ám bí mật trong rừng, liền không khí bên trong hỗn độn vật chất, đều là ngưng tụ mấy phần, liền thái thần mình. Huyết mạch đều có liền mơ hồ sao động dấu hiệu. Ngay lập tức tới giữa, cách đó không xa truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Lão tứ! Thái thần dừng chân một cái, có vô lượng cường giả bạo thể mà chết. Ở nơi này hỗn độn vật chất tràn ngập thế giới bên trong, hào hùng linh lực sẽ bị thiên địa ý chí trong phút chốc đổi thành hấp thu, chỉ là hóa thành một đoàn bùn máu, dần dần rong tại đất đen, trở thành phế tích dưới bụi bặm. Đáng ghét! Đế tân nghiêm nghị gào thét, những người này đều là mình ẩn núp đã lâu lá bài tẩy, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền hao tổn một người. Không không thời không hỗn độn cây. Thái thần ẩn núp chỗ tối theo tiếng kêu nhìn lại, đông nghịt cành khô trên, quỷ dị màu đen phồn hoa cành lá phân bố, hóa thành từng cây một xúc tu, đem chết đi một tên tu la vệ vỡ thành bùn máu hấp thu, tiến tới lan tràn ra một món mới tinh chạc cây. Tuy tên làm gốc, nhưng thực thì chọc trời thành cây. Quái dị này hỗn độn cây ngăn ở đế gia cũng địa điểm trước cấm địa, ở sau lưng, loáng thoáng có thể gặp một tòa nguy nga dáng vóc to cung điện sừng sững, vạn năm bất hủ. Đế tân nén giận một trường, liền đem cái này chập chờn cành khô suýt nữa vỗ gãy, rối rít lên cao màu đen lá rơi bay xuống,
hóa thành từng luồng ý định giết người bữa lộ vẻ. Vèo vèo vèo. Vô số đạo hắc mang mau đến mức tận cùng, ngay tức thì chính là không vào mấy người sau lưng ngực bên trong, rồi sau đó tiêu tán. Gia chủ. Lúc này ba người chính là trong mắt bên trong thoáng qua một chút ảm đạm, sắc mặt dần dần dữ tợn. Trong thiên địa hắc vật chất tối tăm xâm nhập bộc phát khủng bố, liền ngay cả hôm nay đế tân một trường, đều là suýt nữa tổn thương đạt tới liền tự thân căn bản. Đan tâm đế ý. Oanh. Trong nháy mắt đan vực thiên địa ý chí hạ xuống, phá vỡ bóng tối hỗn độn bên trong, một đường trong sạch hoành xanh, bị bao phủ ba người dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mau, đem vậy hắc vật chất tối tăm luyện hóa, đợi trở lại liền đan vực, này độc ta tự nhiên có pháp có thể rõ ràng. Đế tân lau đi khóe miệng một món tiên đỏ biến thành màu đen vết máu, ở một món đế ý ra chỉ xuống, mặc dù không cách nào trấn nhiếp nơi đây đại lộ, nhưng cũng làm được mở ra một đường sức sống. Không đúng. Âm thầm thái thần tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, cái này cùng hỗn độn cây yêu dị cực kỳ, nhưng tự thân lực phòng ngự nhưng cũng không mạnh, như vậy. Nhất định có người bảo vệ ở chỗ này. Mới vừa nghĩ đến đây, phía dưới chiến cuộc chính là dị biến hoành xanh. Suy rồi. Một chuôi toàn thân đen thui kiếm, xuyên thấu qua đế tân ngực, ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, một khi thất bại, nguy hiểm cực lớn. Đế gia cũng địa điểm bên ngoài ám trong rừng, Diệp Thần mở miệng nói. Hi hi, công tử ngươi ban đầu chặt đứt trăm đạo gông xiềng, cũng không cửu tử nhất sanh sao. Chu Huyên gương mặt tái nhợt bên trên lộ ra một món nụ cười, hướng về phía Diệp Thần chậm rãi gật đầu. Chu Huyên vẫn muốn đuổi theo Diệp Thần nhịp bước, chỉ là có thể lưu lại ở hắn bên người, có chút trợ lực. Hắn biết tự lựa chọn luân hồi trận doanh, tuyệt không có sai. Theo ta đối thông minh võ hồn biết rõ, người tu hành không có cổ trai, chính là ý nghĩa người đạo tâm đủ thuần túy. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thần con người đông lại một cái, chợt đột nhiên một cổ khí tức mạnh mẽ bạo tán ra. Ở nơi này hỗn độn thế giới bên trong, hắc vật chất tối tăm đối với linh lực ăn mòn vô cùng là nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt, chính là tiêu trừ tại vô hình. Công tử, người hơi thở làm sao biến hóa to lớn như vậy? Chu Huyên trợn to tròng mắt, nhìn trước mắt Diệp Thần, mặc dù nhìn như không thể duy trì quá lâu, nhưng khí tức cường đại liền quá nhiều. Ở người khác phân tâm cần đè nén tâm ma sao động thời điểm, hắn có thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Ta có võ tổ đạo tâm, cho nên không sợ tâm ma dẫn hỏa trong cơ thể hắc vật chất tối tăm, chỉ cần hơi thêm lưu ý là được. Diệp Thần mở miệng giải thích. Nếu như ta đoán không sai, người cũng giống vậy có thể. Cái này đậm đà hơi thở, liền vô lượng cảnh cường giả đều là tự lo không xong, cảnh giới của ngươi không đạt tới vô lượng, nhưng chỉ là ói mấy búng máu như thế đơn giản, có một nửa nhờ vào vũ hồn của ngươi. Hồi tưởng lại Chu Huyên ở thí thần địa ngục lúc đó, liền hắn và Tuyết Cơ đều là bị ảo trận nơi dẫn dắt, nếu không phải liều chết chiến thắng cửu U, sợ rằng sẽ mất mạng tại chỗ. Mà Chu Huyên, nhưng là căn bản không vào ảo ảnh. Nói cách khác, ở nơi này có thể bùng nổ thực lực chân chính, thậm chí so ta còn muốn mạnh. Nhưng duy nhất nguy hiểm chính là, dẫn độ đến từ không không thời không hắc vật chất tối tăm vào cơ thể, cần ngươi thân xác chịu đựng cực lớn thống khổ, lại phải tùy thời giữ lý trí. Nếu như đem cổ lực lượng này luyện hóa, Chu Huyên nghe vậy trước mắt sáng lên, toàn cho dù là cắn răng nói, ta nguyện ý thử một lần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, toàn lực vận chuyển bên trong đan điền linh lực. Oanh! Nguyên phiến ở giữa thiên địa, trong nháy mắt hắc phủ quanh quẩn lượn lờ, hỗn độn khí tức không ngừng tràn vào Chu Huyên thân xác, vậy từng tia hắc vật chất tối tăm, lại là bị bài xích mở. À! Mặc dù chỉ có một chút ám ý phun trào, thế nhưng dây dứt thống khổ vẫn là làm được Chu Huyên tại chỗ ngã quỵ, tại chỗ không ngừng lật lăn, thân xác giống như là một chướng khí quả banh ra vậy. Sưng lên thu nhỏ hơn nữa. Ta Chu Huyên không sợ hết thảy. Chu Huyên tiếng kêu tê tâm liệt phế âm vang vọng ở giữa rừng, nhưng là bị trong thiên địa hắc vật chất tối tăm chiếm đoạt đi. Hô! Diệp Thần thở ra một hơi dài, quả nhiên như hắn dự liệu vậy, tâm ma cái này cùng võ giả đại kỵ, căn bản không tồn tại cái này trên mình. Như đế thích thiên không có chết, tâm ma 9 tầng trời phỏng đoán cũng khó mà ảnh hưởng Chu Huyên. Hồi lâu sau đó, Chu Huyên cổ họng mắt mà đều là mơ hồ toát ra màu đen khói mù, hắn tê liệt đổ xuống đất, miệng to thở hổn hển.
Công tử, thật là muốn mạng già. Cho dù là hiện tại, vậy cổ dây rức đau cũng không hoàn toàn tản đi, da thịt dưới, giống như vạn kiến quá cảnh, đủ ngứa lại thấu xương. Đi thôi. Diệp Thần nhìn Chu Uyên hình bóng, thiếu niên này toàn thân đều là đang run rẩy vượt quá, bể thể xác tới giữa, mơ hồ một món hỗn độn khí tức phá ra, quanh thân vạn tượng giữa hắc vật chất tối tăm đều là mơ hồ tránh lui. Có ý nghĩa tiểu tử. Không nghĩ tới lại là hỗn độn. Diệp Thần thức hải thâm sử, truyền đến huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm, từ luyện hóa cửu thiên thần viêm một món tử lửa tới nay, nàng chính là luôn luôn hoạt động tại Diệp Thần thức hải bên trong. Đối với cái này hỗn độn thế giới hắc ám, vị này nữ đế hiển nhiên rất là quen thuộc. Hết thảy các thứ này đều là ở nàng dưới sự chỉ đạo tiến hành, nếu không phải như vậy, Diệp Thần vậy tuyệt không dám cầm bằng hữu mình tánh mạng tới làm đánh cuộc. Có vấn đề gì sao? Diệp Thần lời đồn đãi hỏi. Đợi hồi lâu, nữ đế mới sâu kín trở về một câu, tiểu kỳ lân tối đa còn lại 2 ngày thời gian. Ta biết, Diệp Thần trong mắt tràn đầy quyết tâm. Sư tôn, ta tới. Chu Uyên kiên định nhịp bước hướng đế gia cũ địa điểm chỗ sâu xuất phát, lần này, do ta tới bảo vệ. Cùng lúc đó, đế gia cũ địa điểm, cấm địa chỗ sâu. Đi chết! Đế Tân cuồng loạn tiếng quát vang khắp xuyên qua hắc ám, giữa trường khép mở, mãnh liệt sức lực gió cuộn sạch, lúc này liền là đem vậy cầm kiếm màu đen bóng người đánh nát. Hắn chỗ ngực, mơ hồ có một chút hắc vật chất tối tăm vẫn đang không ngừng từng bước xâm chiếm, đế tân đầu ngón tay ngưng tụ một chút thanh mang, di động tới giữa, chính là tương kỳ luyện hóa, đế gia gia chủ, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ca! Ca! Hắc ám bên trong, cầm kiếm thi nô lần nữa ngưng tụ thành vô hình hư ảnh, mỗi một lần bể tan tành, cũng sẽ làm được nó hơi thở hơn nữa quỷ dị. Gia chủ! Sau lưng tu la vệ 3 người, đã là nỏ hết đà, đế tân dẫu sao cũng không phải là chân chính tiên đế, vậy một món đan tâm ý chí, không cách nào chống lại đã vào cơ thể hắc ám ăn mòn. 3 tên vô lượng cảnh cường giả trong mắt dần dần mất đi hào quang, ở đó sau cùng trong nháy mắt, một người trong đó phẫn nộ quát. Hỗn độn cây, chém nó. Tu la vệ 3 người đột nhiên lao ra đế tân che chở, nổi điên vậy xông về vậy cầm kiếm thi nô, có tam giác giáp công thế đem bao vây. Gia chủ, mau. Thần sắc dữ tợn dần dần đổi là chết lặng, từng luồng bóng tối đường vân bắt đầu lan tràn toàn thân, tên kia võ giả phun một cái ám sắc máu, nổi giận mắng. Không người không quỷ đồ, ta cùng các người liều mạng. Phịch. Một tiếng rên. Ở thái thượng thế giới đại đa số địa phương đều có thể coi như là hô phong hoán vũ một đời cường giả, lựa chọn tự bạo bảo vệ sau cùng tôn nghiêm, đồng thời vậy là đế tân tranh thủ một đường thời cơ. Phịch, phịch, còn thừa lại 2 người cũng là làm ra lựa chọn giống nhau, trước khi chết điều động quanh thân toàn bộ linh lực, bị hắc vật chất tối tăm chiếm đoạt trước, ánh sáng trong nháy mắt tách thả ra, ép được cầm kiếm thi nô liên tiếp lui về phía sau. Hỗn độn cây. Chấn nộ đế tân cũng không có mất lý trí, 3 tên vô lượng cảnh tầng thứ 3 cường giả xả thân là hắn sáng tạo cơ hội, ngay lập tức tới giữa, hắn thân hình trôi giạt tới vậy đại thụ che trời trước, trong mắt bên trong lạnh như băng vẻ hiện ra hết. Suối vàng mất đi trường. Bạo ngược hơi thở ngay tức thì phún ra ngoài, vậy đủ để biến dạng không gian nhất kích nhưng là ở một giây kế tiếp, bị trong hư không hắc vật chất tối tăm chiếm đoạt đi không thiếu, có thể cho dù là còn sót lại lực lượng. Vẫn là bộc phát hủy thiên diệt địa uy năng. Giờ khắc này đế tân, không chút nào nương tay. Hắn trong lòng rõ ràng, phải giải quyết hết cái này hỗn độn cây. Xen lẫn vô cùng hủy diệt ý chí sáng chói ánh sáng ngay tức thì bạo tán, vậy chọc trời sao sao ở trong đó bụi đất vậy cuốn lên, rối rít sái sái hóa thành phấn vụn tiêu vẫn. Âm thầm thái thần không khỏi kinh hãi, cái này đế tân, giấu thật tốt sâu. Ho! Cưỡng ép thúc dục linh lực đánh một trận. Liền hắn cũng là bị cắn trả lực, giữa trán mơ hồ có một chút bóng tối đường vân thoáng qua, đó là tẩu hỏa nhập ma trước dấu hiệu. Gia chủ! Gia chủ! Gia chủ! Sau lưng 6 tên tu la vệ võ giả vội vàng tiến lên, cái này cùng tuyệt cảnh dưới hết sức mà chiến, thời khắc sẽ có rơi xuống nguy hiểm, vô lượng cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Không sao! Đế tân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoát tay một cái, thở dài nói, đi tìm đế ấn. Bắt được liền đi, tuyệt không thể lại để cho các huynh đệ hao tổn nơi này. Ở đám người trước người cách đó không xa, chính là tòa kia khoáng đạt màu đen điện to. Quả nhiên, vậy đóng chặt 2 phiến màu đen thần môn, trải qua vô số 5 phí thời gian,
uy áp như cũ không giảm, liền Đế Tân đều là cảm nhận được liền một chút chèn ép. Đế Hợi Sán, đến ngươi. Đế Tân ngẩng đầu nhìn về ám rừng sâu chỗ, sau lưng sáu người nhất thời cả kinh, chẳng lẽ còn có người? Không nghi ngờ chút nào, cái này đế gia cũng địa điểm cấm địa kết giới, cùng vậy phá giới thần môn độc nhất vô nhị, chỉ có đế thị thuần huyết người, phương có thể mở. Tử Sam Thái Thần chậm rãi tới, Đế Tân sau lưng mấy người thấy người đến chỉ là một mình sau đó, ngưng trọng thần sắc cũng là tràn vào chậm. Cái trước tuy mạnh, có thể một người lật trời không được. Đế Tân thấy Thái Thần một người một mình tới, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dẫu sao cái này cùng đường cùng, liền vô lượng đều là bỏ mình ba vị, bên người hắn vậy hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu chết, cũng ở đây tình lý bên trong. Bất quá luân hồi chi chủ là đại khí vật, hẳn không biết bỏ mạng ở nơi này. Kỳ Lân vực tọa độ. Thái Thần lạnh nhạt nói. Ngươi giúp ta mở ra cấm địa, đạt được đế ấn sau đó, ta tử sẽ hai tay dâng lên, yên tâm đi, đồ chơi kia thân ở thái thượng thế giới chỗ sâu, nhân tộc sẽ không hứng thú. Đế Tân cười một tiếng, một cái ăn vô dụng bỏ thì tiếc tọa độ mà thôi, nhưng ở này trước, hắn phải tìm được đế ấn. Chờ ta tìm về đế ấn, đem ngươi là gia tộc công thần, vậy Kỳ Lân vực, đế gia cùng ngươi xông lần trước gặp vậy không hẳn là không thể. Thái Thần đối với Đế Tân nói sau, hiển nhiên không để được nửa điểm hứng thú, lão già này cũng là không thấy thỏ không thả ưng chủ, huống chi vậy đế ấn quan hệ đến quá nhiều đồ. Thái Thần khoát tay một cái, tỏ ý Đế Tân các người lui về phía sau, mình chính là tiến lên hai tay bấu vào phong cách cổ xưa kia trên cửa. Mấy hơi thở sau đó, Thái Thần khẽ gật đầu một cái, tổ điện cấm địa, bị thiên địa này từng bước xâm chiếm vạn năm, hắc ám khí tức cậy thế thần môn bên trên, lấy ta thực lực, không cách nào ở chống đỡ hắc ám ăn mòn đồng thời lấy máu hóa nói. Đế Tân tròng mắt lóe lên tinh mang, hắn biết được Thái Thần nói không ngoa, có thể dưới mắt mình trải qua lúc trước hỗn độn gốc đánh một trận, đã là bị thương, nếu là bị người thừa dịp hư mà vào, vô cùng hậu hoạn. Ta tới giúp ngươi. Cân nhắc mấy phần, Đế Tân vẫn là cắn răng nói. Đế ấn gần trong gang tấc, để cho hắn buông tha, tuyệt không thể nào. Oanh! Đột nhiên thiên địa đại thế ở dưới chân ngưng tụ, vô lượng cảnh Đế Tân lộ ra một món đan tâm đế ý, bị thế giới hỗn độn bài xích hơi thở ngay tức thì dẫn động vô số hắc vật chất tối tăm cuốn tới. Đế Tân một trưởng đè ở phong cách cổ xưa cung điện trên cửa lớn, phát ra một tiếng vang dội. Từng tia trần phong vạn năm vùng đất xưa rơi xuống, ở hắn lòng bàn tay tới giữa, Đế Tân đem từng luồng không không thời không hắc vật chất tối tăm chiếm đoạt bọc, lấy tự thân đế ý luyện hóa, mặc dù như vậy, nhưng cũng khó nén như muối bỏ biển thế. Mau! Hắn giữa trán màu đen gân xanh nổ lên, trong mắt bên trong thoáng qua một chút sâu màu đen dị mang, Đế Tân đè nén không rõ, thấp giọng hét. Thái Thần bàn tay chợt phúc tại thần môn bên trên, theo thần hồn lộ ra, nguyên bản u ám thần môn lại là sáng lên từng tia màu tím đường vân, từ trước người của nó lan tràn, giống như thần linh trợ giúp buộc vòng quanh một bộ đế chữ dấu vết. Rắc rắc, đế ấn bốn góc vỡ nhỏ, hóa thành một món đan hỏa tung tăng, không lâu lắm, ngưng tụ thành một đôi màu tím bàn tay, chậm rãi thúc đẩy vậy phiến trần phong vạn năm cửa. Đế ấn. Đế Tân rút lui đi linh lực, hơi có vẻ giữ tợn vẻ mặt bên trong thoáng qua một chút mừng như điên, không để ý sau lưng đám người khuyên can, hóa thành lau một cái lưu quang lướt vào cấm địa cung điện bên trong. Lớn như vậy cung điện, nhưng là vô cùng thông suốt sáng ngời, tu la vệ các người, Thái Thần trước sau đặt chân trong đó, đều là bị một màn trước mắt rung động. Cũng phải, đế thị cổ ngọc. Một quả phong cách cổ xưa trơn bóng ngọc lóe lên từng chút đom đóm chiếu rọi. Nhưng là ánh thấu chiếu sáng cả tòa bao la cung điện mỗi cái xó xỉnh. Trừ cái này ra, không có vật gì khác. Đế Tân vẻ mặt âm tình bất định, đáng chết, đế ấn, lại không ở chỗ này chỗ. Đế Tân huyết mạch lực hóa thành một đạo tinh mang, đem trong hư không một quả trơn bóng ngọc bọc, đem nắm chặt trong tay, nháy mắt tức thì thiên địa thất sắc, tựa như hắc ám bao phủ thế giới. Thì ra là như vậy. Từng luồng nhu hòa sáng bóng vẩy chiếu vào Đế Tân quanh thân. Dâng lên một chút nhàn nhạt oanh chiếu rọi, giống như là ngưng tụ thành một bộ bền chắc không thể gãy khôi giáp. Từng cơn thoải mái cảm giác tràn vào trong lòng, nguyên bản trong cơ thể tàn phá bừa bãi không không thời không hắc vật chất tối tăm, vậy vào giờ khắc này tràn vào chậm, Đế Tân chán tới giữa, khôi phục mấy phần trong sạch. Đế Hải à Đế Hải, người cuối cùng vẫn là lừa gạt ta. Đế In ở U Minh Giản Nguyên,
chỉ có tộc ta cổ ngọc có thể thức tỉnh. Tay cầm đế thì cổ ngọc đế tân quay đầu lại nhìn một mắt thái thần, ta là nói qua tìm được đế ấn liền cho ngươi tọa độ, có thể xin lỗi. Nơi này không có đế ấn. Đế tân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, cha sai con thường, người đi chết đi. Ra lệnh một tiếng, sáu tên vô lượng cường giả đem thái thần vững vàng vây khốn trong đó. Nếu không phải thức tỉnh cổ ngọc còn sót lại năm xưa một cảnh, còn thật bị đế hải lão hồ ly này lừa. Đế tân trong con người sát ý thoáng qua, các người giải quyết hắn sau đó, lên đường đi U Minh Giản Nguyên, tìm đế ấn. Hắn chán tới giữa thoáng qua một chút khẩn cấp vẻ, lúc này liền là dặn dò Tu La vệ sáu người sau đó, thân hình chớp mắt biến dạng hư không đi. Đế ấn, hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn. Còn như thái thần, sáu đối một, chớ nói ở đan vực Tu La vệ khó tìm địch thủ, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, đều là một cổ kinh người thế lực. Cùng cửu hỏa thần điện bất đồng chính là, cái này sáu người cũng không phải là hiền lành, tất cả đều là vô lượng cảnh sơ trung kỳ cường giả. Hừ, thái thần hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với loại cục diện này sớm có dự liệu, bên trong đan điền linh lực vận chuyển, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền tới một tiếng hò hét. Thiên đế quyền, trụ uyên quyền mang như trụ, nhàn nhạt hỗn độn khí tức lượn lờ, lại là thẳng xé hắc vật chất tối tăm tràn ngập hư không, từ ngoài bầu trời tới. Oanh, yếu nhất một vị Tu La vệ trong đó một tên thống lĩnh kết thật thật bị trụ uyên một cái trọng quyền, thân hình thẳng đổ bay ra. Phịch, đáng chết. Mấy người kêu lên vội vàng nhìn về phía sau, trụ uyên tuét miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, sư tôn, ta lợi hại. Thái thần hơi ngẩn ra, phát hiện thời khắc này trụ uyên có cái gì không đúng. Tựa như hắn nắm trong tay không không thời không lực lượng. Trụ uyên tuyệt không thể nào làm được. Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn và luân hồi chi chủ chuyện gì xảy ra? Thủ đoạn như vậy, liền hắn cũng không dám ở thế giới hỗn độn bên trong buông tay đánh một trận, Chu Uyên lại có thể. Như vậy cũng tốt so tại chỗ tất cả mọi người đều bởi vì không không thời không hắc vật chất tối tăm mà suy yếu, mà Chu Uyên nhưng quỷ dị cầm nơi này thiên địa thế mượn lực. Thằng nhóc thúi, đổ bay ra Tu La vệ cường giả lần nữa đứng dậy, hắn phun một cái nước miếng, kẹp theo ám sắc vết máu. Nhưng cũng không tổn thương đạt tới căn bản. Cái thằng nhóc này có chút quỷ dị. Bên kia, Tu La vệ lão đại lên tiếng nhắc nhở. Lại không sợ không không thời không hắc vật chất tối tăm từng bước xâm chiếm, ở mảnh thế giới này bên trong toàn lực đánh giết. Hỗn độn khí tức lại bị lọc sạch. Theo Chu Uyên đến gần, hắn chung quanh hắc ám năng lượng lại mơ hồ tan rã tản ra, cảnh tượng này tại chỗ vô lượng cường giả đều thấy ở trong mắt. Thái thần lại là rất rung động. Này các thủ đoạn có thể nói thần linh trợ giúp, hắn là như thế nào nắm trong tay? Đúng rồi, Diệp thần đâu? Thiên đế quyền. Trụ Uyên từ đầu đến cuối cùng những ông già này vẫn duy trì một khoảng cách, dựa vào đồng hóa hỗn độn khí tức xua tan hắc ám năng lượng, hắn có thể giữ đỉnh cấp chiến lực, có thể dẫu sao tu vi kém 108.000 dặm, nếu là bị gần người, hắn sẽ bị ngay tức thì đánh chết. Phịch. Lại là một đạo quyền mang sâu không tới. Khác ở Tu La vệ một người trên lồng ngực. Thằng nhóc, như vậy con kiến hôi vậy vọng tưởng phá vỡ ta phòng ngự. Vô lượng khu, dù là Chu Uyên lại nghịch thiên, cũng không cách nào vượt qua cái này đạo hồng câu. Nhưng vào lúc này, hắn khóe miệng bứt lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, ở đó quyền mang biến mất chỗ cuối, ngoài ra một bóng người bữa lộ vẻ. Đó là Diệp Thần. Phong kiếm, thiên điểu lôi đạo. Diệp thần trong tay thần hy chi phong ngay tức thì cô đọng hội tụ, hóa thành một cái xanh sâu kín phong kiếm. Ngay sau đó, Diệp thần một kiếm chém ra, thi triển thái thượng 36 đạo lý thiên điểu đạo pháp, nhất thời liền gặp mãnh liệt lôi đình lực, hóa thành thiên điểu chảy xiết, hòa lẫn ác liệt lưỡi kiếm gió bão, lăn lăn về phía trước người nọ chém chết đi. Ở thần hy chi phong ra chỉ xuống, thiên điểu đạo pháp lực sát thương, bùng nổ đến trước đó chưa từng có cuồng hãn bước. Hơn nữa Diệp thần trong cơ thể lôi bia lực lượng, đơn giản là lôi uy ngút trời, gió bão gầm thét, muốn tiêu diệt hết thảy. Ta, Tu La vệ vậy cường giả thượng không kịp mở miệng, ấn đường chính là bị một kiếm xuyên qua, mình thần hồn cũng là trong phút chốc bị miễn cưỡng luyện hóa. Phịch, thân hình cao lớn thẳng tắp ngã xuống, đập dậy bụi bẫm phiêu tán nổi lên bốn phía, mà vậy xuất thủ quỷ dị bóng người, nhưng là kinh hồng một mặt, lần nữa biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Diệp thần. Không nghi ngờ chút nào, chính là Diệp thần. Ta hơi thở, có thể lọc sạch nơi đây tràn ngập hắc ám năng lượng,
công tử ẩn núp trong đó phát động một kích chí mạng, có thể chém bọn họ. Chu Huyên vỗ ngực một cái, hướng về phía Thái Thần truyền âm nói. Tu La vệ dẫn đầu người thấy vậy, nổi cơn giận dữ, bọn họ một nhóm 10 người, hôm nay đã là hao tổn hơn nửa. Đại ca, ngươi. Mấy người khác thấy Từ Gia lão đại mi mắt tới giữa mơ hồ có hắc ám hơi thở lóe lên trôi qua, đó là nơi đây không rõ đưa tới tâm ma điểm báo trước. Lui. Hai tiểu tử này rất tà môn, lại có thể ở thế giới hỗn độn bên trong thi triển không gian ý chí. Tu La vệ đại thống lĩnh đè nén trong lòng tức giận, chậm rãi mở miệng hạ lệnh rút lui. Giúp gia chủ tìm về đế ấn, những người này, lưu đi ra bên ngoài giết. Chưa đến khi Chu Huyên truy kích, Tu La vệ còn thừa lại 5 tên vô lượng chính là thân hình chớp mắt, cướp đường đi. Đừng đuổi theo. Diệp Thần vội vàng gọi lại phấn khởi thẳng đuổi Chu Huyên, sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng bệch, mặc dù không sợ tâm ma hoành xanh, nhưng cái này đến từ không không thời không hắc ám năng lượng quá bá đạo, cái này còn là ngươi tác dụng kết quả. Cưỡng ép vận dụng không gian ý chí, cho dù là Diệp Thần, ở giữa đất trời này cũng cảm nhận được liền cực lớn áp lực, mồ hôi lạnh thẩm thấu vạt áo. Ẩu tả. Thái Thần ở hỏi rõ hai người thủ đoạn sau đó, lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, Chu Huyên tình huống thân thể cực kỳ gay gâu, thông minh võ hồn bên trong hắc ám năng lượng đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn kinh mạch, như không kịp thời xử lý, sẽ có bạo thể nguy hiểm. Còn như Diệp Thần, như nhau như vậy, liền vô lượng cường giả cũng vạn phần không dám khinh thường thế giới hỗn độn, hắn làm loạn như vậy, trong cơ thể cũng là nảy sinh có chút hắc ám năng lượng. Xem ra chuyến này, vậy cửu thiên linh thảo vậy được đoạt được. Thái Thần trầm giọng nói. Đi, chúng ta đi U Minh Giản Uyên. Cùng lúc đó, U Minh Giản Uyên để. Đế Lạc đám người sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, hắn và Đế Trần mang đến cường giả, vậy còn sống liền le que mấy người. Cái này không không thời không hỗn độn cây, lại lan tràn nhanh như vậy. Cách hắn lần trước đặt chân vòng ngoài, cái này cái gọi là hỗn độn cây cũng không quá chỉ là ước chừng nửa chỉ chiều rộng manh nha dễ cỏ mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có tề thiên thế. Súc sinh kia đâu? Đế Lạc ánh mắt che lấp, hỏi. Trọng thương chạy, không nghĩ tới nơi đây vẫn còn sống U Minh nhất tộc. Đế Trần cũng là sắc mặt tái xanh, nhìn vòng quanh bốn phía, đều là người mình ngã xuống thân thể. Tiếp liền mấy vị vô lượng chết sau huyết khí bị thế giới hỗn độn hắc ám năng lượng chiếm đoạt, U Minh Giản Uyên để ăn mòn hơi thở hơn nữa đậm đà. Nếu đã tới, liền không có đường lui. Đế Lạc nặng tiếng gầm nhẹ, vốn là lấy là 10 phần chắc chín, có thể ai có thể nghĩ mảnh thế giới này hắc ám năng lượng lại đổi được đậm đà như vậy. Tam ca, cửu thiên linh thảo. Đế Trần có chút hối hận, một bụi linh thảo, đáng phối hợp như vậy hơn vô lượng tánh mạng. Chín hái chuyển linh đan phải chăng có hiệu quả, có thể làm được lão tổ đặt chân cái cảnh giới kia còn chưa biết, chúng ta đã hao tổn 10 vị vô lượng. Những thứ này đều là đế gia vạn năm nội tình, ở đan vực xương bá căn bản, nếu như lại còn sơ suất, sợ rằng chống đỡ không tới chín hái chuyển linh đan ra đời, liền sẽ bị tấn công hội đồng. Đế Lạc ánh mắt lóe lên, hướng về phía Đế Trần nhẹ giọng nói. Đế hải đất chôn xương, trừ cửu thiên linh thảo ra. Hắn từng ở chuyện gia trước tiến vào đế gia cấm địa bên trong. Gia tộc sở dĩ giận cá chém thất tại hắn, cũng không phải là bề ngoài bởi vì, mà là. Hắn rất có thể từ tổ điện bên trong mang đi đế ấn. Đế Trần nghe vậy, lúc này sửng sốt một chút. Nắm giữ toàn tộc người mạch máu đế ấn. Có thể gia tộc dấu vết cũng không hiện ra, nếu thật sự là như thế, hắn năm đó chính là có thể nhất niệm dưới, trừ đi tất cả hai lòng người. Đế Trần có chút khó tin, một khi chân chính luyện hóa nắm trong tay đế ấn người xuất hiện, như vậy tất cả đế thị tộc người liền sẽ hiện ra gia tộc dấu vết, vậy cùng như khoác lên vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa gông xiềng. Nếu có cãi lại, vô luận tu vi cường đại dường nào, đều là hội thần hồn vỡ vụn chết thảm tại chỗ, đế ấn, là quyền lực, cũng là ác mộng. Đế Trần nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn trước mắt nam tử, sự việc trọng yếu như vậy lại hiện tại mới nói. Cũng chỉ là có thể mà thôi, vô luận như thế nào, đế ấn không ra đời liền thôi, một khi xuất thế, chỉ có thể nắm ở trong tay chúng ta. Đế Lạc vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không muốn bị vậy gông xiềng buồn ngủ chết, cả đời tu vi đồ làm người khác đổ cưới. Nơi đó lại có nguồn sáng. Đế Lạc cùng Đế Trần lời đồn đãi trò chuyện để gặp, sau lưng một tên vô lượng cường giả kinh hô thành tiếng,
cũng là dẫn được tất cả người liếc mắt, ở nơi này sớm bị hắc ám cắn nuốt đổ nát thế giới bên trong, lại có quang. Phế tích tới giữa tạt qua mấy người lúc này liền là nhấc chân nhô lên, hướng U Minh Giản Uyên chỗ sâu chạy thật nhanh. Cái này, là một nơi tròm xóm. Không biết tên chỗ cuối, vẫn là đông nghịt một phiến nhà lá san sát, hoặc sụp đổ suy bại, chợt có mấy gian rách dưới phòng nhỏ sừng sững không ngã, đỉnh gian cỏ khô vậy đã sớm dâng lên vô biên hắc hành động. Liếc nhìn lại, vậy nguồn sáng nơi trung tâm, một gian cùng nhà lá hòa hợp, không có chút nào ngại ngùng miếu nhỏ trước cửa, chập chờn một ly cổ xưa thanh đăng, hơn nữa quỷ dị chính là vậy một chút suy nhược ánh sáng nhưng là chiếu ngược thương khung lấp lánh rực rỡ. Trước cửa một bụi chọc trời gỗ lớn sớm bị hắc ám vô tình chiếm đoạt, Đế Lạc sau lưng truyền tới mọi người kêu lên. Lại là một bụi hỗn độn cây. Đế Trần nhưng là lắc đầu một cái, thở dài nói, không phải vậy bóng tối cây, là một bụi chết đi cây bồ đề. Mau xem, dưới cây kia có bóng người ngồi ngay ngắn. Đế Lạc con người ngay tức thì động lại, bên người Đế Trần theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là lúc này sửng sốt một chút, trầm giọng nói, Đế Hải. Hai chữ vừa ra miệng, sau lưng các vị vô lượng truyền ra nhỏ giọng lẩm bẩm, danh tự này, ở toàn bộ đế gia nhưng mà cấm kỵ, thậm chí trừ đã qua đời trưởng bối gia, cũng chỉ là số rất ít mấy người biết được năm đó nội tình. Không nên tới gần. Đế Lạc lúc này liền là hạ lệnh, ở nơi này chờ quỷ dị hắc ám bên trong, liền thánh thụ bồ đề cổ thụ đều là rỗng ruột mà chết, vậy một ly thanh đăng như thế nào có thể lấy suy nhược chiếu dọi chiếu thương khung. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Ta đi xem. Đế Trần nhướng mày một cái, bước về phía trước một bước hướng về phía mọi người nói. Chú ý, Đế Lạc hít sâu một hơi, dặn dò. Theo Đế Trần bước chân tràn vào chậm, hắn cũng là cảm nhận được liền một cổ khí tức vô hình, không giống sát ý, nhưng làm người ta bất an. Ken két. Bước ra một bước, hắn rõ ràng cảm nhận được liền quanh thân thời gian lại cực nhanh. Vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Đợi đến hắn muốn nhìn rõ lúc đó, nhưng là đột nhiên phát hiện mình đã loang lổ một món chỉ bạc rơi xuống. T. Một bước lui về phía sau, xa xa thanh đăng phát ra một tiếng thanh thúy đồng minh tiếng, một bước một càn khôn, hắn hoảng sợ nhìn về mấy chục bước ra ngoài miếu thờ, dừng chân dừng lại. Các ngươi không nên tới, nơi này có động thiên khác. Lần nữa ổn định tâm thần, Đế Trần đóng chặt hai tròng mắt, dưới chân nhịp bước trôi dạt, vô lượng cảnh hơi thở lộ ra. Ở nơi này mấy chục bước trên đường mòn, cùng thế giới hỗn độn thiên đạo hòa hợp, trong thoáng qua chính là lập thân ở hắc vắng vẻ bồ đề dưới cổ thụ. Đế Lạc hốc mắt bên trong hiện lên một chút mừng như điên, hắn chính mắt nhìn thấy Đế Trần ở đó cổ thi hài vạt áo bên trong, tìm được vậy không có dễ vô hình, nhưng lại tản ra chập chờn linh thảo. Là cửu thiên linh thảo. Đế Lạc vui mừng quá đổi, đem người bắt trước Đế Trần bước chân, mấy người tới dồn dập. Ngươi! Các ngươi làm sao? Đế Trần thấy Đế Lạc không để ý mình khuyến cáo tới, cũng là trước mắt khiếp sợ, sau lưng hắn Đế Lạc nụ cười một lần, sắc mặt ngay tức thì run lên. Không tốt, trong chúng ta kế. Lần nữa nhìn chăm chăm nhìn một cái, bồ đề dưới cổ thụ, nào có cái gì đế hải di hài? Chỉ có mấy cái bồ đề quả, cũng đã khô khốc không chịu nổi, bị hắc vật chất tối tăm cắn nuốt hầu như không còn. Là vậy thanh đăng làm được quỷ. Đế Lạc quay đầu nhìn về cách đó không xa miếu thờ, nửa phiến cửa gỗ vậy đã sớm theo năm tháng từng bước xâm chiếm rơi một bên hóa thành bụi bặm, thật dày đất mặt chứng kiến vạn năm tới cô tịch, chỉ có một ly yếu ớt thanh đăng chiếu xéo. Oanh! Đế Lạc tiện tay một chưởng vung ra, giữa trời đất duy nhất xanh lục bỗng nhiên tắt, trừ cái này ra, cùng lúc trước đừng không khỏi cùng. Bồ đề cổ thụ! Đế Trần sau lưng một tên vô lượng kêu lên, chẳng biết lúc nào. Vậy đã sớm hưu quạnh thất bại cây bồ đề, lại là có sinh mạng vậy, chậm rãi uốn éo. Gần như người trạng quỷ dị cành khô vặn vẹo, vô số chạc cây ngưng kết rơi xuống đất, hóa thành tất cả bốn móng yêu thú, hướng bọn họ vây trận tới. Vèo! Hắc ám bên trong móng nhọn thẳng phá vỡ hư không tới, đánh thẳng Đế Trần sau lưng một tên vô lượng cường giả tới. Hừ! Sớm có phòng bị quần áo đen vô lượng cường giả linh lực phun trào bọc quanh thân. Giơ tay lên làm đao bổ ngang đem vô hình kia yêu thú chặn ngang mở ra. Chú ý! Vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Vậy bị quần áo đen vô lượng cường giả chém giết yêu thú lại là tại chỗ chia ra, hóa thành hai đầu đồng dạng lớn nhỏ yêu thú lần nữa tấn công tới. Không không thời không hỗn độn cây. Đế Lạc thấy cái này cùng bất tử bất diệt thủ đoạn,
lúc này liền là kịp phản ứng, chưa trừ diệt cây, khó mà phai mở kỳ hình. Oanh! Uy áp kinh khủng lại xuất hiện, thanh linh chấn hồn. Màu xanh thẳm ngọn lửa như biển vậy mênh mông, bổn nguyên cháy lực xuyên thấu qua hắc vật chất tối tăm, ép hướng hỗn độn cây, màn lửa cả ngày rút lên. Suy! Thanh linh thần hỏa vốn là thái thượng thế giới cường đại ngọn lửa một trong, đối với thực vật có thiên nhiên lực áp chế, một đường tới, đế lạc bằng vào này trừ đi không thiếu hỗn độn cây. Rắc rắc! Trung tâm một tiếng vang thật lớn, không chỗ nào bất lợi màu xanh thẳm lửa mang lại là bị vô số bướm bay dập lửa yêu thú từng bước xâm chiếm chiếm đoạt, cùng theo hư không biến dạng. Mau lui lại! Đế lạc nhất thời cảm thấy không ổn, gọi đám người hướng ngôi miếu đổ nát bên trong rút lui. Vô số yêu thú ngửi được hơi thở, khác thường nhưng là quanh quẩn hắn cỡ đó, không dám vào bên trong. Hổn hển. Một tiếng vang nhỏ, vậy ban đầu bị đế lạc tắt thanh đăng không ngờ là quỷ dị lần nữa đốt, nháy mắt tức thì một món thanh mang lần nữa u chiếu, vô số yêu thú rối rít hóa thành một luồng khói xanh tản đi. Bồ đề cổ thụ. Đế trần một tiếng thét kinh hãi, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nơi nào còn có trước kia khủng bố cảnh tượng. Tựa như thanh đăng một ly minh. Nguyên phiến thiên địa lại thuộc về lúc ban đầu. Tại chỗ các vị vô lượng cường giả không một không cảm lòng rung động, cái này cùng tình cảnh quỷ dị, có thể tuyệt không phải ảo cảnh. Nếu như lại quấn đấu nữa, định gặp mặt lúc trước vậy, có nhân viên thương vong. Liền thanh linh thần hỏa cũng không phá nổi phòng ngự, vậy bồ đề cổ thụ chính là hỗn độn cây sao? Đế trần tự lẩm bẩm, một bên đế lạc nhưng là dòm ngó lộ ra trong đó đầu mối, khẽ cười nói. Thì ra là như vậy. Chỉ gặp thân hình hắn chớp mắt, hướng miếu thờ trước cửa trôi giạt đi, dựng thân ở đó ly thanh đăng trước thua lập. Rắc rắc, uy áp kinh khủng lộ ra, theo một tiếng giòn giã, thanh đăng toàn bộ vỏ ngoài bạo tán ra, một món màu xanh đèn mầm đập thình thịch lóe lên. Ha ha ha, quả nhiên là nó. Cửu thiên linh thảo. Một lời ra, mọi người ở đây đều là sửng sốt một chút, quỷ dị này đèn mầm, làm sao sẽ trở thành liền cửu thiên linh thảo. Không phải không màu vô hình không có rễ linh thảo sao? Cái này, đế trần đối với thái thượng thế giới tin đồn đã lâu cửu thiên linh thảo, vậy chỉ là hơi có nghe đồn thôi, như đèn này mầm thật là, vậy thì kinh khủng. T. Sẽ không sai, cửu thiên linh thảo không màu vô hình không có rễ. Đế lạc mở miệng giải thích, nói cách khác nó có thể là bất kỳ một loại màu sắc, không có rễ sinh trưởng, các người xem đèn này mầm. Cũng không từng chút đèn dầu. Duyên vì sao vạn năm bất diệt. Vô hình mà sống, nó có thể ngăn cách hết thảy khí cơ, đây cũng là vì sao cái này phá miếu có thể kéo dài đến nay nguyên nhân. Hắn quay đầu lại nhìn về trong đại điện, đen nhánh một mảnh Phật đường bên trong, mơ hồ truyền tới còn có tí ti hương khói khí. Có thể cái này cửu thiên linh thảo, chúng ta một khi mang đi, vậy cửa hỗn độn cây. Đế trần mà nói, làm được đế lạc cũng là cảm thấy nhức đầu, một khi cưỡng ép lấy đi cửu thiên linh thảo. Như vậy bên ngoài mới vừa hết thảy tất cả, cũng sẽ lần nữa hiển hóa mà sống, bụi cây này hỗn độn cây phụ thuộc vào tại bồ đề cổ thụ, liền hắn đều là chém không ngừng căn cơ. Ta nghĩ biện pháp, nơi này bị cửu thiên linh thảo ngăn cách khí cơ, tạm thời là an toàn, các ngươi chia nhau hành động, xem có thể hay không phát hiện đế ấn tung tích. Nếu cửu thiên linh thảo ở chỗ này, như vậy chứng minh bọn họ cũng không có tìm sai phương hướng, đế hải năm xưa từng đến qua nơi này. Rất có thể đế ấn cũng sẽ ở này. Đế lạc trên gương mặt hiện lên một món nụ cười, cửu thiên linh thảo đã gần trong gang tấc, hắn mục đích đã đạt đến. Đáng chết, lại bị người nhanh chân giành trước, chẳng lẽ đế lạc cũng ở đây? Đế tân một đường bay vút tới, nhờ vào đế thì cổ ngọc đối hắn che chở, u minh giản nguyên để hắc ám năng lượng đều là bị hắn ngăn cách. Nhìn rất nhiều cái mặt mũi quen thuộc thảm chết tại đây uyên để. Đế tân sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, quả nhiên là đế lạc. Một đường tiến về phía trước tới, cũng không gặp phải trở ngại, mấy bụi bị chém tới hỗn độn cây còn lưu lại một chút màu xanh thẳm diễm lửa cháy, cái này thanh linh thần hỏa chủ, chính là đế lạc. Ở đó chỗ sâu sao? Vậy nguồn sáng, là đế ấn. Đế tân bỗng nhiên cảm nhận được liền đến từ đế thì cổ ngọc dị động, tùy thân cổ ngọc không ngừng lóe lên nhỏ mang, theo chân hắn bước tăng nhanh, vậy chỉ có một chút chỉ dẫn. Dẫn hắn xuyên qua vô tận phế tích. Gia chủ. Nhưng vào lúc này, đế tân sau lưng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, chính là bị Diệp Thần lấy thần hy chi phong chém chết một tôn, chật vật bỏ chạy tu la vệ năm người. Hoàn thành nhiệm vụ liền mà,
Đế Tân mới vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng là phát hiện Tu La vệ thiếu một người, từ mấy người vẻ mặt tới xem, hắn đã dự liệu được cái gì. Đinh! Đột nhiên, trong ngực đế thì cổ ngọc phát ra tiếng kêu nhẹ, Đế Tân lúc này sắc mặt trầm xuống, không tốt, ngăn cản đế lạc. Hắn lúc này nắm giữ dung hợp đế ấn tất không thể thiếu chìa khóa, tuyệt không thể để cho tới tay con vịt bay mất. Gia chủ, truyền thuyết bên trong bồ đề cổ thụ. Tu La vệ các người cách thật xa chính là nhìn thấy vậy tàn tạ miếu nhỏ trước khi một bụi cổ thụ, trước cửa thanh đăng chập trần u quang, như ẩn như hiện chiếu ngược một quả màu tím nhạt con dấu, đế chữ trên không, đang hấp thu đã sớm biến mất cổ thụ chất dinh dưỡng. Là đế ấn. Đế Tân trong mắt bên trong giống vậy hiện ra vẻ mừng như điên, nhìn dáng dấp đế là còn chưa từng phát hiện nơi đây. Vèo vèo vèo. Lấy Đế Tân cầm đầu một nhóm 6 người ngay tức thì cướp hướng dưới cây bồ đề con dấu, nháy mắt tới giữa phương hoa hết sức thệ, vô số thời không mảnh vỡ tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, một bộ phó qua lại bức họa bên trong võ giả lại là vượt qua 5 tháng chém giết tới. Hống. Giờ khắc này, hư ảnh cường giả vô số, mãnh liệt 6 người ngay tức thì đem Đế Tân chìm ngập. Chết! 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 Từng tiếng câu hồn, chỉ là ngay lập tức tới giữa. Đế Tân phảng phất là bị vô số hư ảnh lực xé nát, thần hồn bị tiếng gào chấn vỡ. Rắc rắc. Gia chủ. Gia chủ. Khoảng cách ngôi miếu đổ nát trước 50 bước ra ngoài tại chỗ tụ thủ thua lập, Đế Tân đột nhiên một hơi máu tươi phun vải ra, trong ngực một quả cổ ngọc rơi xuống bụi đất, vậy mắc một chút vết máu, tựa hồ sinh ra một món bài xích cảm giác, đem hắn đẩy ra ảo cảnh. Ho. Đế Tân từng ngụm thở hổn hển, đây cũng là truyền thuyết kia bên trong làm chính xác tiên đế đều là sợ hãi chiến trường sao, thật là đáng sợ. Ta mới vừa tỉnh mộng vạn cổ, thấy được tộc ta tổ đế rơi xuống tình cảnh. Chỉ là hồi tưởng, đều là làm được cái này tôn đế ra gia chủ, tâm thần không yên. Tu La vệ mấy người chố mắt nhìn nhau, gia chủ, chúng ta chỉ là cảm ứng được bên trong tựa hồ tự thành nhất giới, không gian chi lực rối loạn, sợ có chút sơ suất. Lúc này mới đem ngài cưỡng ép quang hồi. Đế Tân khoát tay một cái, ta biết được, là cổ ngọc bên trong còn sót lại trí nhớ cũ cùng đế ấn xảy ra hô ứng, đem ta thần hồn dẫn tới vậy nhất thế. Đế ấn liền ở trong đó. Hắn siết chặt hai quả đấm, không để ý thần hồn trận đau, lần nữa đứng dậy xông về đổ nát miếu thờ bên trong, sau lưng năm người thấy vậy, cũng là rối rít đuổi theo đi. Ra mấy người dự liệu phải. Lần này cổ ngọc lại là không có lần nữa phát ra ánh sáng mang, nguyên bản nhuận trạch nó, giờ phút này cũng là hơi có vẻ một chút ảm đạm. Đế ấn đâu? Đế Tân thuận lợi đạp phá không gian trận pháp tới, lại nhìn về bồ đề cổ thụ thời điểm, nhưng là sắc mặt run lên, vậy đã sớm thất bại dưới cổ thụ, liền lá rơi đều là không tích chữ. Cùng lúc đó, bên kia đế lạc thời gian đầu tiên cảm nhận được liền dị động, lắc người một cái xông về miếu thờ ra, thấy người đến vẻ mặt một lần. Che lấp cười một tiếng nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại ca viếng thăm, làm sao, cửu thiên linh thảo đại ca cũng muốn chiếm được một phần. Sâu kín thanh đăng ngọn lửa ánh sấn chư đế lạc tà mị gương mặt, quỷ dị đến trình độ cao nhất. Gia chủ, nơi này thiên địa tự thành một phiến, không không thời không hắc ám năng lượng lực cắn nuốt có hạn, chúng ta không ngại đem hắn hoàn toàn giải quyết. Đế Tân sau lưng Tu La vệ người dẫn đầu ánh mắt che lấp, sát ý hơi chớp mắt. Hướng về phía chủ tử nhà mình nhẹ giọng nói. Không nghi ngờ chút nào, ở nơi này thanh đăng phò hộ dưới, cửu thiên linh thảo vô hình hơi thở che giấu nơi này hết thảy khí cơ. Làm sao, đại ca đã như vậy trắng trợn sao, giấu giếm nhiều năm như vậy lá bài tẩy, rốt cục thì bỏ được điều động. Đế lạc mái tóc dài bù xù, tiên dáng trần vậy một bộ trôi giạt áo xanh ở cửu thiên linh thảo biến thành đèn mầm trước càng lộ vẻ tà mị, trong mắt sát ý, nhìn Đế Tân. Đáng tiếc, mặc dù nội tình không kém, có thể bằng vào phía sau ngươi những người này, có thể khó khăn chống đỡ đại cuộc à. Hắn thực lực không kém Đế Tân, lại có thanh linh thần diễm hộ thể, mặc dù sức chiến đấu không giống thánh thiên thần hỏa như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng đủ để ngạo thị Đế Tân. Chỉ mấy cái này cường giả, bất quá là tự rước lấy thôi. Đột nhiên, chung quanh hư không chập chờn. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Đế gia tứ gia đế trần cũng là đem người xuất hiện ở đế lạc sau lưng, thấy Đế Tân các người, hắn con người gian không hề bận tâm, tựa hồ sớm đoán được vậy. Đế Tân con người híp lại, mở miệng nói, ha ha, lão tam, ngươi chẳng lẽ là thật lấy là ta những năm này nhường nhịn, là bất lực đi. Đế Tân tay áo vung tay lên,
Một góc vạt áo chính là cuốn lên thiên địa đại thế, cơ hồ phải đem hư không chấn vỡ. Đế Lạc có thể thì không muốn lần nữa đối mặt vậy bồ đề cổ thụ tà hóa rơi xuống thành hỗn độn cây, một đạo thanh linh thần diễm sử dụng, màu xanh thẳm nhu hòa lửa mang tung tăng, hóa thành một món bình phong che chở ngăn cách thanh đăng. Không đúng, ngươi lại vẫn đột phá. Đế Lạc hiển nhiên lại phát hiện cái gì, hắn lúc này liền là bảo vệ xuống cửu thiên linh thảo, về lại mâu nhìn về đại ca của mình ánh mắt bên trong, kinh nghi cùng tức giận cũng lộ vẻ. Đế Tân nhưng là cười ha ha một tiếng, làm sao, ta không phải hẳn vào năm đó đánh một trận bên trong hư hại kinh mạch, biến thành không đúng tí nào phế vật. Ta không phải hẳn chắp tay đem gia tộc quyền hành toàn quyền giao cho tay ngươi. Cười nhạo. Đế Tân tự giễu nói, bằng bạc dưới mặt nạ hai tròng mắt trong lơ đãng liếc về phía vậy một ly rách dưới thanh đăng, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lão Tam, bằng ngươi đan dược kia bạt miêu trợ trường cảnh giới, hay là buông tha đi. Đế Tân nhìn Đế Lạc Đế Trần cùng với phía sau hai người rất nhiều vô lượng cường giả, môi khép mở, khinh thường nói. Nếu là ngươi sớm có như vậy thực lực, lại sao sẽ mặc cho ta làm sằng làm bậy? Đế Lạc nhún vai một cái, hai quầy thứ nhất bất đắc dĩ nói, ta anh tốt, ngươi coi là thật lấy là ta là hù lớn. Chợt đổi câu chuyện, quát lên, bên ngoài mạnh trong giống phế vật thôi, đế gia ở trên tay ngươi, vĩnh viễn không cách nào trở lại đỉnh cấp. Ta muốn cả gia tộc, thái thượng thế giới gọi tôn, muốn vậy quá trên thế giới vạn khư vũ hoàng cổ đế, cũng cúi đầu xưng thần. Đế Lạc dưới chân màu xanh vòng lửa không ngừng bay lên, ở hắn sau lưng, là màu xanh da trời biển lửa, dịch thấu trong suốt. Từng hạt tròn bảo đan hư ảnh hiện lên, chiếu thương khung, vậy đều là mình vị này đan vực cao cấp luyện đan sư tất cả tác phẩm nghệ thuật kiệt tác. Đan Long Vũ. Đế Lạc tung bay mái tóc dài loạn vũ, phát sao cây tế đều là giấy lên màu xanh diễm mang, ở hắn sau lưng, xanh thẳm trong biển lửa, một cái đan long ngao du trong đó. Hống. Du long đương quy biển, táng ngươi nhập bụi bẩm. Đế Lạc giờ khắc này một số gần như điên cuồng, cửu thiên linh thảo cùng nắm trong tay toàn tộc đế ấn đang ở trước mắt, chỉ cần đánh bại trước mặt người đàn ông, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Một vị cao cấp đan sư lực hiệu triệu, đem đủ để dung chuyển phần lớn thái thượng thế giới thực lực. Đế Lạc uy áp kinh khủng vào giờ khắc này hoàn toàn bạo tán ra, đế Trần sắc mặt ngưng trọng, nhìn trên hư không thua lập hai người, trầm giọng nói. Nơi này giao cho Tam ca, chúng ta lấy trận pháp phò hộ, ở bọn họ phân ra thắng bại trước, không thể để cho thanh đăng tắt. Đế Trần cùng với sau lưng mấy tên vô lượng cũng là cùng kêu lên đáp lại, Tam gia nếu như này chiến đấu đại hoạch toàn thắng, cửu thiên linh thảo thêm tới đế ấn, trong trăm năm, bước vào chính xác tiên đế có thể nói là ván đã đóng thuyền, đi theo ở một vị chính xác tiên đế đan sư sau lưng, cho dù là vậy quá trên trung tâm thế giới, cũng có thể đi ngang. Sổ nợ này coi là rõ ràng, thậm chí có thể cầm mệnh tướng vồ. Tứ phương kết giới lên tiếng đáp lại lên, năm màu chùm tia sáng từ đế Trần đám người quanh thân kích động ra, trực bức chân trời, vững vàng đem cái này một tòa đổ nát miếu nhỏ phong khốn, đế Tân Tu La vệ các người thấy vậy, đang muốn ra tay. Ừ, Tu La vệ thủ lãnh nhưng là thời khắc mấu chốt trận lại sau lưng mấy người nói, không gian ý chí, chú ý. Ở nơi này cửu thiên linh thảo vô hình hơi thở bao phủ hạ, hắc ám năng lượng 10 phần mỏng manh, vô lượng cảnh cảm giác tuyệt sẽ không ra không may, chính là lúc trước đế gia cấm địa bên trong chém chết bọn họ một thành viên trong đó thần bí gia hỏa. Hắn cùng Diệp Thần chưa từng gặp mặt, vậy một cái nhìn thoáng qua cho hắn tạo thành tâm lý uy hiếp để cho hắn tiềm thức không dám vọng động. Bọn họ tới, cho dù là cảm nhận được vậy một chút yếu ớt không gian ba động chậm rãi tiêu tán. Cũng là dặn dò đám người nâng cao cảnh giác, vạn nhất giao chiến bị hắn thừa dịp hư mà vào, đem sẽ đánh vỡ cái này thăng bằng cục diện. Huống chi, chân chính quyết đoán thắng bại tay, là trong hư không hai người còn chưa bước vào vô lượng gia hỏa. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy thì, mất đi không không lúc nào không hắc ám năng lượng che chở, quả thật hung hiểm vạn phần. Thối lui Diệp Thần âm thầm vui mừng, may mà đối phương không biết hắn lai lịch, không dám tùy tiện ra tay. Nếu không mình mới vừa chính là sẽ mất mạng tại chỗ. Vô lượng cảnh cường giả thần thức, quả nhiên bén nhạy, cứ như vậy, bên trong tình huống chiến đấu rất khó chắc ăn. Diệp Thần đem bồ đề cổ thụ bên trong tình huống giản lược tóm tắt báo cáo Thái Thần, lần này ngược lại là bọn họ có chút chóc khâm kiến chử. Từ bên ngoài nhìn lại, vậy một tòa hưu quạnh miếu nhỏ bên trong, vẫn là yên lặng như tờ, trước cửa đất mặt rõ ràng có thể gặp,
ngăn cách hết thảy khí cơ, bên trong sớm đã là long tranh hổ đấu. Cứ như vậy, một khi bước vào liền sẽ gặp phải hơn 10 vị vô lượng cảnh cường giả chặn đánh, ở đó phiến ở giữa thiên địa, rất nguy hiểm. Liền Thái Thần cũng là không dám tùy tiện thiệp hiểm, một khi mất đi hắc ám năng lượng thành tựu cản tay kềm chế đối phương, Diệp Thần cùng Chu Uyên, tầng thứ này chiến đấu, căn bản không xen tay vào được. Hô! Lúc này Chu Uyên trạng thái vậy rất nghiêm trọng, trong mắt để thoáng qua một chút hắc vụ, đen nhánh con ngươi làm người sợ hãi, hắn miệng to thở hổn hển. Ngay tại lúc này, huyết hoàng tộc nữ đế Mị Thanh truyền ra, thằng nhóc này tình huống có chút không ổn, mặc dù cái này hắc ám năng lượng rất là mỏng manh, nhưng lấy hắn thực lực cảnh giới vẫn là khó mà ngăn cản, ta đánh giá cao thông minh võ hồn trước mắt năng lực chịu đựng. Bất quá ngược lại cũng không sao, cửu thiên linh thảo công hiệu phối hợp hỗn độn khí hơi thở đốt lửa đốt, có thể mượn đột phá này cảnh giới cũng là một lựa chọn tốt. Duy nhất không xác định, chính là không biết thằng nhóc này mệnh có cứng hay không, có thể dẫn đến các ngươi rời đi cái này bị vứt bỏ thế giới. Diệp Thần nghe vậy thần sắc có chút ngưng trọng, mới vừa muốn nói gì, nhưng là thấy con ngươi đã sớm ảm đạm thất sắc, toàn thân co rút run rẩy. Chu Uyên nhẹ giọng nói. Cái này, đây chính là đan vực cường giả tới giữa giao thủ sao? Quả nhiên khủng bố. Chu Uyên, ngươi. Diệp Thần đỡ một cái lảo đảo muốn ngã Chu Uyên, người sau nhưng là đã đầu lưỡi cả lăm, mạnh gạt bỏ nụ cười khó coi, công tử, ta quanh thân kinh mạch đã chết lặng, ta không cảm giác được đau đớn. Ta muốn, ngủ, có thể xuất sắc như vậy tỉ thí, không thể bỏ qua. Chu Uyên miệng không thể nói, nhưng vẫn là quật cường nói, ta tới làm. Ánh mắt, con đường phía trước liền được dựa vào công tử, ngươi, liền, dần dần bị hắc ám năng lượng ăn mòn thiếu niên. Nhưng cũng là ở đó cuối cùng một chút đang lúc hấp hối, muốn cung cấp dù là một chút xíu tình báo. Thái Thần nắm thật chặt Chu Uyên vậy đã sớm hiện lên đen bàn tay, mù quáng mâu. Diệp Thần nghe được Chu Uyên những lời này, lập tức gian hiểu ra, hắn lắc lắc Chu Uyên bả vai, la lớn. Chu Uyên, cho ta lại rất một hồi, ta bảo đảm ngươi ngày mai sẽ có thể phá nhập lớn cảnh, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi so tài một lần. Không hổ là võ si, Chu Uyên nghe được câu này, khóe miệng hiểu ý cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, nhỏ nhẹ bắp thịt kéo động đã là hắn nội tâm vui sướng đến mức tận cùng biểu hiện. Chẳng bao lâu sau, mình từng vô số lần hướng công tử phát động khiêu chiến, từ lúc ban đầu bên tám lạng, người nửa cân, đến cuối cùng bị còn ăn hiếp, hắn sùng bái nhà mình công tử, nhưng càng muốn vượt qua. Tái chiến một chàng, là Chu Uyên chấp niệm. Tiền bối, Chu Uyên còn có cứu. Cửu Thiên Linh Thảo. Diệp Thần nhìn về Thái Thần mở miệng nói, cái trước nhưng là cho mày, chúng ta truy tìm đế tân tới, bản là vì tìm được đế ấn, cái này Cửu Thiên Linh Thảo. Căn bản là không có chút nào tung tích có thể tìm ra, cái này một đường sinh cơ có thể so với lên trời. Không, ta mặc dù chỉ là liếc một cái, thấy được hai nhóm người đối lập, nhưng Chu Uyên mới vừa nói. Hai vị cường giả giao phong. Đế lạc ở bên trong. Cửu Thiên Linh Thảo nhất định cũng ở đây. Thái Thần nghe vậy trước mắt sáng lên, Diệp Thần nhưng là nói tiếp, thật ra thì ta một mực bỏ quên cái gì. Tự thành thế giới không gian bên trong, liền bồ đề cổ thụ đều là khô bại mà chết, vậy rách dưới miếu nhỏ nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Chính là Cửu Thiên Linh Thảo vô hình đặc chất, ẩn núp vậy một mảnh không gian, ngăn cách hơi thở. Diệp Thần chắc chắn nói, vậy cửa thanh đăng, rất có thể chính là Cửu Thiên Linh Thảo. Nhất định sẽ không sai. Nếu không những người đó cũng sẽ không kết trận bảo vệ một ly tả tơi thanh đăng. Thái Thần lúc này liền là đứng dậy trầm giọng nói, đã như vậy, ta đi vào, nghĩ biện pháp đoạt đi ra. Diệp Thần suy đoán có đạo lý, cho dù là một đường sinh cơ, hắn cũng phải vì mình đồ nhi đi tranh thủ. Không được, bên trong ở giao chiến, một khi có phe thứ ba thực lực giao thiệp với, khẳng định sẽ đánh loạn hai bên an bài, càng khó hơn ra tay. Diệp Thần cản lại Thái Thần. Hắn chân mày có rút nhanh, một thời gian cũng là muốn không ra cái gì tốt biện pháp. Ngồi ngay ngắn ngựa ông, có thể chúng ta không có ở đây chờ đợi được lợi cơ. Chu Uyên tình huống rất là không ổn, đối với mình bảo bối này học trò, Thái Thần coi như thân tử, làm sao có thể không gấp. Sư tôn, người học trò ta nhưng mà thề muốn, làm đệ nhất thiên hạ. Công, tử, ta tới làm ánh mắt, người nghĩ biện pháp. Chu Uyên miệng to thở hổn hển. Mắt đen thui như mực gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây bồ đề miếu nhỏ, hai hàng màu đen máu nước mắt tích tích chảy xuống.
Cùng lúc đó, dưới cây bồ đề, đổ nát trước cửa. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Tu La vệ đám người khóe miệng tràn ra một chút đỏ thẫm, Đế Trần xuất lĩnh đám người cứ việc có phòng ngự kết giới bảo vệ, sắc mặt cũng là xanh trắng không nhận. Trong hư không chiến đấu bộc phát mãnh liệt, hơn 10 vị vô lượng duy trì không gian, đều là mơ hồ có dạn nứt thế. Vì một bụi cửu thiên linh thảo, người liền muốn hoàn toàn xé ra da mặt. Ta đại ca tốt! Đế Lạc thanh âm truyền ra, hơi thở tràn vào lộ vẻ. Hừ, đế ấn giao ra, người vẫn như cũ là thái thượng thế giới đan vực náo nhiệt vô thượng tam gia, thậm chí. Người có thể thành là chân chính đế gia gia chủ. Đế Tân trầm giọng nói. Ha ha ha, gông xiềng phong khốn ta thân, cái này trong lồng giam chim hoàng yến, ta thả không muốn, lại tới. Rắc rắc, ngay lập tức, chân trời nứt ra một chút khe hở. Không tốt, nơi đây bị hủy, tất cả mọi người đều khó sống mệnh, các ngươi mấy người cũng tới hỗ trợ. Đế Trần sắc mặt trầm xuống, chợt hướng về phía Tu La vệ đám người nghiêm nghị quát lên. Cái này, Tu La vệ năm tên vô lượng cường giả trố mắt nhìn nhau, nhìn về người cầm đầu. Hỗ trợ, người sau hàm răng cắn lạc lạc vang dội, cuối cùng vẫn là lựa chọn hợp tác. Lại là năm đạo động trời trùng tia sáng trùng tiêu, đổ nát miếu nhỏ bắt đầu sụp đổ, đen nhánh một mảnh Phật đường từng phòng bị dư lực chấn thành phấn vụn, vô số đồng xanh bảo khí sáng lên ánh sáng chói mắt, nhưng cũng ở hai người khủng bố cường giả dưới sự uy áp lần nữa ảm đạm. Oanh! San thành bình địa phế tích bên trong, một tôn dính đầy bụi bậm màu vàng pho tượng chiếm cứ không ngã, mặc cho thiên địa sụp đổ, y như vậy không nhúc nhích. Miếu không cung cấp Phật, chặt đứt nhân quả. Bao gồm Đế Trần ở bên trong rất nhiều vô lượng đều là bị một màn trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, cái này ngôi miếu đổ nát chủ nhân lại mưu toan lấy nhân gian lửa khói khí chặt đứt ngày xưa nhân quả. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại. Pho tượng kia, đã sớm không có chút nào sức sống cùng linh vận. Các vị, ngưng thần. Không đi quản nữa cố vậy một tôn quỷ dị không ngã kim tượng, mọi người ánh mắt nhìn về phía hư không. Đế Tân, thanh đăng như bể. Người ta đều sẽ bị bồ đề cổ thụ hóa thành hỗn độn yêu cây chiếm đoạt. Vật này đến từ không không lúc nào không, không phải chúng ta trên thực tế võ giả có thể kháng cự, liền liền võ tổ và hồng quân sợ rằng cũng không muốn quá nhiều dính. Trên 9 tầng trời, Đế Lạc thanh âm truyền ra, như lại buông tay chân ra đánh xuống, chỉ sợ là phía dưới hơn 10 vị đứng đầu vô lượng cường giả, vậy không nhịn được mảnh thiên địa này không gian, tất nhiên vỡ nhỏ. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền ra. Đế Tân cũng là chú ý tới vậy một ly bất diệt đèn mầm, bằng lão hồ ly này tâm tư, tự nhiên cũng là nghĩ tới điều gì. Thì ra là như vậy, ta liền cùng thu nhận. Đế Tân lạnh giọng lẫm liệt, thân hình hiển hóa hư không, nhìn thẳng trôi giạt áo xanh Đế Lạc. Ngay tại Đế Trần các người nhất thời cảm thấy không ổn, lấy là hai người muốn sống chết đánh giết đã làm xong cùng hóa thành bụi bậm chuẩn bị, Đế Lạc nhưng là nghiêng mâu lạnh đối nói. Để cho ta xem ngươi thủ đoạn. Ngoài dữ liệu của mọi người phải, không có nghĩ xem bên trong hủy thiên diệt địa sát phạt thế công, hai người lại là từng chiêu từng thức, bắt đầu sáp lá cà. Đế Lạc hai ngón tay cũng kiếm, nhàn nhạt màu xanh ra trời lửa mang cháy thành một chút nhỏ mang, trong đó đại lộ quy tắc xen lẫn, hướng Đế Tân đâm tới. Cũng không phải là hở một tí hủy diệt nhất giới thần thuật, vậy tuyệt không phải nghịch thiên phương pháp. Kiệt lực, U Minh Giản Uyên bên ngoài Chu Uyên thấy một màn này. Cũng là không khỏi có chút nghi ngờ, hai người phong hoa tuyệt đại cao nhất cường giả, lại so đấu nổi lên từng chiêu từng thức. Không, bọn họ so đấu là đối với đại đạo lĩnh ngộ, trong đó nhìn như bình thường chiêu thức, nhưng là tích chứa dung hợp vô thượng khủng bố thuật pháp, cần toàn bộ tinh thần đưa vào, vậy khảo nghiệm võ giả đối với trình độ cao nhất lực lượng bả khống. Thái thần ngưng trọng, nguyên lấy là có thể hết sức đánh một trận, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người thực lực đã vượt qua mình quá nhiều. Oanh!